Diệp Thúy Như không trả lời câu hỏi của Vương Nhất, mà chỉ nhìn anh, nói, Vương Nhất, chỉ cần anh hiểu rõ một chuyện, dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không gây bất lợi cho anh, được chứ? Cô có ý gì? Ánh mắt Vương Nhất hơi thay đổi, anh nhíu mày hỏi. Trước kia Diệp Thúy Như cũng ngầm ám chỉ như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta đã khiến cho công ty của Lý Khinh Hồng bị sụp đổ. Bây giờ khi nghe thấy vậy, trong lòng Vương Nhất cảm thấy có linh cảm không lành. Nhưng Diệp Thúy Như lại chẳng giải thích gì thêm. Vương Nhất thầm để ý, sau đó chờ Diệp Kình Hiên đến đây. Khoảng 40 phút sau, Diệp Kình Hiên bước vào văn phòng. Ngài Vương, đã lâu không gặp. Theo sau anh ta là Đồng Yên Nhiên, cô ta vân mặc một chiếc váy đỏ như xưa, khi thấy Vương Nhất, gương mặt cô ta tràn ngập vui sướng. Đã lâu không gặp. Vương Nhất chào hỏi, sau đó đến trước mặt Diệp Kình Hiên, đấm một phát vào đống cơ bắp sắp nổ tung của anh ta, cười nói. Có vẻ trong khoảng thời gian này anh cũng không lười biếng, tiến bộ nhiều đấy. Diệp Kình Hiên cũng chỉ mỉm cười, Ngài Vương, tôi không dám lười biếng, dạo gần đây tôi vẫn luôn huấn luyện theo phương pháp của giáo quan Khương, đã luyện được nội kình. Vậy sao? Vương Nhất nheo mắt, đến đây, đốc hết sức đấm tôi một phát. Diệp Kình Hiên không từ chối, anh ta đốc hết sức, đấm thật mạnh về phía Vương Nhất. Dầm! Vương Nhất dùng tay đỡ nắm đấm kia. Vậy mà anh lại cảm nhận được một tia kình đạo mạnh mẽ. Vẻ mặt anh tràn đầy kinh ngạc, khá đấy, đây đúng là nội kình rồi. Nghe thấy Vương Nhất tán thành, Diệp Kình Hiên cũng vô cùng kích động. Tôi gọi mọi người đến đây để đại diện cho Diệp Thị tham gia vào đại hội Bắc Cảnh, lần này cô ta là người đại diện cho Diệp Thị. Vương Nhất chỉ vào Diệp Thúy Như. Kim Thúy Như. Bỗng nhiên sắc mặt của Diệp Kình Hiên và Đồng Yên Nhiên đều thay đổi nhanh chóng. Diệp Thúy Như cũng nhìn chăm chăm Diệp Kình Hiên, rồi bỗng đến gần anh ta, hỏi, anh là Diệp Kình Hiên đúng không? Vẻ mặt Diệp Kình Hiên vô cùng ngạc nhiên, đúng thế, sao vậy? Cái vòng tay này của anh ở đâu ra? Diệp Thúy Như nhìn chăm chăm cái vòng mà Diệp Kình Hiên đang đeo trên cổ tay, giọng nói run rẩy. Giọng nói của Diệp Thúy Như trở nên run rẩy, thậm chí đôi mắt cô ta còn ánh nước mắt. Từ đầu đến cuối. Ánh mắt cô ta không hề rời khỏi chiếc vòng tay mộc mạc trên cổ tay Diệp Kình Hiên. Hả? Sự kỳ lạ của Diệp Thúy Như cũng khiến cho Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên để ý. Hai người nhìn nhau, đều đọc được sự ngạc nhiên và nghi ngờ trong mắt người kia. Vương Nhất cũng hiểu tính tình của Diệp Thúy Như, cảm xúc của cô ta hiếm khi biểu hiện rõ ràng như thế này. Kể cả trước mặt họ hàng người thân, sắc mặt cô ta đều không hề thay đổi chứ đừng nói với người ngoài. Họ không ngờ. Diệp Thúy Như lại quan tâm đến một chiếc vòng tay. Vòng tay. Diệp Kình Hiên cũng hơi ngạc nhiên, anh ta cúi đầu nhìn rồi tự bật cười. Cái này hả, đây là món quà mà người mẹ đã qua đời đưa cho tôi, là di vật của bà ấy, tôi vẫn luôn đeo trên tay, giữ gìn cẩn thận. Khi nói đến mẹ của mình, trên mặt Diệp Kình Hiên nở một nụ cười ấm áp. Ngay khi Diệp Kình Hiên nói đến, người mẹ đã mất, cả người Diệp Thúy Như khẽ run. Sau đó từng giọt nước mắt của cô ta rơi xuống đất, còn cô ta sụi lơ, ngã xuống ghế sofa. Cô Kim, cô Diệp, cô làm sao thế? Phản ứng khác thường với Diệp Thúy Như cũng khiến cho Diệp Kình Hiên chú ý, nét mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Sự hiểu biết đối với Diệp Thúy Như của Diệp Kình Hiên vẫn dừng lại vào lúc cô ta là con yêu nữ nhà họ Kim ở Thiên An, đến tận hôm nay, hai người mới chính thức gặp lại nhau. Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên. Vốn muốn kể chuyện đại diện Diệp Thị đi tham gia đại hội Bắc Cảnh cũng không có mở miệng. Chỉ vì chiếc vòng tay của Diệp Kình Hiên. Diệp Kình Hiên, cũng có họ Diệp. Nghĩ đến mối liên quan đó, con người của Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên co rụt, hai người cảm thấy giật mình. Nếu suy đoán này là thật, vậy rất có thể họ sẽ biết được thân phận thật sự của Diệp Thúy Như. Không biết vì sao, thấy Diệp Thúy Như lặng lẽ khóc lóc, chẳng hiểu sao trong lòng Diệp Kình Hiên lại cảm thấy đau xót. Một linh cảm không thể miêu tả rõ ràng chạy đến trái tim anh ta. Thịch thịch, thịch thịch thịch, bỗng nhiên trái tim anh ta nhảy vọt. Chờ cảm xúc của Diệp Thúy Như hơi ổn định lại, cô ta lấy ra một chiếc vòng tay từ trong túi. Đây là của tôi. Diệp Thúy Như đặt chiếc vòng vào tay Diệp Kình Hiên. Thấy cái vòng bạc màu này, cả người Diệp Kình Hiên cũng hơi run rẩy. Chiếc vòng này là... Diệp Kình Hiên trợn trừng mắt, nhìn hai chiếc vòng tay với màu sắc khác nhau. Anh ta ngập ngừng chẳng thể nói hết một câu. Chiếc vòng này đã phai màu, nhưng trông vẫn còn rất sạch sẽ. Nó giống hệt chiếc vòng Diệp Kình Hiên đang đeo.
rõ ràng chúng đều đến từ cùng một người. Ngày tôi tách khỏi mẹ mình, bà ấy đã để lại chiếc vòng này cho tôi, bà ấy nói tôi phải giữ gìn nó cẩn thận, còn nói với tôi, sau này có thể dùng nó để tìm kiếm đứa em trai bị thất lạc của tôi. Diệp Thúy Như kể lại với giọng điệu bình tĩnh. Tuy rằng cô ta đã bình tĩnh như trước, nhưng trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Vương Nhất đứng cạnh nhìn, đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp Thúy Như kích động như vậy. Cô ta kể rất nhẹ nhàng, như khi lọt vào tai Diệp Kình Hiên lại như sét đánh. Khi nhìn thấy hai chiếc vòng tay giống nhau, anh ta cũng biết Diệp Thúy Như chính là chị gái ruột của mình. Nhưng kể cả thế, sau khi nghe Diệp Thúy Như nói xong, Diệp Kình Hiên vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Đường đường là người đàn ông cao 8 thước, thế mà anh ta lại khóc hu hu. Chị ơi! Diệp Kình Hiên quỳ mạnh trước mặt Diệp Thúy Như. Tuy Diệp Thúy Như không khóc như lúc nãy, nhưng đôi mắt cô ta cũng rưng rưng. Hóa ra người tôi muốn tìm lại là cậu, Diệp Kình Hiên, cậu họ Diệp, đáng lẽ trước kia tôi phải nghĩ đến mới đúng. Diệp Thúy Như lẩm bẩm, sau đó vội vàng đỡ Diệp Kình Hiên dậy. Mà Đồng Yên Nhiên đứng bên cạnh đã kinh ngạc đến đờ cả người. Giống như họ nghĩ, Diệp Thúy Như chính là chị gái của Diệp Kình Hiên. Đúng là không ngờ họ lại là người trong cùng một nhà. Sau khi tỉnh táo lại, Vương Nhất cũng cảm thán rất nhiều. Đồng Yên Nhiên cũng cảm động đến mức hai mắt đỏ ửng, cô ta thật lòng mừng cho anh trai mình. Vốn dĩ tôi còn tưởng, anh Kình Hiên là con riêng của lão già kia, nhưng không ngờ Kim Thúy Như lại là chị gái của anh ấy. Khi Đồng Yên Nhiên tỉnh táo lại, cô ta nghĩ mà thấy sợ. Ba cô ta là Đồng Kiệt, lúc trước ông ta ngủ với mẹ của Kim Thúy Như. Nếu Kim Thúy Như biết tin này từ trước, liệu nhà họ Đồng còn yên ổn đến hôm nay sao? Chắc chắn nhà họ sẽ bị Kim Thúy Như phá hủy. Dù cho có là Vương Nhất cũng mất rất lâu mới có thể hiểu rõ các mối quan hệ bên trong. Diệp Thúy Như là người của Diệp Thị còn Diệp Kình Hiên là em trai của Diệp Thúy Như. Hai người là chị em cùng mẹ khác cha. Trong đó có liên quan đến cả 4 thế lực lớn, nhà họ Kim, nhà họ Diệp, nhà họ Đồng, Diệp Thị, quả thật còn rắc rối hơn cả bánh quai trèo. Tuy nhiên, có một điều khiến Vương Nhất cảm thấy nghi ngờ, nếu họ là chị em, vậy sao họ lại bị tách ra? Hơn nữa tại sao tên gốc của Diệp Thúy Như là Kim Thúy Như, mà không phải Đồng Thúy Như, vậy? Diệp Thúy Như cũng hiếm khi thể hiện tình cảm chân thành, trước mặt cô ta đã chất một đống giấy ăn. Mắt cô ta đỏ ửng, khóc sưng cả mắt. Diệp Kình Hiên cũng khóc, nhưng chẳng ai cười nhạo anh ta. Kình Hiên, tại sao mẹ lại mất? Diệp Thúy Như hỏi. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Đồng Yên Nhiên đứng bên cạnh hoảng sợ, cô ta lập tức lùi ra đằng sau. Ai cũng biết, Diệp Thúy Như hỏi như thế để làm gì? Báo thù cho mẹ mình. Mà ô ô ta lại là con gái ruột của Đồng Kiệt, nếu bị Diệp Thúy Như biết thì cô có 10 cái mạng cũng không đủ. Diệp Kình Hiên cười, mẹ tự sát, người ép mẹ tự sát cũng đã chết rồi. Vậy sao? Sát ý trên người Diệp Thúy Như biến mất không còn dấu vết. Cô ta quay đầu liếc nhìn Đồng Yên Nhiên. Ánh mắt cô ta rất bình thường nhưng lại khiến cho Đồng Yên Nhiên sợ khiếp vía. Khi cô ta vẫn còn là Kim Thúy Như, cô ta đã biết mình là người của Diệp Thị ở Yên Kinh. Chẳng qua lúc ấy tình hình nguy cấp nên để lấy lòng nhà họ Kim, cô ta cố ý đổi tên mình thành họ Kim. Cô ta đã điều tra thông tin của Diệp Kình Hiên, biết anh ta là con riêng của Đồng Kiệt. Diệp Kình Hiên ẩn núp ở nhà họ Đồng lâu như vậy, chính là để báo thù cho mẹ mình. Trong lòng Diệp Thúy Như biết rất rõ mẹ của anh ta chết như thế nào. Cũng may bây giờ Đồng Kiệt đã chết, nếu không, bây giờ ông ta mà rơi vào tay của Diệp Thúy Như, chắc chắn ông ta sẽ còn chết thảm hơn. Diệp Kình Hiên không nhịn được hỏi, chị ơi, trước kia sao chị lại ở nhà học Kim mà không ở cùng với em? Nếu Diệp Thúy Như ở cùng với anh ta từ khi họ còn nhỏ, thì có lẽ anh ta sẽ không bị nỗi hận che mở mắt. Diệp Thúy Như nhìn về phía chân trời, từ từ nói. Mẹ của chúng ta tên là Diệp Tâm, là một người hầu rất bình thường ở Diệp Thị. Nhưng có một ngày, có một người gọi là Diệp Thiên Vũ ở Diệp Thị đã làm nhục bà ấy, thế nên mới có chị. Làm sao chị và mẹ có thể sống dưới thân phận cao quý của Diệp Thị? Mẹ đã giấu chị 5 năm, cuối cùng Vân không thể giấu được nữa, trong một đêm giông bão, hai mẹ con chị đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nói đến đó cũng thấy mỉa mai, chị ngoài ý muốn đến thế giới này. Nhưng lại là người có huyết mạch tinh khiết nhất Diệp Thị, đây cũng là lý do họ mời chị quay về. Vương Nhất và Diệp Kình Hiên đều yên lặng nghe Diệp Thúy Như kể về thân thế của mình. Khi nghe đến cái tên Diệp Thiên Vũ, trong lòng anh khẽ giật mình.
khi Lý Khinh Hồng giới thiệu Diệp Ân Thi, cô ta đã từng nhắc đến một người đàn ông khác. Diệp Bất Phàm. Chẳng lẽ Diệp Thiên Vũ là ba của Diệp Bất Phàm hay sao? Diệp Kình Hiên lại yên lặng bất ngờ, không ngắt lời cô ta. Sau khi đến Thiên An, chị và mẹ vẫn đi lang thang, màn trời chiếu đất, thậm chí để cho chị ăn no, mẹ còn quỳ trước cửa hàng của người khác suốt một ngày, sau đó có một người tốt bụng không nhìn được nữa, cho bà ấy ăn một bát mì nóng, nhưng mẹ chẳng ăn miếng nào đã nhường hết cho chị. Trong mắt chị, bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời. Diệp Thúy Như nhớ lại, nhưng cùng lúc ấy, đã có một chuyện xảy ra. Mẹ đi làm rất nhiều công việc ở bên ngoài, trong đó có một việc là làm tiếp rượu ở quán KTV, tối hôm đó bà ấy không quay về là chị đã biết có chuyện gì đó xảy ra, đợi khi chị chạy đến thì đã thấy mẹ nằm ở hấp hối dưới đất, người cưỡng hiếp đã đi rồi. Từ đó về sau, bụng mẹ lớn dần, sau đó có em. Diệp Thúy Như nhìn về phía Diệp Kình Hiên. Cả người Diệp Kình Hiên, anh ta gào lên giận dữ, Đồng Kiệt, ông chết vẫn chưa hết tội. Vương Nhất im lặng. Không nghi ngờ gì nữa, người cưỡng hiếp chính là Đồng Kiệt. Đồng Yên Nhiên chẳng dám ngẩng đầu. Gia đình nhà họ nợ Diệp Thúy Như. Sau khi sinh Kình Hiên, nhà chúng ta nghèo rất mồng tơi, hoàn toàn không thể nuôi cả hai đứa trẻ. Ngày ấy mẹ nói, phải bỏ rơi một đứa, và chị chính là đứa trẻ bị bỏ rơi. Diệp Thúy Như kể câu chuyện này với giọng điệu bình tĩnh. Sắc mặt Vương Nhất thay đổi. Lúc ấy, cùng lắm Diệp Thúy Như mới chỉ khoảng 5 tuổi đúng không? Hai mắt Diệp Kình Hiên đỏ ngầu, giọng anh ta khàn khàn, chị ơi, em rất xin lỗi chị. Lúc ấy quan niệm trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, nhưng có lẽ Diệp Tâm sẽ đối xử bình đẳng với cả hai chị em. Nhưng điều kiện gia đình bà không cho phép, nên cuối cùng bà vẫn chọn bỏ rơi con gái ruột Diệp Thúy Như. Mẹ có một người họ hàng được gả đến nhà họ Kim, cũng coi như có chút thân thiết, mẹ cầu xin mãi nhà họ Kim mới chịu nhận tôi. Diệp Thúy Như nhẹ nhàng nói, lúc chia tay. Mẹ tặng chiếc vòng tay này cho chị, bảo chị giữ gìn cẩn thận, sau này lớn lên có thể dùng nó để tìm em trai, chị vẫn luôn tìm em, nhưng cũng may bây giờ tìm được rồi, đáng tiếc mẹ không thể nhìn thấy cảnh này. Sau này là khoảng thời gian của Kim Thúy Như. Diệp Thúy Như đã kể hết thân thế của mình, nhưng ngay cả người biết hết toàn bộ chân tướng cũng cảm thương với cô ta. Không có ai vừa sinh ra đã độc ác, Diệp Thúy Như gặp nhiều chuyện khó khăn hơn người khác. Nên cô ta càng hiểu rõ để sinh tồn thì thắng làm vua thua làm giặc. Diệp Kình Hiên là một người đàn ông cao lớn nhưng lại khóc không thành tiếng. Chị ơi, bây giờ chúng ta nhận nhau rồi, chị chính là chị gái của em, sau này không ai có thể bắt nạt chị. Diệp Kình Hiên cắn răng nói. Diệp Thúy Như mỉm cười, vậy nếu sau này có một ngày, một trong hai người là chị và ngài Vương phải chết thì em sẽ giúp ai? Chuyện này, Diệp Kình Hiên lập tức rơi vào tình thế khó xử. Nói đùa thôi. Diệp Thúy Như nói nửa đùa nửa thật. Vẻ mặt Vương Nhất trở nên nghiêm túc, anh liếc mắt nhìn Diệp Thúy Như, cho nên, vốn dĩ cô quay lại Diệp Thị để nắm quyền, sau đó trả thù cái người tên là Diệp Thiên Vũ, đúng không? Đúng vậy, tôi muốn báo thù, không thể để mẹ chết không nhắm mắt. Diệp Thúy Như nói với giọng lạnh lùng, trong mắt chứa đầy sát ý. Cô ta nói xong, lúc này Vương Nhất mới hiểu nguyên nhân Diệp Thúy Như quay về Diệp Thị. Chỉ là để báo thù. Bây giờ mới giống cách nói chuyện của cô. Vương Nhất nói với Diệp Thúy Như, tuy nhiên bây giờ nếu như cô muốn đối đầu với Diệp Ân Thi và Diệp Bất Phàm thì sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi. Diệp Thúy Như cười nhạt, chắc tôi chưa yếu đến mức cần anh lo lắng cho sự an toàn của mình đúng không? Tôi sẽ không đánh mà không chắc chắn, bây còn thiếu vốn liếng nhưng đợi một khoảng thời gian dài là được, huống hồ, tình cảnh này vẫn còn đỡ hơn lúc tôi ở nhà họ Kim. Vì vậy, Vương Nhất không khuyên cô ta thêm nữa, ai cũng có mong muốn riêng. Diệp Kình Hiên lập tức tỏ thái độ, chị đi đâu thì em đi đó, em cũng đến Yên Kinh. Diệp Thúy Như cười, em là em trai chị, đương nhiên phải quay về. Nhưng bây giờ chị vẫn cần em giúp một việc. Diệp Thúy Như chuyển đề tài, cô ta nhìn Diệp Kình Hiên nói, vẫn chưa có ai đại diện cho Diệp Thị của chị tham gia đại hội Bắc Cảnh. Chị, vậy cứ để em đi. Đương nhiên Diệp Kình Hiên hiểu ý Diệp Thúy Như, anh ta lập tức đồng ý. Diệp Thúy Như lại lắc đầu, mỗi mình em chưa đủ. Cô ta cũng từng gặp những cao thủ khác, tuy rằng Diệp Kình Hiên không hiếu thắng như nhiều võ giả nội kình, nhưng anh ta còn kém xa những cao thủ thật sự. Chưa nói đến những người khác, chỉ mỗi Diệp Vô Lệ cũng đủ để đè bẹp anh ta. Diệp Kình Hiên nói thẳng, chị đừng lo, lần này đến Giang Thành,
em sẽ dẫn theo một vài cao thủ tại võ đạo Thiên An, chắc sẽ đủ người thôi. Vương Nhất xua tay, bao nhiêu người cũng được, mang cả tôi theo còn tốt hơn. Nghe thế, ngay lập tức gương mặt Diệp Thúy như tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, chẳng phải phía Hiệp hội Võ Đạo đã cấm cửa anh rồi sao? Vậy anh tham dự thế nào? Vương Nhất cười nhạt, người họ cấm là, Vương Nhất, đổi thân phận khác là được đúng không? Đổi thân phận? Ánh mắt Diệp Thúy như trở nên sắc bén lên. Hay đấy, đổi cả tác phong luôn. Vương Nhất cười, tôi đổi cả tên lân gương mặt là Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành sẽ không thể nói gì được nữa. Không được, không thể làm thế. Diệp Thúy như lắc đầu, hệ thống thông tin tại Hiệp hội Võ Đạo móc nối với hồ sơ, chỉ cần đổi tên hay đổi mặt là thân phận thật của anh sẽ bị phát hiện. 1738. Diệp Kình Hiên và Đồng Yên Nhiên cũng cảm thấy kế hoạch này thật điên rồ. Vương Nhất phần kiên trì, đấy là với người bình thường thôi, bất cứ chuyện gì, nếu cấp bậc cao đến mức không thể điều tra là có thể vượt qua bất cứ hiệp ước nào. Anh vừa nói xong, mọi người giật mình nhìn về phía Vương Nhất. Trái tim Diệp Thúy như nhảy nhót mạnh mẽ, anh có ý gì? Vương Nhất không giải thích thêm mà chỉ nói thẳng, cô báo tên của tôi và thân phận mới đi, bây giờ tôi được gọi là ẩn chủ. Cái gì, ẩn chủ? Nghe thế, Diệp Thúy như trợn mắt há mồm, cô ta chợt hét lên sợ hãi, anh là ẩn chủ. Diệp Kình Hiên và Đồng Yên Nhiên cũng nhìn Vương Nhất đầy khó tin. Điều này khiến cho người khác vô cùng ngạc nhiên. Vương Nhất thản nhiên nói, tôi chỉ nói, thân phận mới của tôi gọi là ẩn chủ, chưa nói tôi là ẩn chủ. Phù, làm tôi giật cả mình. Diệp Kình Hiên là người đầu tiên tỉnh lại. Đồng Yên Nhiên cũng rất sợ hãi. Chủ yếu do cái tên ẩn chủ quá khiếp người, cực kỳ chấn động. Ẩn chủ nước Hát là người bảo vệ tối cao. Ai dám dùng danh nghĩa của ẩn chủ cơ chứ? Diệp Thúy như lại liếc nhìn Vương Nhất đầy ẩn ý. Cô ta đã nói hết thân thế cho Vương Nhất, nhưng lại chẳng hề biết gì về thân phận của anh. Nhưng giờ cô ta lại cảm thấy, mình đã chạm đến rất gần. Một ngày sau, Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Văn phòng hội trưởng. Hồng Giác Hải đang tra cứu tài liệu. Cấp dưới của ông tài liệu vội chạy vọt vào phòng, hội trưởng, Diệp Thị đã nộp tên của người đại diện mới. Hồng Giác Hải lập tức công việc xuống, cười, ô hai để tôi xem thử xem tuyển thủ mới là A. Trước kia ông ta âm thầm chơi xấu Diệp Thúy Như, để phía chính phủ không chấp nhận thân phận của Vương Nhất nhưng mới qua mấy ngày, họ đã tìm được tuyển thủ mới. Tìm người trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì chắc chắn là loại dưa vẹo táo nứt. Hồng Giác Hải nghĩ như vậy rồi mở danh sách. Ngoại trừ em trai Hồng Giác Lâm của ông ta thì người đại diện cũng biến thành Diệp Ân Thi. Hay đấy, có vẻ cô Diệp đã chèn ép được Diệp Thúy như kia như mong muốn. Hồng Giác Hải rất hài lòng, tiếp tục đọc danh sách. Diệp Kình Hiên. Hồng Giác Hải thấy tên của Diệp Kình Hiên tên. Bỗng nhiên ông ta cảm thấy cái tên này có vẻ quen quen. Sau đó ông ta nhanh chóng nghĩ ra. Đây chẳng phải là hội trưởng mới của Hiệp hội Võ Đạo Thiên An sao? Một thằng nhóc tép siêu. Hồng Giác Hải vừa sợ vừa giận. Với lý lịch và tuổi tác thì quả thật Hồng Giác Hải có thể coi Diệp Kình Hiên là một thằng nhóc tép siêu. Thiên An ở cạnh Giang Thành, nên ở Thiên An xảy ra chuyện gì là Giang Thành sẽ biết trước. Hiệp hội Võ Đạo khắp nơi đều như vậy. Vốn dĩ hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Thiên An là gia chủ nhà họ Nhan, Đồng Chi Thu. Nhưng không biết tại sao, Đồng Chi Thu lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có hội trưởng canh giữ. Cả bên trong và bên ngoài hiệp hội đó đều loạn như rắn mất đầu. Sau này, một người trẻ tuổi tên là Diệp Kình Hiên đột nhiên đứng lên trở thành hội trưởng mới của Hiệp hội Võ Đạo. Sau này ông ta không biết thêm tin gì về Hiệp hội Võ Đạo Thiên An. Không ngờ đại diện cho Diệp Thị lại ra mặt. Sắc mặt Hồng Giác Hải trở nên rất khó coi. Ông ta chưa từng tiếp xúc với người tên Diệp Kình Hiên này, nên không hiểu rõ sức mạnh của anh ta. Nếu anh ta là một cao thủ thì xong rồi. Hội trưởng, ông có muốn đá Diệp Kình Hiên này ra không? Cấp dưới của ông ta đề nghị. Hồng Giác Hải lập tức đập mạnh vào đầu anh ta, anh ngu thế, chúng ta có thể cấm cửa Vương Nhất vì hồ sơ của anh ta không sạch sẽ, anh cho rằng người khác cũng giống anh ta sao? Hơn nữa chúng ta Hiệp hội Võ Đạo, đều chịu sự quản lý của Ngài Võ Sĩ, Chiến Thần Môn. Nghe nói lần này Ngài Võ Sĩ cũng đến Đại hội Bắc Cảnh, không thể làm chuyện như thế. Vừa nghe thấy ba chữ Ngài Võ Sĩ. Trong nháy mắt cấp dưới cảm thấy vô cùng áp lực. Ngài Võ Sĩ là một huyền thoại. Hồng Giác Hải tiếp tục đọc mặt sau của danh sách. Mặt sau đều là người của Hiệp hội Võ Đạo Thiên An. Hả,
ẩn chủ. Bỗng nhiên, một cái tên ở mặt sau khiến cho Hồng Giác Hải chú ý. Trong nháy mắt, ông ta trợn mắt khó tin, lưng áo ướt đầm mồ hôi. Ẩn chủ, thế mà lại là ẩn chủ. Cấp dưới cũng vô cùng hoảng sợ, có phải ai giả mạo không? Anh ta thầm suy đoán. Hồng Giác Hải lập tức tát một phát vào đầu anh ta, ai dám giả mạo ẩn chủ. Đây là tội lớn. Ẩn chủ là người bảo vệ của nước Hát, bốn ranh giới Đông Tây Nam Bắc đều phải nghe lệnh của người đó. Nếu đây là ẩn chủ thật, vậy Mục Lang bảo vệ biên giới phía Tây cũng chẳng đáng nhắc đến. Nhanh, nhanh đi điều tra thông tin liên quan đến thân phận của ẩn chủ. Giọng nói Hồng Giác Hải trở nên run rẩy. 1740. Tên cấp dưới lập tức run rẩy click vào tài liệu thân phận của ẩn chủ. Màn hình máy tính nhanh chóng cho ra kết quả. Nhưng điều khiến cho Hồng Giác Hải và cấp dưới ngạc nhiên là tất cả toán dấu chấm hỏi. Hồng Giác Hải lập tức thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cao thủ ẩn danh. Cấp dưới thắc mắc, hỏi, hội trưởng Hồng, trên máy tính vẫn chưa hiển thị kết quả, sao ngài lại biết đây là cao thủ ẩn danh? Có nói anh cũng không hiểu. Hồng Giác Hải cười, con đường võ đạo, chỉ có tấm lòng kiên định mới có thể đột phá. Cho nên có rất nhiều võ giả gặp phải bình cảnh, đều sẽ lựa chọn lánh đời, không quan tâm đến chuyện trên tục thế này, chỉ tập trung tu luyện võ đạo, người như thế chúng ta không thể tra được thông tin. Nói xong, Hồng Giác Hải còn tiện tay click mở một danh sách địa diện cho Tần Thị xuất chiến, ví dụ như cao thủ tên, Tề Lân, này, tất cả thân phận của anh ta đều là dấu hỏi chấm, tên Vương Nhất đâu. Cấp dưới hiểu ra, hồ sơ của Vương Nhất là toàn là dấu chấm hỏi, còn cao thủ ẩn danh này chỉ là danh hiệu, chứ đừng nói là điều tra. Người như thế, anh dám nói là người lai lịch không rõ ràng sao? Nhưng mà người này đúng là to gan, dám lấy danh của ẩn chủ, chẳng lẽ anh ta còn mạnh hơn cả ẩn chủ sao? Cấp dưới cảm thán. Hồng Giác Hải cười, không thể nào, ẩn chủ là người có 102, tôi đoán có năm tới 6 năm nay người này không ra sơn nên không biết danh tiếng của ẩn chủ. Hóa ra là thế. Cấp dưới cũng thoải mái. Gần 5 năm nay, ẩn chủ là chiến thần mới quật khởi trong đội quân, chiến hồn bất diệt. Những cao thủ ẩn danh chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Reng reng reng. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Hồng Giác Hải vừa nghe, cơ quan hồ sơ gọi. Hồng Giác Hải, ông thật to gan, lại dám tự tiện điều tra hồ sơ mật, hiệp hội võ đạo các ông đừng hòng dùng hệ thống hồ sơ thông tin này nữa. Tút tút tút. Hồng Giác Hải còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã tắt. Khi tỉnh táo lại lòng Hồng Giác Hải nóng như lửa đốt, ông ta nói với cấp dưới, nhanh lên, xem hệ thống hồ sơ thông tin còn dùng được không. Cấp dưới vừa vào, đã hiện lên một dòng chữ đỏ chói. Trên đó có bốn chữ lớn, không có quyền hạn. Ngay lập tức Hồng Giác Hải hồn bay phách lạc, xong rồi, hệ thống hồ sơ thông tin này là cách nhanh nhất để hiệp hội võ đạo chúng ta điều tra thông tin, nếu bị đóng, vậy chẳng phải không thể tra được người khác sao? Cấp dưới nói, hội trưởng, chắc là lần trước tôi điều tra hồ sơ của Vương Nhất, bị cơ quan hồ sơ cho vào danh sách đen. 1741. Vương Nhất, tôi thề không độ trời chung với cậu. Hồng Giác Hải nghiến răng nghiến lợi, ước được cầm đao chạy đến chỗ Vương Nhất. Dĩ nhiên Vương Nhất không biết chuyện xảy ra trong hiệp hội võ đạo, sau khi tìm chỗ ở cho Diệp Kình Thiên và Đồng Yên Nhiên xong Vương Nhất quay về khách sạn. Lý Khinh Hồng đứng cạnh Vương Tử Lam, nhưng cô đã thay một bộ vest. Vương Nhất sửng sốt, em muốn ra ngoài sao? Lý Khinh Hồng gật đầu, còn dục Vương Nhất nhanh đi thay quần áo. Chúng ta đi đâu vậy? Vương Nhất hỏi. Lý Khinh Hồng nói, Lý Thế Nhân tổ chức một bữa tiệc, hình như muốn xóa bỏ thù hận năm xưa. Không chỉ mời nhà em, còn mời cả ba em đến nhà họ. Mời cả ba sao? Bỗng nhiên Vương Nhất nheo mắt. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng trở nên nghiêm trọng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vậy đi xem ông ta muốn làm gì? Huyền Vương Nhất thản nhiên nói. Mặc đồ xong, Vương Nhất dẫn theo Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đến gặp Lý Mộng Đình. Biết được gia chủ nhà họ Lý muốn mời khách đến từ Yên Kinh đến ăn cơm, Lý Mộng Đình rất lo lắng và kích động. Kích động vì có thể nhìn thấy gia chủ Yên Đô trong truyền thuyết. Lo lắng vì địa vị hai bên cách nhau quá xa. Lý Thiên Dương cũng rất lo lắng. Nhưng vẫn dẫn theo Văn Bội Cầm. Vương Nhất cười an ủi nói, ba, đừng lo lắng ông ta tổ chức buổi tiệc này là muốn xin lỗi chuyện năm xưa, ngoài ra còn muốn mua chuộc lòng người ba. Xin lỗi, mua chuộc, đừng nói đùa. Vừa nghe lời này, Lý Thiên Dương càng sợ hãi.
20 năm trước ông ta rời xa rời quê hương Yên Kinh đến Thiên An, có thể nói ông ta luôn sống dưới cái bóng của Lý Thế Nhân. Ông ta giận mà không dám nói, càng không dám hận. Chỉ có sợ hãi. Văn Bội Cầm cũng rất sợ hãi. Lúc bà ta là bà Văn vẫn luôn nghe thấy danh tiếng của Lý Thế Nhân nhưng chưa từng gặp. Bà ta không tư cách. Không nói đùa thật mà. Vương Nhất cười khổ nói, ba, bà Văn. Không, phải gọi là mẹ rồi, hai người không cần sợ hãi như vậy, cứ bình tĩnh. Lý Khinh Hồng cũng khuyên nhủ, đúng vậy, nếu xảy ra chuyện gì có con đây. 1742. Hơn nữa, Lý Thế Nhân cũng bắt đầu bồi thường rồi, chẳng lẽ ba lại không nhận. Vương Nhất nhìn Lý Thiên Dương với ánh mắt quái dị, nói. Sắc mặt Lý Thiên Dương thay đổi, tôi đồng ý nhận bồi thường của ông ta bao giờ. Lúc hợp tác với tập đoàn Ẩn Long đó. Vương Nhất nói, mấy ngày trước, chẳng phải tập đoàn Đông Điện của Lý Thị đã tìm đến để hợp tác sao? Xoẹt. Vừa nói xong, sắc mặt Lý Thiên Dương thay đổi, mở to mắt nhìn, hóa ra đó là sự bồi thường của ông ta sao, tôi còn nghĩ do tập đoàn Ẩn Long của chúng ta mạnh nên bọn họ muốn hợp táo. Vương Nhất cười cười, không nói gì. Tuy gần đây tập đoàn Ẩn Long phát triển khá tốt nhưng cũng chưa là gì trong khu vực Giang Chiết. Tập đoàn Đông Điện của Lý Thị, không chỉ nổi tiếng ở Yên Kinh, mà còn trên khắp cả nước. Tập đoàn Đông Điện và tập đoàn Ẩn Long hợp tác, ngoại trừ Lý Thế Nhân muốn bồi thường Lý Thiên Dương ra, còn đâu hai bên không thể hợp tác. Văn Bội Cầm lo lắng, ông đồng ý hợp tác với gia chủ họ Lý, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bồi thường của ông Tan. Lý Thiên Dương thở dài, vẻ mặt u buồn. Vương Nhất chẳng quan tâm, đi thôi. Đám người đi đến một khu ở ngoại ô có tên là Sơn Trang Anh Liệt. Đây nơi Lý Thế Nhân tổ chức tiệc. Bởi vì đại hội Bắc Cảnh sắp khai mạc, nó cũng có nghĩa là có rất nhiều nơi sẽ hot lên. Mà Sơn Trang Anh Liệt đúng là một trong số đó. Lý Thiên Dương lái xe, vẻ mặt nghiêm túc, Sơn Trang Anh Liệt này là một sơn trang cổ, đã có lịch sử vài trăm năm, nghe nói, đây là căn cứ huấn luyện bí mật nhất của binh đoàn ẩn vu của nước Hát. Giỏi thế sao? Trong mắt Lý Mộng Đình hiện lên vẻ kích động. Cảnh sắc núi rừng lướt qua xe, có thể thấy một người đang núp trong rừng tượng. Đây tượng vệ sĩ tỉnh Anh của ẩn vu. Lý Khinh Hồng nói. Bỗng nhiên Vương Tử Lam vỗ tay trong lòng Vương Nhất, vẻ mặt tràn đầy ý cười, chờ sau này con lớn, nhất định con sẽ trở thành một anh hùng như ba. Ngoan quá! Vương Nhất sờ đầu Vương Tử Lam. Sau đó anh lại nhìn về phía Sơn Trang Anh Liệt. Anh cũng cảm nhận được rất nhiều cảm xúc khi thăm lại chốn xưa. Những người đã từng là chiến hữu. Mọi người, có khỏe không? 5 năm trước, anh được ẩn chủ cũ cứu từ dưới sông, sau đó đến đây tham gia vào ẩn vu, làm một thành viên dự bị. Vương Nhất để lại rất nhiều ký ức thanh xuân ở đây. Môi tấc đất, đều chôn giấu máu và nước mắt của Vương Nhất. Lúc trước có một đám người, sau này chỉ còn lại Khương Nhã Mi và anh là thành viên chính thức của ẩn vu. Cảnh còn người mất, nhưng là để lại truyền thuyết về ẩn chủ. Tương truyền, ẩn chủ cũng đi ra từ đây. Gương mặt Lý Thiên Dương vô cùng nghiêm túc, lúc ấy có một nhóm người ưu tú, lấy danh nghĩa tân binh, được đặc cách tham gia vào đội hình chính thức của ẩn vu, sau này họ đã lập vô số công lao trên chiến trường, trở thành ẩn chủ của nước Ipo. 1743. Trên mạng có rất nhiều phim tài liệu về ẩn chủ. Nhưng lúc Lý Thiên Dương giảng lại, tất cả mọi người đều nghe vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất cũng nghe rất nghiêm túc, nhưng anh lại có nhiều cảm xúc hơn. Đây nơi thuộc về vinh quang của anh, nhưng với anh thì đây chỉ là quá khứ mà anh sắp lãng quên. Bây giờ anh chỉ là người bình thường. Đương nhiên, chỉ cần đất nước yêu cầu anh vẫn sẽ trở thành ẩn chủ nước Hát. Đến rồi. Xe dừng trước Sơn Trang, mấy người Vương Nhất đi vào bên trong. Sơn Trang quy định, xe lạ không thể lái vào trong. Kể cả xe nào, đến từ đâu cũng không được vào. Cũng có chút màu sắc của quân đội. Đằng trước có xe, Lý Mộng Đình chỉ về phía trước, hét lên. Mấy người Vương Nhất nhìn theo tiếng hét, thấy có rất nhiều xe quân dụng đang đỗ hai bên người. Bên trên còn cắm quốc kỳ đỏ tươi. Đó là biểu tượng gì vậy? Bọn họ để ý thấy trên những chiếc xe đều có một biểu tượng hình rồng. Đó là huy hiệu của đội quân ẩn vu. Vương Nhất bỗng lên tiếng. Ngay lập tức, kể cả Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình, hay Lý Khinh Hồng và Văn Bội Cầm đều nhìn Vương Nhất với ánh mắt ngạc nhiên. Sao anh biết? Lý Mộng Đình buột miệng nói. Vương Nhất cười, những ai từng đi lính đều biết biểu tượng này. Lúc này mọi người mới hiểu ra,
cũng không liên hệ ẩn vu với Vương Nhất. Dù sao, chỉ có những người giỏi nhất mới có thể được vào ẩn vu. Khinh Hồng, mọi người đến rồi sao? Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng phụ nữ cười. Họ quay đầu thì thấy Ngụy Thương Kiều mặc một bộ sườn xám đi đến. Bà ta không chào mấy người Lý Thiên Dương mà coi họ như không khí. Lý Khinh Hồng cười nhạt, cũng không nói gì. Ngụy Thương Kiều còn nói thêm, tuy rằng chúng tôi là đứng ra mời mọi người ăn cơm, nhưng mọi người vẫn phải tuân thủ quy định của Sơn Trang Anh Liệt. Mỗi người đều phải được kiểm tra, không thể mang bất cứ khẩu súng hay viên đạn nào vào trong, một vài loại chất lỏng cũng bị cấm, đương nhiên tôi không bị kiểm tra. Nói xong, Ngụy Thương Kiều đi lướt qua mặt họ, tôi đợi mọi người ở trong Sơn Trang, mấy người các anh đừng để ai bị giữ lại, nếu không rất phiền toái. Mấy người Lý Khinh Hồng nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì, họ xếp hàng chờ tiến hành kiểm tra an toàn. Vương Nhất là người cuối cùng, khi anh bước qua cửa an toàn bằng tia hồng ngoại, bỗng nhiên tiếng kêu cảnh báo vang lên. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn Vương Nhất với ánh mắt khó tin. Cảnh vệ xung quanh cũng nhìn Vương Nhất như thấy kẻ địch. Păng păng păng. Họ giơ súng, nhắm vào Vương Nhất. Không được nhúc nhích. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất. Hiện trường vang lên âm thanh cảnh báo chói tai. Tất cả cảnh vệ đều đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhìn chằm chằm Vương Nhất. Như thể anh là một con quái vật đáng sợ vậy. Hai người Lý Khinh Hồng, Lý Thiên Dương cũng hoảng sợ, không thể ngờ tới nhìn Vương Nhất. Dù sao cũng đã kích hoạt cảnh báo rồi đó. Trong nhận thức của mọi người, chỉ có nhân vật nguy hiểm mang theo súng ống mới có thể kích hoạt báo động. Chẳng lẽ Vương Nhất là nhân vật nguy hiểm? Trong đầu mọi người đều hiện lên một ý nghĩ như vậy, ngay cả bọn họ cũng hoảng sợ. Lúc này, một người đàn ông mặc quần áo nhung, trên mũ có một ngôi sao năm cánh màu đỏ, bước chân vội vã đi về phía Vương Nhất. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng này vừa đi ra, xung quanh lập tức dấy lên ồn ào. Đây không phải là tổng phụ trách của căn cứ huấn luyện Sơn Trang Anh Liệt, Đại tướng quân Bạch Trịnh sao? Sao lại cả anh ta cũng đến đây chứ? Bình thường chỉ có khi thành viên chấp hành nhiệm vụ của ẩn vu trở về mới ra đón, bọn họ sùng bái nhất chính là ẩn chủ. Ngay cả tướng quân Bạch Trịnh đều đã ra rồi, xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi. Khắp nơi đều là tiếng xì xào bàn tán của các cảnh vệ. Bởi vậy có thể thấy được, vị Bạch Trịnh tướng quân này, ở trong lòng bọn họ có uy tín rất lớn. Tất cả im miệng, nghỉ, nghiêm. Bạch Trịnh hô lớn một tiếng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Đôi mắt anh ta nhìn quét toàn bộ hiện trường, lớn giọng nói, vốn dĩ loại chuyện này tôi cũng sẽ không ra mặt, nhưng tôi vừa nhận được thông báo, thành viên dự bị của căn cứ huấn luyện ẩn vu chấp hành nhiệm vụ đã trở lại, khoảng một tiếng sau sẽ đến đây dưỡng sức, vậy nên, không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, không thể tha cho bất kỳ một đối tượng khả nghi nào. Bùm! Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động rồi. Đây là lý do mà tướng quân Bạch Trịnh ra mặt sao? Đây là căn cứ huấn luyện tăng cường của ẩn vu không sai, nhưng bọn họ không thường ở đây, hàng năm đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mỗi lần trở về, đều sẽ là chuyện lớn, sẽ dùng chiến trận cao cấp nhất để nghênh đón. Lúc này, sao có thể để cho một nhân vật không rõ thân vật khả nghi đi vào chứ? Nhất thời, vẻ mặt của tất cả mọi người xung quanh đều trở lên nghiêm túc, cả lòng bàn tay cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Vương Nhất cũng rõ nguyên nhân vì sao cảnh vệ của Sơn Trang Anh Liệt lại nghiêm túc như vậy. Không phải bởi vì Lý Thị tổ chức tiệc rượu ở đây, mà là bởi vì thành viên dự chấp hành nhiệm vụ của ẩn vu đã trở lại. Vương Nhất lại càng không hoảng hốt, chấn định thản nhiên đứng đó. Bạch Trịnh đi đến trước mặt Vương Nhất, nhàn nhạt nhìn anh một cái, làm phiền cậu, đưa đồ cầm trong tay cho chúng tôi kiểm tra, chúng tôi nghi ngờ trên người của cậu có mang theo vật phẩm nguy hiểm như súng ống hoặc bom mìn. Vương Nhất cũng không nói gì, rất phối hợp mở túi ra. Đồ bên trong tất cả đều là rượu để tặng. Lý Thế Nhân mời khách ăn cơm, Lý Khinh Hồng tất nhiên phải chuẩn bị quà tặng ông ta, không thể ăn không bữa cơm của người ta được. Tướng quân Bạch Trịnh tự mình kiểm tra, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Anh ta cho Vương Nhất một ánh mắt, ý bảo anh đã qua cửa kiểm tra. Tích tích tích, lần này Vương Nhất tay không bước tiếp, nhưng máy cảnh báo vẫn vang lên. Không chỉ một cái, mà tất cả máy cảnh báo của Sơn Trang đều vang lên, hiện trường lần này cực kỳ hoành tráng. Cái này, nhìn một màn này, đừng nói là mấy người Lý Khinh Hồng, ngay cả Bạch Trịnh cũng sợ ngây người. Từ trước đến nay anh ta chưa từng thấy người nào tay không đi vào mà máy cảnh báo vẫn còn vang. Tướng quân,
có phải cảm biến của máy cảnh báo hỏng rồi không? Trong đó có một cấp dưới nghi ngờ hỏi. Không thể nào. Bạch Trịnh không hề do dự mà phất tay, cau mày nói, máy cảnh báo không có khả năng bị hỏng, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, có thứ nguy hiểm giấu trên người cậu ta. Ồ, lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức nâng cảnh giới lên cao nhất. Từng đôi mắt mang theo hoảng sợ, không thể tưởng tượng được nhìn Vương Nhất. Trong cơ thể có dấu thứ nguy hiểm sao? Vậy thì đã tăng lên đến tình trạng khẩn cấp cấp SSS rồi. Bây giờ là thời kỳ khoa học kỹ thuật, kiểu vũ khí gì cũng đều có. Quốc tế thứ ba là một nơi không có người quản lý, thường xuyên xuất hiện phạm nhân cực kỳ tàn ác, cấy bom vào cơ thể của chính mình, chỉ cần một người có thể hủy diệt một tiểu đội. Bọn họ trực tiếp xem Vương Nhất thành loại phạm nhân như vậy. Lý Khinh Hồng cũng sợ tới mức mặt mày tái nhợt, đi đến bên cạnh Vương Nhất, nói, Vương Nhất, rốt cuộc là chuyện gì thế, cơ thể anh sao lại có thứ nguy hiểm chứ? Thật sự là không thể tưởng tượng được. Lý Mộng Đình và Lý Thiên Dương cũng nhìn Vương Nhất như thấy ma vậy. Đột nhiên, Lý Mộng Đình nhớ ra cái gì đó, nói với Vương Nhất, trước đây không phải anh nói, bị vướng vào một vụ án quốc tế quy mô rất lớn sao? Còn có đặc công bảo vệ anh, có phải nguyên nhân là từ lúc đó không? Rất lâu trước đây, khi Vương Nhất mới trở lại Thiên An, lúc đó Lý Mộng Đình còn đang yêu một phú nhị đại tên là Trần Cảnh. Lúc đó có một người phụ nữ ra tay, bảo vệ Vương Nhất. Sau đó, Lý Mộng Đình biết người phụ nữ đó là Lãnh Nhan, nhưng đến giờ vẫn nghĩ là đặc công nhà nước phái tới bảo vệ Vương Nhất. Vương Nhất cười nhẹ, nói thẳng với Vương Nhất, không có thứ gì cả, chỉ là mấy mảnh đạn vỡ mà thôi. Mảnh đạn vỡ? Mọi người đều không tin. Biểu tình của Bạch Trịnh nghiêm túc, việc này rất quan trọng, mời cậu theo chúng tôi đi một chuyến, chúng tôi phải tiến hành quét toàn thân của cậu, nhìn xem rốt cuộc trong cơ thể cậu có cái gì. Cứ như vậy, Vương Nhất bị đưa đi. Mấy người Lý Khinh Hồng còn lại được cho vào, tiến vào bên trong Sơn Trang Anh Liệt. Bên trong một gian phòng của Sơn Trang, Lý Thế Nhân, Ngụy Thương Kiều đang uống trà. Thân là con gái của bọn họ, Lý Tuyết Nhi tất nhiên cũng được mời, hơn nữa đã đến từ sớm. Thấy mấy người Lý Khinh Hồng đi vào, Lý Tuyết Nhi vui vẻ tiến lên. Chị, mọi người đến rồi à? Hả, anh rể đâu rồi? Lý Tuyết Nhi nhìn xung quanh, cũng chưa nhìn thấy Vương Nhất, lập tức lòng có nghi ngờ. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng khó coi, anh rể em bị đưa đi rồi, nguyên nhân là do trong cơ thể có dấu thứ nguy hiểm, không qua được cửa an ninh. Trong cơ thể có thứ nguy hiểm, sao có thể? Nghe vậy, Lý Tuyết Nhi giật cả mình. Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều quay đầu nhìn qua, cũng rất ngạc nhiên. Rất nhanh, Ngụy Thương Kiều cười cười, mẹ đã nói rồi, an ninh ở đây rất chặt chẽ, ngay cả nước cũng không chảy lọt, mẹ thấy, cậu ta chắc chắn bị coi là nhân vật nguy hiểm nên bị bắt lại, Khinh Hồng, con nhanh chóng tái giá đi. Bà im đi, gương mặt Lý Khinh Hồng đầy lửa giận. Bà thì biết cái gì? Lại một giọng nói nhàn nhạt vang lên, ngập tràn ý trào phúng. Tất cả mọi người theo tiếng nói nhìn lại, Ngụy Thương Kiều như chuột nhìn thấy mèo vậy, trên mặt lập tức đầy hoảng sợ. Trên cầu thang xoắn ốc của lầu 2, có một người phụ nữ điềm tĩnh chậm rãi đi xuống. Đúng là Lạc Thanh Hiền. Bà ta nhàn nhàn liếc mắt qua mọi người, thằng nhóc kia từng đi lính, trong cơ thể có 2-3 mảnh đạn vỡ, không phải quá bình thường sao? Theo tôi thấy, thật ra lại là một vinh dự. Thật sự là như vậy sao? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Căn cứ huấn luyện bên kia. Vương Nhất bị đưa vào một phòng quét. Bên trong là máy quét hồng ngoại tiên tiến nhất, có thể xác định chính xác cấu tạo các cơ quan trong cơ thể. Cởi quần áo ra. Bạch Trịnh châm một điếu thuốc, lạnh lùng ra lệnh. Dầm. Vương Nhất cởi áo ra, để lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể. Đã đủ chưa? Vương Nhất cười nhạt hỏi. Khi nhìn thấy những vết sẹo trên người Vương Nhất, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ thấy trên người Vương Nhất đầy sẹo, lỗ đạn che kín cả cơ thể. Ngoại trừ cái này ra, còn có không ít vết thương vừa khâu lại. Không khó tưởng tượng, đây là bị một đao chân thật chém ra. Sau đó lại dùng kim chỉ khâu lại. Chằng chịt khắp cả cơ thể. Đừng nói là những cấp dưới kia, ngay đến cả người có chức vụ cao như Đại tướng quân Bạch Trịnh, cũng cảm thấy chấn động. Những vết thương này từ đâu mà có? Giọng nói của Bạch Trịnh còn run run, hỏi. Vương Nhất cười nhạt, khi đánh giặc có được. Anh chỉ vào vết thương gần trái tim nhất nói, vết thương này gần tim nhất, một viên đạn đã xuyên qua đây, cũng may tôi cao số, Diêm Vương không dám nhận, còn sống. Vương Nhất cười cười,
vết này thì sao? Một cảnh vệ cấp dưới chỉ vào một vết sẹo bỏng lớn sau lưng Vương Nhất hỏi. Cái đó sao? Cái này là vì cứu người, lúc ấy quân địch đang có ưu thế chiếm đóng căn cứ, đốt phá khắp nơi, tôi chạy tới cứu sĩ quan chỉ huy ra, lúc ấy thịt cũng bị đốt cháy. Vương Nhất cười nói. Vậy, vết này thì sao? Ánh mắt của một cảnh vệ khác dừng lại trên một vết chém hỏi. Đây là do đối phương cho một cường giả ra chiến trường, đó là một vị đao vương, anh ta chém tôi một đao, tôi bẻ gãy đao của anh ta, giết chết anh ta. Đây là... Sau một lúc lâu, Vương Nhất kiên nhẫn giảng giải lai lịch từng vết sẹo trên người cho đám cảnh vệ. Ngay cả tướng quân Bạch Trịnh cũng nghe đến nhập tâm, như thể đã lạc vào trong câu chuyện vậy. Không thể tưởng tượng được. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Trên người Vương Nhất, vậy mà có nhiều vết sẹo như vậy. Đây quả thực là cả người đầy vinh dự. Bạch Trịnh cũng rất muốn nghe Vương Nhất tiếp tục kể, nhưng đột nhiên anh ta nhận ra, anh ta là đến đây kiểm tra cho Vương Nhất, không phải đến nghe kể chuyện. Vì thế, Bạch Trịnh vội vàng cắt ngang, được rồi, làm kiểm tra trước đã, đợi kiểm tra xong lại kể tiếp. Mọi người lúc này mới hoảng hốt. Nhưng thái độ của bọn họ đối với Vương Nhất đã hoàn toàn thay đổi. Không còn cảm giác cảnh giác sợ hãi trước đó nữa, trong ánh mắt mang theo tôn trọng và kính sợ. Thưa ngài, mời ngài đứng ở giữa dụng cụ kiểm tra. Một tinh vệ làm một tư thế mời, nói với Vương Nhất. Vương Nhất gật gật đầu, phối hợp đứng vào dụng cụ trước mặt. Vèo. Lập tức một luồng ánh sáng chiếu ra, từng tia hồng ngoại chiếu vào từng vị trí trên người Vương Nhất. Mà màn hình máy tính ở trước mặt Bạch Trịnh, rất nhanh đã hiển thị phác đồ giả quét của Vương Nhất. Vừa thấy nội dung, đám người Bạch Trịnh lập tức hoảng sợ, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trong cơ thể Vương Nhất, vậy mà có ấn dấu một vài mảnh đạn và lưỡi dao. Những mảnh đạn và lưỡi dao này hòa vào trong thân thể Vương Nhất, căn bản là không có cách nào phẫu thuật lấy ra được. Thậm chí có mấy cái cách rất gần mấy cơ quan tim, phổi, chỉ cần lệch một chút thôi, sẽ là vết thương chí mạng. Nếu là người bình thường chịu những vết thương này, đừng nói là nhiều lưỡi dao và mảnh đạn như vậy, chỉ cần một mảnh thôi cũng đã chết rồi. Vương Nhất sao có thể sống đến bây giờ? Còn tràn đầy sức sống, nhảy nhót tung tăng như vậy. Ngài có thể xuống rồi. Bạch Trịnh phục hồi tinh thần lại, giọng nói vô cùng kinh hãi, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Có tìm được nguyên nhân máy cảnh báo vang lên không? Vương Nhất cười hỏi. Tìm ra được rồi. Mảnh đạn và lưỡi dao là những vật kim loại, đã kích hoạt máy cảnh báo. Ánh mắt Bạch Trịnh trở nên sùng kính, đột nhiên cong lưng, khom lưng 90 độ về phía Vương Nhất. Rất xin lỗi, thưa ngài không phải nhân vật nguy hiểm, mà là đại anh hùng. Chúng tôi rất xin lỗi ngài. Soạt soạt soạt. Phía sau Vương Nhất, tất cả các tỉnh vệ đều rất kính nể, đồng loạt khom lưng với Vương Nhất. Hoàn cảnh đồ sộ vô cùng. Vương Nhất cười lắc đầu, làm gì vậy? Các người cũng không làm sai gì, vì sao lại phải xin lỗi? Bởi vì ngài là chiến sĩ, là anh hùng, tham gia vô số chiến dịch lớn nhỏ, những vết thương trên người chính là minh chứng tốt nhất, là vinh quang to lớn nhất. Hai mắt Bạch Trịnh đỏ lên, giọng nói mang theo chút nức nở. Những người khác vẻ mặt cũng đều áy náy. Kích hoạt cảnh báo chính là vì những mảnh đạn và lưỡi dao trong người Vương Nhất, bọn họ lại đối xử với Vương Nhất như nhân vật nguy hiểm. Là bọn họ sai. Đứng lên hết đi. Vương Nhất cười tươi rói, bây giờ tôi chỉ là một người bình thường, hơn nữa, các người làm như vậy là đúng, cho dù là ai tới cũng không thể đặc cách, rõ ràng sao. Dối. Bạch Trịnh dân đầu, tất cả mọi người cùng hô to. Vương Nhất định rời đi chỗ này. Bạch Trịnh đột nhiên nói với bóng lưng Vương Nhất, xin hỏi tên quý danh của ngài là gì? Vương Nhất không quay đầu lại, mà phất phất tay. Tôi chỉ là một người dân bình thường. Có biết tên hay không cũng thế. Giọng nói của Vương Nhất truyền lại. Nhưng các người phải nhớ kỹ lòng kiêu ngạo của mình, mỗi một người tham gia quân ngũ, đều đã làm rất tốt. Rõ. Bạch Trịnh lớn tiếng hô lên. Lời nói của Vương Nhất không nặng, nhưng lại ấn chứa một loại ma lực đặc thù, khiến cho tâm thần của bọn họ chấn động. Sinh ra làm người, không phụ chịu người dân. Lấy máu thịt cơ thể, đúc thành bức tường thành bất diệt. Cúi chào. Bạch Trịnh hô vang một tiếng. Soạt soạt soạt. Tất cả mọi người dành cho bóng lưng Vương Nhất một quân lễ rất dài. Màu quốc kỳ đỏ rực tung bay, ánh mặt trời chiếu rọi, trên mặt mọi người đều phủ lên một tầng vàng rực. Sơn trang anh liệt, đám người Lý Khinh Hồng đợi rất lâu, Vương Nhất còn chưa trở về.
Ngụy Thương Kiều cười cười, chúng ta không cần chờ nữa đâu, chắc chắn cậu ta đã bị coi thành nhân vật nguy hiểm bị bắt lại rồi, chúng ta ăn trước thôi. Lý Thế Nhân gật gật đầu, vậy ăn trước đi, nhiều người chờ cậu ta như vậy, cũng rất kỳ cục. Lý Thế Nhân đã gọi người đưa đồ ăn lên. Tuy rằng trong lòng Lý Khinh Hồng rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào, vẫn cứ nhìn đăm đăm ra cửa. Qua một lúc lâu, ngay cả cô cũng đã tuyệt vọng. Vương Nhất sẽ không quay lại sao? Bà nói ai bị coi là nhân vật nguy hiểm bị bắt lại thế? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói đàn ông nhàn nhạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tức khắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy trên người Vương Nhất hoàn hảo không có tổn thất gì đứng ở cửa, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Vương Nhất. Ánh mắt Ngụy Thương Kiều vô cùng chấn động, kinh ngạc hô lên, sao nhanh như vậy cậu đã quay lại rồi? Không phải là nhân vật nguy hiểm sao? Lý Thế Nhân cũng rất kinh ngạc. Nhưng ông ta không biểu hiện ra ngoài. Tôi quay về bà rất ngạc nhiên sao? Vương Nhất biết đức hạnh của Ngụy Thương Kiều, cười lạnh hỏi. Ngụy Thương Kiều vẫn không tin, còn véo mạnh mình một cái. Cảm nhận được đau đớn, đầy mặt là vẻ không thể tưởng tượng. Vương Nhất thật sự đã trở lại. Bị đưa đi gần nửa tiếng. Nửa tiếng có thể làm cái gì chứ? Cho dù bị bắt vì trộm cắp, làm báo cáo ghi chép cũng phải mất ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cậu làm cách nào mà ra được, không phải trốn ra ngoài đấy chứ? Ngụy Thương Kiều suy đoán. Vừa rồi rõ ràng bà ta nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên khắp sơn trang Anh Liệt, đều là do Vương Nhất mà ra. Trận hình lớn như vậy, Vương Nhất chắc chắn sẽ bị coi là nhân vật nguy hiểm bị bắt đi. Vương Nhất nhàn nhạt nói, khiến bà thất vọng rồi, vốn bọn họ cũng coi tôi là nhân vật nguy hiểm, nhưng khi nghe tôi nói trước đây từng đi lính, lại thả tôi ra. Vương Nhất không nói ra chuyện mảnh đạn và lưỡi dao trong cơ thể đã kích hoạt cảnh báo, dù sao nghe xong cũng rất rợn người. Thì ra là như vậy. Mọi người lập tức hiểu rõ. Chỉ là vẫn hơi không thể tưởng tượng được. Tuy rằng trước đây từng là lính, ít nhiều gì nhà nước cũng phải cho chút đặc quyền. Nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Vừa nghe trước kia từng đi lính, đã thả người ra rồi. Trừ phi trước kia là nhân vật lớn trong quân đội. Nhưng có phải là Vương Nhất không? Vẻ mặt Ngụy Thương Kiều có hơi khinh thường. Vừa nhìn anh đã không hề giống nhân vật lớn. Chồng à! Một tiếng gọi kích động vang lên, Lý Khinh Hồng kích động trực tiếp ôm lấy Vương Nhất. Lý Mộng Đình và Lý Tuyết Nhi cũng rất kích động. Dù sao các cô đã cảm thấy mấy năm nữa sẽ không gặp lại được Vương Nhất. Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng. Vương Nhất nói với Lý Thiên Dương, nghe vào giống như đang chào hỏi. Còn không quên gật đầu với Lạc Thanh Hiền, xem như chào hỏi. Mẹ vợ cũng rất vừa lòng, mỉm cười đáp lại, cũng không nói gì cả, nếu đã không có việc gì, vậy thì vào bàn đi, buổi tiệc hôm nay, chủ yếu là vì mấy người đấy. Lý Thế Nhân bảo Vương Nhất lại đây ngồi xuống. Nhiều người như vậy đều ở đây, Lý Thế Nhân cũng không tiện lộ ra ác ý của mình. Tuy rằng Lý Thế Nhân và Vương Nhất xem như kẻ địch, nhưng điểm xuất phát của hai người cũng chưa sai. Đôi khi cũng hiểu được nhau, cũng tán dương đối phương. Hai người không nói gì cả, đạt thành một hiệp nghị, đó chính là ở trước mặt nhiều người, cho dù có bao nhiêu thù hận, đều có thể buông xuống, giả bộ như dáng vẻ của con rể và bố vợ. Đồ ăn rất đẹp mắt, nhưng chú ý của mọi người đều đặt vào rượu. Lý Thế Nhân cố ý dùng mao đài Lý Khinh Hồng mang đến, bảo Ngụy Thương Kiều rót cho mỗi người một ly. Đầu tiên là Lý Khinh Hồng và Vương Nhất. Sau đó là Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình và Văn Bội Cầm. Tiếp đó là Lý Thanh Hiền. Cuối cùng mới là Ngụy Thương Kiều. Trình tự rót rượu này là thể hiện thành ý Ngụy Thương Kiều muốn xin lỗi. Nhưng Ngụy Thương Kiều rất khó chịu. Nói thế nào chồng của bà ta cũng là chủ nhân của Lý Thị, sao lại có thể khiêm tốn như thế chứ? Bực mình thì có bực mình, Ngụy Thương Kiều vẫn làm theo. Gương mặt còn mang theo ý cười, đều là người một nhà, mọi người không cần cầu nệ. Lời này là nói cho mấy người Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình và Văn Bội Cầm địa vị không sánh bằng bà ta nghe, đọc tại. Ý tứ là, buổi tiệc hôm nay tuy rằng là tiệc xin lỗi của Lý Thế Nhân, nhưng cũng đừng có làm quá. Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình cũng đều được quan tâm mà sợ, vội vàng nói, không sao cả, chúng tôi tự rót rượu. Tôi cũng không biết tửu lượng của mọi người thế nào, nên tự mình rót đi. Ngụy Thương Kiều cười ha ha nói, thật sự không định rót rượu. Bụp.
Vương Nhất lại đập bàn một cái, dọa cho Ngụy Thương Kiều nhảy dựng lên. Làm sao thế? Sắc mặt Ngụy Thương Kiều âm trầm nhìn Vương Nhất. Chỉ thấy Vương Nhất không thuận theo, không tha nói, "Dì Ngụy, dì không nghe thấy ba vợ của tôi nói gì sao? Phải rót cho tất cả mọi người, rót theo thứ tự, không biết tửu lượng thì liên quan gì, rót đầy là được." Lời này vừa nói ra, Lý Khinh Hồng đã biết Vương Nhất muốn vả mặt bà ta, cũng không mở miệng. Sắc mặt Ngụy Thương Kiều có hơi khó coi. "Phải rót đầy." Lý Thế Nhân mở miệng, Ngụy Thương Kiều mới căng ra đầu tiếp tục rót. "Nhưng sao bà ta phải rót rượu chứ? Rót tượng trưng là được rồi." Vương Nhất lại ngăn bà ta lại lần nữa, "Chúng tôi có văn hóa trên bàn tiệc của chúng tôi, đã là thật lòng xin lỗi, vậy phải rót đầy, dì Ngụy, bà không rót đầy sao?" Ngụy Thương Kiều hận không thể cho Vương Nhất hai cái tát, nhưng vẫn nở nụ cười trên mặt, rất cẩn thận rót rượu. Trong chốc lát, không nắm được lực, rượu tràn ra ngoài. Vương Nhất cười ha ha nói, "Dì Ngụy à, rót rượu, phải chú ý một chữ ổn, không thể cứ rót thế nào cũng được, nếu không chính là không tôn trọng khách, bà tự phạt ba ly đi." Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có Vương Nhất cười nhạt. Ánh mắt của những người khác trên bàn tiệc đánh giá Vương Nhất. Có kinh ngạc, có sợ hãi, cũng có vẻ mặt tức giận. Ngụy Thương Kiều là ai cơ chứ? Là vợ sau của Lý Thế Nhân, chủ nhà của Lý Thị. Tuy rằng địa vị chắc chắn không bằng người vợ trước Lạc Thanh Hiền cao cao tại thượng, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ chủ nhân của Lý Thị. Ai dám hùng hổ dọa người như vậy chứ? Nhưng Vương Nhất lại cố tình một hai bắt Ngụy Thương Kiều phải tự phạt ba ly. Còn làm trò trước mặt Lý Thế Nhân. Không thể nói là không to gan được. Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất, ý bảo không cần làm Ngụy Thương Kiều tức giận. Sắc mặt Lạc Thanh Hiền và Lý Khinh Hồng thật ra lại rất nhẹ nhàng, làm ra vẻ không sao cả. Với cách nói chuyện trước đó của Ngụy Thương Kiều, hai người đều muốn dạy dỗ Ngụy Thương Hồng một chút. Người bị kẹp ở giữa khó chịu nhất đương nhiên là Lý Tuyết Nhi. Một người là mẹ của mình, một người khác cố tình lại là anh rể. Rất khó vứt bỏ phục hồi tinh thần lại, gương mặt Ngụy Thương Kiều đã hiện lên giận dữ, đây là ai quy định? Vương Nhất dường như không nhận thấy Ngụy Thương Kiều tức giận, nhàn nhạt nói, đây là quy củ do tổ tiên đặt ra, nếu là tiệc tạ lỗi, thì phải có dáng vẻ của người tạ lỗi, nếu không sao có thể gọi là tiệc xin lỗi chứ. Vương Nhất chắc nịch nếu Lý Thế Nhân đã tổ chức tiệc xin lỗi, thì căn bản không có cơ hội để phản bác. Lý Thế Nhân nhàn nhạt liếc Ngụy Thương Kiều một cái, uống đi. Sắc mặt Ngụy Thương Kiều lúc trắng lúc đỏ, hàm răng nghiến chặt. Lý Thế Nhân cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì bà ta chỉ có thể uống. Chẳng qua, oán hận trong lòng với Vương Nhất lại càng lớn. Ngụy Thương Kiều hít sâu một hơi, giơ chén rượu lên, bóp mũi, một hơi cạn sạch. Uống xong một ly, đầu óc Ngụy Thương Kiều đã hơi choáng váng. Tuy rằng ly rất nhỏ, nhưng cũng không thể chịu nổi rượu trắng này. Còn hai ly nữa. Vương Nhất chỉ hai ly còn lại, cười ha ha nói. Ngụy Thương Kiều hung ác cắn đầu lưỡi một chút, dùng đau đớn để duy trì sự tỉnh táo của mình. Ánh mắt lạnh như băng quét qua Vương Nhất một cái, cầm lấy hai cái ly gần nhất lần nữa uống cạn. Uống xong cả ba ly, Ngụy Thương Kiều đã không ổn, một cô cồn xông thẳng lên đầu. Bộp bộp. Vương Nhất dẫn đầu vỗ tay, cười nói, dì Nguy, thật là rộng rãi. Anh lại nhìn về phía Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình, dì Ngụy cũng đã uống ba ly, để thể hiện thành ý rồi, bây giờ có thể uống. Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình nhìn nhau, không hiểu sao, ly rượu này, bọn họ thấy nó nặng tựa ngàn cân. Nhưng bọn họ vẫn phải uống hết. Ngụy Thương Kiều đã ngồi trở lại vị trí cũ, biểu tình trên mặt không nhìn ra vui buồn, nhưng trong lòng đã quyết tâm. Sau này nhất định sẽ trả thù. Lý Khinh Hồng ý vị thâm trường liếc Vương Nhất một cái. Buổi tiệc hôm nay tên gọi là tiệc tạ lỗi, nhưng thật sự bọn họ thật sự có thể hạ mình tới xin lỗi sao? Lý Thế Nhân có lẽ có thể, nhưng Ngụy Thương Kiều chắc chắn sẽ không. Như vậy đối với bà ta mà nói là cực kỳ nhục nhã. Nhưng lời Vương Nhất nói khiến cô hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ này. Văn hóa trên bàn tiệc sao? Đó chỉ là lấy cớ thôi. Lý Thế Nhân cầm một chén rượu, nói với Lý Thiên Dương, Thiên Dương, về thân phận của Khinh Hồng, tôi thật sự xin lỗi, cũng là cảm ơn anh, cũng có phần xin lỗi, tôi nhận lỗi với anh. Nói xong, Lý Thế Nhân uống hết ly rượu trước mặt. Lý Thiên Dương cười khổ một tiếng, tất cả những việc làm của gia chủ đều là vì gia tộc, huống hồ mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, tôi đã không còn ngại nữa.
Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lập tức liếc Lý Thiên Dương một cái. Nói là không để ý, thật sự là không để ý sao? Lạc Thanh Hiền bỗng nhiên cầm lấy ly rượu, nét thật sự phải xin lỗi, vậy người phải xin lỗi nhất là tôi. Bởi vì, người đưa ra quyết định đưa Khinh Hồng đi, là tôi. Hai theo lời nói của Lạc Thanh Hiền, vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là bà. Biểu tình trên mặt của Lý Khinh Hồng biến đổi, biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên có hơi khó coi. Mấy người Vương Nhất, Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình đều cảm thấy kinh ngạc nhìn Lý Thanh Hiền. Bọn họ vẫn luôn cho rằng người nghĩ ra cách này là Lý Thế Nhân. Không ngờ tới lại là Lý Thanh Hiền. Đối với chất vấn của Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Hiền bình tĩnh gật đầu, là mẹ, bởi vì mẹ rất muốn có con. Mẹ không thể để cho người khác biết bí mật mẹ không thể sinh đẻ, nếu bí mật này bị lộ ra ngoài, không chỉ là đối với Lý Thị, mà còn đối với Lạc Thị nhà ta, đều có tính hủy diệt rất lớn. Lạc Thanh Hiền nhỏ giọng nói, vừa vặn, mẹ vừa nghe tin con được sinh ra, đã định bế về đây, bề ngoài tính cách của con giống mẹ, nhưng tính tình bên trong lại giống Hạ Lan. Nhắc tới người tên, Hạ Lan này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Nhất là Lý Thiên Dương, trên mặt càng tràn đầy vẻ nhớ thương. Lý Hạ Lan, bà ta mới là mẹ đẻ của Lý Khinh Hồng, là vợ đầu tiên của Lý Thiên Dương, cũng là người vợ mà ông ta yêu nhất. Nhưng mà sau khi mất đi Lý Khinh Hồng, không bao lâu bà ta lại qua đời vì bệnh tật. Người tôi có lỗi nhất, chính là cô ấy. Lạc Thanh Hiền chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Lý Thiên Dương, sau đó thấp hèn cúi đầu, nghiệp chướng của tôi rất nặng, không xin được tha thứ, chỉ mong sẽ được Khinh Hồng đối xử tử tế. Những ngày sau này, nếu không có chuyện gì, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù là chuyện nguy hiểm gì, tôi sẽ ngăn chặn giúp mọi người, đây là điều duy nhất tôi có thể làm để chuộc lỗi. Lý Thiên Dương vội vàng bảo Lạc Thanh Hiền ngẩng đầu lên, cô Lạc, tôi còn phải cảm ơn cô đã nuôi dưỡng Khinh Hồng. Nuôi dưỡng? Lạc Thanh Hiền tự giễu cười cười, tôi luôn luôn là một người mẹ không đủ chuẩn. Vương Nhất buông đũa. Từ trên người Lạc Thanh Hiền, anh thật sự có thể cảm nhận được sự ăn năn. Có lẽ trên người Lý Thế Nhân cũng có, nhưng ông ta là gia chủ của Lý Thị, sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Khinh Hồng. Lúc này, Lý Khinh Hồng cần phải biểu hiện một trạng thái. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lát, nhìn Lạc Thanh Hiền rất lâu sau, đột nhiên lắc lắc đầu. Nếu bà xin lỗi ba tôi đã nhận lời, tôi cũng không hận bà nữa, cứ sống tốt thôi, đây mới là ăn năn nhất. Tất cả nguyện vọng, đều đã bao hàm trong câu nói ngắn gọn này. Tất cả mọi người sống sao cho tốt, tất cả mọi người không quên những người đã ra đi. Có một người thì ngoại lệ. Lý Thế Nhân đột nhiên cất lời, ngay sau khi Lý Khinh Hồng nói xong. Không khí ở hiện trường vốn đã dịu đi, nháy mắt lại trở lên ớn lạnh. Đôi mắt Lý Khinh Hồng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân chậm rãi nhìn về phía Vương Nhất đang nhàn nhạt uống rượu dùng bữa, tất cả mọi người đều có thể sống tốt, chỉ riêng cậu ta, không thể sống tốt. Nghe vậy, Vương Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn ông ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra sát ý của đối phương. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Vì sao ông lại không thể bỏ qua cho anh ấy? Hai mắt Lý Khinh Hồng đỏ hoe, cảm xúc kích động hét lớn. Ánh mắt Lạc Thanh Hiền cũng lạnh xuống, cho dù ông có không thích cậu ấy cũng là con rể của ông, tôi thật sự không nghĩ ra được lý do gì mà ông lại muốn giết cậu ấy. Các người muốn biết lý do phải không? Được, tôi nói cho các người biết. Lý Thế Nhân nhàn nhạt nhìn Vương Nhất, các người không biết cậu ta có quan hệ với thế lực có dạng gì, tôi sẽ không cho phép loại nhân vật nguy hiểm như vậy tồn tại. Lần này đại hội ở phía Bắc, chính là cơ hội rất tốt, nên tôi đã tự mình tới, mong chờ quyết đấu cùng cậu. Hai mắt Lý Thế Nhân híp lại, giọng nói khàn khàn nói. Lời nói điềm nhiên của Lý Thế Nhân vang vọng cả nhã gian. Ngay lập tức khiến nơi này trở nên yên ắng. Cơ thể của Lý Mộng Đình thậm chí còn run. Bởi vì cô ta cảm nhận được, một cỗ sát khí lạnh lẽo cũng lập tức tỏa ra, khiến cả người cô ta rét lạnh. Đám người Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Hiền càng có ánh mắt khó tin mà nhìn Lý Thế Nhân. Thật ra Lý Khinh Hồng phát hiện chỗ kỳ lạ từ lâu rồi. Bất luận là Vương Thị, Tân Thị hay Diệp Thị, người phái ra đều giống như những thế hệ trẻ như Kim Thúy Như, Diệp Ân Thi, Tân Vũ, Vương Lâm. Chỉ có Lý Thị là do gia chủ Lý Thế Nhân của Lý Thị đích thân dân đội. Điều này khó tránh sẽ không khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. Đường đường là Lý Thế Nhân gia chủ của Lý Thị,
lại muốn tranh với những tiểu bối như Diệp Thúy Như, Diệp Ân Thi. Như này nói ra ngoài thật sự trái thân phận. Nhưng bây giờ bọn họ biết rồi, Lý Thế Nhân đích thân tới Giang Thành, căn bản không phải nhằm vào Đại hội Bắc Cảnh. Đại hội Bắc Cảnh chỉ là một bàn đạp, mục đích chủ yếu nhất vân là giết Vương Nhất. Vậy nên ông ta cũng dẫn theo một nửa ám ảnh long vệ. Bên cạnh Vương Nhất còn có nữ vệ sĩ rất mạnh, Lãnh Nhan. Một nửa ám ảnh long vệ này, thực lực của Lãnh Nhan về cơ bản có thể bị phớt lờ. Còn lại thì là Lý Thế Nhân ra tay với Vương Nhất. Ông dám làm anh ấy bị thương. Lý Khinh Hồng biết được sự thật thì rất phần nộ, kích động tới mức trên cổ nổi gần xanh, ánh mắt vừa tức giận và sợ hãi. Ánh mắt của Lạc Thanh Hiền cũng tối đi, nó là người tôi bảo vệ, ông muốn động vào nó, hỏi qua tôi chưa? Không cần hỏi bài. Lý Thế Nhân nhìn thẳng vào Lạc Thanh Hiền, trong mắt không có chút sợ hãi, tôi muốn làm chuyện gì, trước giờ chỉ xem có muốn làm hay không, trước giờ không nhìn có thể làm hay không. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của đám người Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình càng trở nên sợ hãi. Đây chính là Lý Thế Nhân. Quy tắc ở trước mặt ông ta chỉ là vật trang trí. Chỉ xem có muốn làm hay không, không nhìn có thể làm hay không. Thật bá khí. Lý Khinh Hồng lập tức quay đầu nói với Vương Nhất, Vương Nhất anh đừng sợ, có em ở đây, ông ta không dám làm tổn thương anh. Tuy nói như vậy nhưng cô lại không có chút tự tin nào. Bởi vì cô ở trước mặt Lý Thế Nhân, chỉ là dựa vào việc Lý Thế Nhân hổ thẹn với cô. Chính vì hổ thẹn, mới thỏa hiệp vô điều kiện. Nhưng ngày hôm nay, Lý Thế Nhân không có loại cảm giác hổ thẹn đó nữa. Lý Khinh Hồng lấy đâu ra tự tin? Căn bản không có khả năng kháng cự. Bốp! Vương Nhất lại để đũa xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lý Thế Nhân, nheo lại đầy nguy hiểm. Thế lực dính dáng, nhân vật nguy hiểm. Xem ra ông biết chút gì đó. Giọng của Vương Nhất lạnh nhạt, từ từ đứng dậy. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, khi Vương Nhất đứng dậy, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực gia tăng. Giống như bọn họ đứng ở trên chiến trường chém giết ngập trời. Khí chế đè tới mức bọn họ sắp không thể hít thở. Vương Nhất nhạy bén cảm nhận được một câu nói của Lý Thế Nhân. Có dính dáng với thế lực gì? Đây không phải là nói, võng lượng, hay sao? Rơi ở bên cạnh ông ta. Đồng thời rơi xuất thần nhập quỷ, thực lực mạnh mẽ. Tất cả mọi chuyện đều chỉ về phía Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân là người của tổ chức, võng lượng. Sát ý ngưng tụ vào lúc Vương Nhất tạo ra cả kết giới. Ông có liên quan hệ gì với võng lượng? Vương Nhất lạnh lùng mở miệng, từng bước đi về phía Lý Thế Nhân. Ngụy Thương Kiều kinh sợ lùi sang một bên. Trừ kinh sợ, trong mắt bà ta còn có kích động. Bởi vì Vương Nhất và Lý Thế Nhân cuối cùng cũng sắp đối kháng chính diện rồi. Đây thật sự là tìm chết. Lý Thế Nhân cười lạnh nhạt, muốn biết sao? Vậy thì lên lôi đài của Đại hội Bắc Cảnh, đánh một trận với tôi, đánh thắng thì nói cho cậu. Mắt của Vương Nhất càng híp lại. Ông đây là, đang khiêu chiến tôi sao? Lý Thế Nhân sờ cằm, là cậu khiêu chiến tôi, bởi vì tôi sẽ đứng ở vòng cuối cùng. Vương Nhất khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cười đó không có độ ấm. Thú vị, được, tôi chấp nhận, có điều tới lúc đó tôi sẽ không nương tay. Sống chết do số trời. Năm chữ vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên kinh sợ. Đừng! Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi cùng lúc sửng sốt kêu lên, hơn nữa đi tới bên cạnh của người mình. Sau khi hét lên, bọn họ cũng sững người. Hai chị em nhìn nhau, ánh mắt đều ngỡ ngàng. Chỉ thấy Lý Khinh Hồng ở bên cạnh Vương Nhất, ôm chặt cánh tay của Vương Nhất. Mà Lý Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh Lý Thế Nhân, kéo chặt cánh tay của Lý Thế Nhân. Khoảnh khắc vừa rồi cũng là bọn họ hét lên trong vô thức. Cũng không muốn người thân bị thương chảy máu, thậm chí mất đi tính mạng. Bỗng chốc, bọn họ lại ở thế đối lập. Đợi khi ý thức được điểm này, sắc mặt của Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi đều trở nên tái nhợt. Sao lại biến thành như này? Bọn họ lẩm bẩm tự nói. Nếu Vương Nhất và Lý Thế Nhân thật sự gặp nhau ở trong Đại hội Bắc Cảnh, bất luận ai chết ai sống, hai chị em sau này phải dùng hình thức nào để gặp mặt? Kẻ địch, hay là bạn? Vương Nhất, anh đã đồng ý với em, không tham gia Đại hội Bắc Cảnh, hơn nữa anh cũng bị Hiệp hội Võ Đạo phong sát rồi, làm sao tham gia được? Lý Khinh Hồng lo lắng nên hỏi. Vương Nhất mỉm cười ôn hòa, anh không tham gia, nhưng có vài chuyện anh phải đi làm, anh sẽ không thua. Vương Nhất rất tự tin, Lý Khinh Hồng lại không ngừng lắc đầu.
đây không phải vấn đề thua hay không thua. Lý Khinh Hồng vẫn muốn nói gì đó, lại phát hiện ánh mắt của Vương Nhất căn bản không đặt trên người cô. Đồng tử của anh phản chiếu bóng dáng của Lý Thế Nhân, giống như cả thế giới chỉ còn lại anh và Lý Thế Nhân. Lúc này Lý Khinh Hồng biết, cô không khuyên được rồi. Chuyện của hai chúng ta đợi khi đại hội Bắc Cảnh bắt đầu rồi nói, hôm nay là bữa tiệc tạ tội. Vương Nhất lại ngồi trở lại, Lý Khinh Hồng tâm sự trùng trùng cũng quay lại. Tút tút tút. Vào lúc này, tiếng còi cảnh báo trong sơn trang anh liệt vang lên, truyền tới tiếng nhạc hành quân quen thuộc. Sao vậy? Ngụy Thương Kiều hỏi người ở ngoài cửa. Người đó nói, bọn họ chấp hành nhiệm vụ quay về rồi. Cái gì? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều có vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Người có lai lịch lớn nhất trong sơn trang anh liệt là A. Không phải là Lý Thế Nhân, mà là người chấp hành nhiệm vụ của ẩn vu. Bọn họ vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, ngay cả thành chủ của Giang Thành cũng phải tới nghênh đón. Còn có rất nhiều nhân vật lớn. Ngụy Thương Kiều lập tức nhìn sang Lý Thế Nhân, ông không phải muốn gặp đội trưởng của bọn họ hay sao? Bây giờ là một cơ hội rất tốt. Lý Thế Nhân đứng dậy, gật đầu, là một cơ hội tốt. Ông ta bày tiệc ở Trang Sơn Anh Liệt là vì một điểm rất quan trọng, hôm nay là ngày dự bị của ẩn vu quay về. Cùng nhau đi xem thử. Đám người Lý Thiên Dương, Lý Khinh Hồng cũng có dáng vẻ tò mò, dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy đội hình như này. Nghe vậy, Vương Nhất lại kéo Lý Khinh Hồng, không cần đi góp náo nhiệt, bọn họ đều là lính mới, chúng ta ở lại ăn cơm. Soạt. Lời vừa dứt, trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Ngay cả Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền cũng hơi ngây người. Những người như Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình càng như thấy ma. Dự bị của ẩn vu chỉ thấp hơn người đã chính thức biên chế trong ẩn vu thôi. Cho dù không thể xông pha biên cương chấp hành nhiệm vụ, một số nhân vật nguy hiểm trong nước cũng là do bọn họ xuất ma. Một đám người như vậy, ở trong miệng của Vương Nhất lại thành lính mới. Thật sự càn quấy. Ngụy Thương Kiều lạnh lùng lên tiếng. Vừa rồi bà ta nghẹn rất lâu, rượu mới vừa uống đã tiêu hóa hết, cho nên luôn không nói chuyện. Bây giờ bà ta đã tỉnh rượu, chuyện đầu tiên là muốn trả thù Vương Nhất trêu đùa bà ta. Vẻ mặt của Lý Thiên Dương cũng nghiêm trọng, Nhất, lời như này không thể nói linh tinh, bọn họ đều là người bảo vệ đất nước được mọi người kính phục, không phải lính mới gì cả. Lời như này nói lúc riêng tư thì được, ở bên ngoài thì đừng nói linh tinh, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Lý Khinh Hồng cũng trịnh trọng nói. Còn chưa thoát ra khỏi chuyện quyết chiến giữa Vương Nhất và Lý Thế Nhân, Lý Khinh Hồng không muốn Vương Nhất xảy ra chuyện nữa. Đối với điều này, Vương Nhất chỉ cười hờ hững, không có lên tiếng. Sự bị của ẩn vu, đối với anh mà nói quả thật là lính mới. Lúc đầu khi không có việc anh và Khương Nhã Mi còn cùng nhau thao luyện bọn họ. Bây giờ 5 năm trôi qua, thành viên dự bị của ẩn vu lúc đầu anh dạy cũng chắc đã trở thành trụ cột trung lưu. Có điều nhìn thấy Vương Nhất, bọn họ vẫn phải chào một tiếng chào huấn luyện viên. Đám người Lý Thế Nhân, Ngụy Thương Kiều, Lý Thiên Dương định đi nghênh đón. Ngụy Thương Kiều quay đầu hỏi Vương Nhất, các người thật sự không đi sao? Tôi không đi. Vương Nhất lạnh nhạt xua tay. Đâu có chuyện huấn luyện viên của huấn luyện viên đi nghênh đón bọn họ chứ? Không ra cái thể thống gì. Lý Khinh Hồng cũng ở lại, đút cơm cho Vương Tử Lam. Vậy cậu ở đó đi. Ngụy Thương Kiều cười lạnh lùng, những người đó là anh hùng có biết bao nhân vật lớn muốn gặp cũng không gặp được, cậu căn bản không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Vương Nhất không đáp lại, tự mình ăn đồ ăn. Nhóm người bọn họ đi ra khỏi sơn trang. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ kích động. Dù là Lý Thế Nhân cũng muốn móc nối quan hệ với ẩn vu. Dù sao, Lý Thị là vương tộc mới, nội tình chắc chắn không thể so với những vương tộc lâu đời như Tần Thị, Vương Thị, Diệp Thị. Tần Thị tại sao là ứng viên giành quán quân của Đại hội Bắc Cảnh lần này, nguyên nhân rất lớn là Tần Thị có quan hệ rất tốt với Mục Lang người thủ hộ biên cảnh phía Tây. Móc nối quan hệ tốt với ông trùm của chiến vực, chỗ tốt là không thể tưởng tượng. Hai bên đường thậm chí trên cái cây đều cắm cờ tất cả xe hơi trong sơn trang đều xuất động toàn bộ, hình thành đội hình. Đằng sau lại là đội hình chỉ chít, sớm đã đứng thẳng. Người cầm đầu chính là Bạch Trịnh. Vẻ mặt của anh ta nghiêm nghị, đang chờ đợi. Cách đó không xa, mấy chiếc trực thăng từ từ bay từ bên đó tới. Thật hoành tráng. Ngụy Thương Kiều nhìn một cái, vẻ mặt rất kích động. Tuy Lý Thế Nhân duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng cũng không thể kìm nén sự vui mừng trong lòng.
đám người Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình, Lý Tuyết Nhi càng như thế. Cảnh tượng như này, cả đời cũng không thấy được một lần. Lý Thế Nhân dẫn bọn họ đi tới trước mặt tướng quân Bạch Trịnh, ngài Bạch, tôi là Lý Thế Nhân, cùng nhau tới chào đón các anh hùng về nhà. Bạch Trịnh sớm đã nghe nói đại danh của Lý Thế Nhân, tới từ vương tộc Yên Đô Lý Thị của Yên Kinh, thái độ rất lịch sự. Cảm ơn. Bọn họ cũng đứng ở trong hàng chào đón. Cách đó không xa, lại có mấy chiếc xe tới. Là xe của thành chủ Giang Thành tới rồi. Lý Mộng Đình chỉ vào những chiếc xe đó kinh ngạc thốt lên. Một người trung niên vội vàng xuống xe, đằng sau còn có rất nhiều nhân vật lớn mặc vest đi theo. Ngay cả người của ba đại hào môn cũng tới rồi. Lý Mộng Đình lại cảm thán. Hạ Lãm, Lục Phiên, Hồ Hoàng Việt cũng tới. Có điều bọn họ không nhìn thấy đám người Lý Thiên Dương. Tất cả mọi người đều nhìn đội ngũ trực thăng ở bên trên. Vù vù vù. Gió lớn thổi tới, tóc của mọi người đều bị thổi bay. Trực thăng hạ cánh. Dự bị của ẩn vu sắp xuống máy bay. Vù vù vù. Dưới sự ánh nhìn của mọi người, những chiếc trực thăng hạ xuống. Mỗi chiếc trực thăng vũ trang có 10 người đi xuống. Tổng cộng 40 tới 50 người. Đây chính là thành viên dự bị của ẩn vu. Mỗi người bọn họ đều mặc áo chống đạn đặc chiến màu đen, ủng chiến màu đen dày nặng, giẫm trên đất phát ra âm thanh két két. 40 tới 50 người này xếp thành bức tường người, kết nối lại. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức cường giả mạnh mẽ. Dự bị của ẩn vu, mỗi người đều có thực lực lấy một địch trăm. Đội viên chính thức của ẩn vu thì một người có thể chống lại thiên quần vạn mã. Dù sao ẩn chủ cũng đi ra từ ẩn vu. Chào mừng ẩn vu trở về. Chào. Nhìn thấy một màn này, tướng quân Bạch Trịnh gầm lên một tiếng, dẫn đầu chào. Cảnh vệ đông nghẹt ở đằng sau cũng đồng loạt chào. Khung cảnh rất hoành tráng. Bốp bốp. Tiếng võ tay không dứt. Bọn họ vì sự bình yên của đất nước mà đổ máu đổ mồ hôi, theo lý nên có được tiếng vỗ tay. Chúng ta cũng vỗ tay. Lý Thế Nhân nói với người ở đằng sau. Đám người Lý Thiên Dương, Lý Mộng Đình, Ngụy Thương Kiều cũng đều vỗ tay. Nhưng chỉ là một hạt cát trong biển khơi mà thôi. Thành viên dự bị của ẩn vu cũng nở nụ cười, vây tay đón nhận. Bạch Chính đích thân nghênh đón bọn họ. Rõ ràng là đã quen biết, bọn họ đập ngực của mình, coi như là chào hỏi. Thành chủ Giang Thành, gia chủ của ba đại hào môn như Hạ Lãm, cũng đi tới trước mặt bọn họ, nắm tay biểu đạt cảm ơn. Vị này là Phạm Minh Khôi thành chủ của Giang Thành. Vị này là Hạ Lãm gia chủ của nhà họ Hạ. Vị này là... Bạch Chính đích thân giới thiệu tất cả khách tới nghênh đón. Cuối cùng, đi tới chỗ Lý Thế Nhân. Biểu tình của Bạch Chính chỉnh trọng hơn một chút. Vị này là ngài Lý Thế Nhân, gia chủ của Lý Thị ở Yên Kinh và người thân bạn bè của ông ấy. Giới thiệu Lý Thế Nhân, rõ ràng long trọng hơn so với giới thiệu Hạ Lãm. Thành viên dự bị lập tức bắt tay với Lý Thế Nhân, chào ông. Bạch Trịnh ở một bên khẽ nói, bọn họ đều là được đặc biệt điều về. Đặc biệt, Lý Thế Nhân nghi hoặc. Bạch Trịnh nói thông tin dự bị của ẩn vu trở về cho Lý Thế Nhân, đại hội Bắc Cảnh sắp bắt đầu, bọn họ cũng được mời tham gia với tư cách giám khảo của lần đại hội này. Trời ạ, thật sao? Lời này vừa dứt, Lý Mộng Đình và Ngụy Thương Kiều đều có vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy, cảnh tượng của đại hội Bắc Cảnh sẽ rất long trọng, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Bạch Trịnh trực tiếp đi tới trước mặt thành viên dự bị của ẩn vu, cười rồi nói, các vị, đi đường vất vả, phòng đã sắp xếp xong, tôi dẫn mọi người đi. Lý Thế Nhân cũng nhân cơ hội mời, vừa hay tôi đã bao cả sơn trang Anh Liệt, nếu không chê, các vị có thể cùng vào ăn trưa. Đám người Ngụy Thương Kiều cũng kích động chờ đợi bọn họ trả lời. Không phải ai cũng có cơ hội ăn cơm với thành viên dự bị của ẩn vu. Thông tin thân phận của bọn họ đều bảo mật, cái có thể nói chỉ có biệt danh. Một người đàn ông làn da ngăm đen cầm đầu lại lắc đầu, vẫn chưa tới lúc ăn cơm nghỉ ngơi, trước chuyện đó, chúng tôi còn một chuyện phải làm. Những người khác cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị. Đám người Lý Thế Nhân lập tức quay đầu nhìn sang tướng quân Bạch Trịnh. Đã quay về rồi, bọn họ không biết còn có chuyện gì. Tướng quân Bạch Trịnh cũng có vẻ mặt nghiêm nghị, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về, bọn họ đều sẽ đi bái lại bức tượng điêu khắc của thành viên chính thức của ẩn vu, để kiên định với mục tiêu của mình. Lý Thế Nhân cũng hiểu rồi, vậy chúng ta cũng nên đi cùng, cùng nhau bái lại. Lý Mộng Đình lại đột nhiên lên tiếng hỏi,
vậy tượng của ẩn chủ có phải cũng ở trong đó không? Câu hỏi này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc. Sau đó, trong mắt của mỗi người đều tràn ngập sự sùng bái. Bao gồm cả tướng quân Bạch Trịnh. Tuy phản ứng của Lý Thế Nhân không lớn như thế, nhưng sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ẩn chủ, người thủ hộ của nước Hát. Chiến thần được công nhận trong tim tất cả mọi người. Sức ảnh hưởng của ẩn chủ là tuyệt đối, nếu có thể có được sự coi trọng của ẩn chủ, vậy chắc chắn giống như ngồi tên lửa, một bước lên trời. Chỉ đáng tiếc, ẩn chủ đã thoái ẩn, căn bản không biết anh là ai. Tượng ẩn chủ, đương nhiên ở bên trong, còn là lớn nhất, bức tượng rõ ràng nhất. Bạch Chính nghiêm nghị nói. Lý Thiên Dương gật đầu, vậy nhất định phải đi bái lại. Trước đây chúng ta lại Quan Công, lại Tân Quỳnh, bây giờ đổi thành lại ẩn chủ linh hơn Quan Công Tần Quỳnh. Lý Mộng Đình hơi nói đùa. Sự bị của ẩn vu đi ở trên cùng, cuối cùng là tướng quân Bạch Trịnh và người của anh ta, cuối cùng mới là đám người Lý Thế Nhân. Ở nơi này, thân phận tới từ Yên Kinh của bọn họ căn bản không tính là gì. Đi tới đằng sau trang viên, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy những bức tượng đá cao 3,4 mét. Đây chính là bức tượng điêu khắc của thành viên chính thức của ẩn vu sao? Lý Mộng Đình kinh ngạc hỏi. Bạch Trịnh gật đầu, nghiêm nghị nói, không sai. Bọn họ đều lập công lao to lớn ở trên chiến trường, đáng được người đời ghi nhớ. Ở một bên khác, sự bị của ẩn vu đã đi tới trước mặt những bức tượng đá này, bái lạy từng bức. Tướng quân Bạch Trịnh và đám người Bạch Trịnh cũng đi theo bái lạy. Rất nhanh đã tới trước mặt một bức tượng điêu khắc ở chính giữa, lớn nhất và bắt mắt nhất. Tượng ẩn chủ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên bức tượng đá này, vẻ mặt ngưng trọng. Đám người Lý Mộng Đình phát hiện. Vốn những dự bị của ẩn vu có vẻ mặt trịnh trọng đó khi đối mặt với tượng ẩn chủ, thần sắc của mọi người đều trở nên kích động. Đây là một loại sùng bái gần như mù quáng, giống như theo đuổi ngôi sao. Huấn luyện viên, người đàn ông da đen ở chính giữa lớn tiếng hô lên, bắt đầu bái lạy. Huấn luyện viên, thành viên dự bị đằng sau cũng hét to một tiếng. Đám người Bạch Trịnh, Lý Thế Nhân cũng quỳ lạy. Sau khi đứng dậy, Lý Mộng Đình nhìn kỹ tượng ẩn chủ, nghi hoặc nói. Con sao cảm thấy tượng ẩn chủ này giống với Vương Nhất? Giống sao? Lý Thiên Dương chợt sững người, cũng có hơi kinh ngạc, nhìn lại, cũng cảm thấy có hơi giống. Không phải là nói tượng ngũ quan, mà là một loại cảm giác. Tượng đá không thể tỉ mỉ giống như tượng khắc bằng ngọc, tượng ẩn chủ này chỉ là một đường nét đại khái. Nhưng đường nát của gương mặt này cũng rất giống Vương Nhất. Có điều Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều không phát hiện. Tướng quân Bạch Trịnh mỉm cười nói với người đàn ông da đen đó, huấn luyện viên Thiết Ngưu, có phải có thể đi nghỉ ngơi ăn cơm rồi không? Người đàn ông da đen này có biệt danh là Thiết Ngưu, dùng lực lượng mạnh mẽ để đặt tên. Thiết Ngưu mỉm cười, các anh em, đi, đi ăn cơm. Các vị, đợi đã. Đột nhiên, Ngụy Thương Kiều mỉm cười ngăn cản. Bông chốc, đám người Thiết Ngưu đều nhíu mày nhìn Ngụy Thương Kiều. Bạch Trịnh cũng nhíu chặt mày, bà muốn làm gì? Ngụy Thương Kiều không hề hoảng hốt, mỉm cười rồi nói, tôi tới đây, tôi muốn nói một chuyện cho các vị. Lý Mộng Đình và Lý Thiên Dương nhìn nhau, trong lòng lập tức trở nên bất an. Có chuyện gì? Thiết Ngưu hỏi. Chỉ nghe thấy Ngụy Thương Kiều cười rồi nói, các vị đều là anh hùng trong lòng chúng tôi, chính vì có sự tồn tại của các vị mới có thể bảo vệ được sự bình yên tứ hải của nước Hát, người dân có cuộc sống sung túc. Chúng tôi đều ôm tâm ý chân thành nhất đi nghênh đón các vị. Nhưng có một số người lại không để các vị vào mắt. Vụt! Ngụy Thương Kiều vừa nói xong câu này, sắc mặt của Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình thay đổi, vẻ mặt phẫn nộ nhìn bà ta. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, loại trường hợp này Ngụy Thương Kiều lại dám cáo trạng bẩn. Có điều, đây cũng là chỗ hơn người của Ngụy Thương Kiều. Đời người là một ván cược, cược thắng, sống thoải mái, cược thua, không còn lại gì. Điều may mắn là lần cược trước, Ngụy Thương Kiều cược thắng. Cho nên bà ta trở thành chủ mẫu của Lý Thị. Hừm, câu nói này cũng thu hút sự chú ý của tất cả các dự bị của ẩn vu. Ngay cả tướng quân Bạch Trịnh trong mắt cũng vụt qua một tia lạnh lẽo. Có chuyện này sao? Đại tướng quân Bạch Trịnh đi tới trước mặt Ngụy Thương Kiều, lông mày nhướng lên, bà nói đi, là chuyện gì? Nghe vậy, vẻ mặt Ngụy Thương Kiều cực kỳ vui sướng. Ngụy Thương Kiều biết, mình lại cược đúng rồi. Ngụy Thương Kiều nói ra chuyện Vương Nhất và Lý Khinh Hồng còn cả Lạc Thanh Hiền không đi ra nghênh đón hơn nữa còn thêm mắm thêm muối.
cố gắng không bóp méo sự thật, nhưng lại nói phóng đại. Gán cho Vương Nhất hành vi không tôn trọng dự bị của Ẩn Vu. Bà nói linh tĩnh, Vương Nhất đâu từng nói lời như này. Lý Mộng Đình cắt ngang lời của Lý Mộng Đình, vẻ mặt rất tức giận. Đồng thời, cô ta vẫn rất sợ. Dù sao giờ không thể quậy được, nhiều thành viên dự bị của Ẩn Vu ở đây như vậy. Các người đừng nghe Ngụy Thương Kiều nói linh tinh, quả thật anh trai tôi không tới, nhưng anh ấy tuyệt đối không có loại suy nghĩ này. Lý Mộng Đình tốn hết tâm tư đi giải thích, nhưng lại bị một câu của Ngụy Thương Kiều khái ngược. Lẽ nào điều tôi nói là sai sao? Cậu ta không chỉ không đi, cậu ta còn sỉ nhục dự bị của Ẩn Vu. Ngụy Thương Kiều mỉa mai nói, cậu ta vậy mà nói, những tên lính mới. Cũng không nhìn xem mình có dáng vẻ gì, sao lại dám. Sắc mặt của Lý Mộng Đình và Lý Thiên Dương rất khó coi. Bọn họ không có gì để nói nữa. Bởi vì Vương Nhất quả thật đã nói lời như này. Sắc mặt của Bạch Trịnh và Thiết Ngưu đều tối sầm. Bọn họ có lẽ có thể không để ý lời trước đó của Ngụy Thương Kiều, dù sao có đến nghênh đón hay không, đều là tự do của người ta. Nhưng sỉ nhục thì không được. Người đó ở đâu, buộc phải nói rõ trước mặt. Bạch Trịnh tức giận nói. Ngụy Thương Kiều mỉm cười nói, cậu ta đang ăn cơm ở nhã gian của chúng tôi, có điều cậu ta là thăng ở rể không được thừa nhận của nhà chúng tôi, các vị muốn như nào cũng được. Bạch Trịnh cười lạnh, không khoa trương. Như thế, chỉ là muốn hỏi, cậu ta dựa vào đâu dám nói như thế. Hạ Lãm, Lục Phiên và Hồ Hoàng Việt ở sau cùng đều có vẻ mặt nghi ngờ mà đưa ra. Thăng ở rể của Lý Thị, không phải là cậu Vương hay sao? Lẽ nào còn có người ở rể khác? Ôm lòng tò mò, bọn họ cũng đi theo. Trên mặt Ngụy Thương Kiều nở nụ cười âm hiểm. Vương Nhất, lần này tôi xem cậu giải thích như nào. Ngụy Thương Kiều không hề lo lắng lý do của mình sẽ bị lật, bởi vì trong nhã gian có camera. Lời Vương Nhất nói đều được camera ghi lại. Anh không thoát được. Lý Mộng Đình và Lý Thiên Dương lo lắng đi theo, trong lòng lo lắng thay cho Vương Nhất. Trước đó bọn họ đã nhắc nhở Vương Nhất, đừng nói loại lời này, không ngờ bị coi thành điểm yếu rồi. Lý Thế Nhân chỉ bình tĩnh nhìn mọi chuyện, cũng không ngăn cản. Đối với ông ta mà nói, Ngụy Thương Kiều làm tất cả chuyện này đều có lợi với ông ta. Rất nhanh, bọn họ quay trở lại Sơn Trang Anh Liệt. Lúc này Lý Khinh Hồng và Đường Tử Lam đã ăn xong, ở một bên ngắm phong cảnh. Vương Nhất và Lạc Thanh Hiền lại mỉm cười nhìn bóng lưng của hai mẹ con, thư thái uống rượu. Dầm. Vào lúc này, cửa mở ra. Ngụy Thương Kiều dẫn một đám người đi vào, chỉ vào Vương Nhất nói, chính là người này. Nếu các người không tin, có thể trích xuất camera, xem thử cậu ta rốt cuộc có nói hay không. Ngụy Thương Kiều nói rất đanh thép, đám người Lý Mộng Đình càng thêm lo lắng. Nhìn thấy nhiều người đi vào, Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi sắc mặt, giấu Vương Tử Lam ra đằng sau, cảnh giác hỏi, các người muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ hỏi chút chuyện. Bạch Trịnh cười lạnh đi về phía Vương Nhất. Ngụy Thương Kiều thở dài, Khinh Hồng, chồng của cô nói chuyện không biết chừng mực, đắc tội với những anh hùng này. Bạch Trịnh vốn muốn trực tiếp hỏi thẳng, nhưng vừa nhìn thấy tướng mạo của Vương Nhất, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi. Là anh. Vương Nhất ngẩng đầu, mỉm cười với Bạch Trịnh, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Bạch Trịnh lập tức quay đầu, nghiêm nghị nhìn Ngụy Thương Kiều, người ôm lòng bất kính mà bà nói là cậu ấy. Ngụy Thương Kiều gật đầu, phải, lời cậu ta nói, ngay cả tôi cũng không nghe nổi. Bạch Trịnh do dự, đợi đã, tôi đi thông báo. Bạch Trịnh nói xong thì đi ra khỏi phòng. Đám người Thiết Ngưu không đi vào, mà đợi ở bên ngoài. Còn đám người Hạ Lãm thì ngay cả tư cách đi vào cũng không có, vươn cổ lên nhìn. Sao thế, người đâu? Thấy Bạch Trịnh không đưa người ra, Thiết Ngưu nhíu mày, hỏi. Vẻ mặt Bạch Trịnh nghiêm nghị, anh Thiết. Đối phương có thể có lai lịch lớn, tôi không đủ tư cách đi thẩm vấn, hay là anh tự mình đi vào xem. Lời này khiến Thiết Ngưu nhướng mày, ai, lai lịch lớn cỡ nào? Thiết Ngưu là người từng trải, căn bản không tin có ai còn lợi hại hơn bọn họ. Thiết Ngưu chỉ vào cười ở đằng sau, cậu, đi xem thử, xem anh ta có lai lịch gì. Những dự bị của Ẩn Vu này chỉ là học sinh do Thiết Ngưu dẫn dắt, anh ta là huấn luyện viên. Tuy nhiên chưa tới một phút thì anh ta đi ra. Thiết Ngưu trợn to mắt, cậu sao ra nhanh như thế? Ra đầu của học sinh đó tê dại, huấn luyện viên, anh tự mình đi nhìn xem đi, anh ta nói với cấp bậc của anh ta, chúng tôi chỉ là một đám trẻ danh. Cái gì? Lời này vừa dứt,
mặt mày Thiết Ngưu rất phẫn nộ, tôi ngược lại muốn nhìn xem người này là ai. Nói xong thì anh ta đùng đùng khí thế đi vào, ai hống hách như vậy. Khi Thiết Ngưu đi vào, Vương Nhất cũng vừa hay ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếng gầm vốn đầy phẫn nộ của Thiết Ngưu im bặt. Sau đó, anh ta giống như thấy ma, không dám tin mà nhìn Vương Nhất. Miệng còn mấp máy vài cái, nhưng một câu cũng không nói ra được. Ngụy Thương Kiều không nhìn thấy biểu cảm của Thiết Ngưu, cười rồi nói sai thì phải trả giá, nên làm như nào, không cần tôi nói rồi nhỉ. Ngụy Thương Kiều giống như đã nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất bị đưa đi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Dầm. Ngay sau đó, Thiết Ngưu giẫm mạnh lên mặt đất, quát to một tiếng, tất cả mọi người, vào hết đây, tất cả mọi người trong phòng, đi ra ngoài đợi. Giọng nói như sấm sét, tất cả mọi người đều đưa ra. Lời này là bảo đám người Lý Thế Nhân ở trong phòng đi ra ngoài hết sao? Mà học sinh đợi ở bên ngoài đi vào hết. Ngụy Thương Kiều ngu rồi, không phải, chúng tôi còn phải ăn cơm, ra ngoài làm gì? Tôi nói, ra ngoài. Thiết Ngưu bỗng quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Thương Kiều. Nụ cười trên mặt anh ta bà ta mất sạch, chỉ có sự hung sát vô tận, thậm chí thấp thoáng có thể thấy tơ máu lan ra. Ái! Bị Thiết Ngưu liếc nhìn, hai chân Ngụy Thương Kiều mềm nhũ, vậy mà ngồi phịch trên sàn nhà. Khi quay đầu lại, sát ý trên mặt Thiết Ngưu đã biến mất, trở nên vô cùng kích động. Huyến! Thiết Ngưu vừa muốn gọi Vương Nhất là huấn luyện viên, Vương Nhất lại khẽ xua tay, hờ hững liếc nhìn anh ta. Vì vậy Thiết Ngưu nuốt lại lời muốn nói, dáng vẻ nhìn trông cực kỳ khó chịu. Lý Khinh Hồng ở bên cạnh Vương Nhất, nhìn thấy biểu cảm của Thiết Ngưu. Căn bản là loại biểu cảm kích động khi nhìn thấy thầy giáo. Cô lập tức sững người. Thiết Ngưu hoàn hồn lại, phát hiện trong phòng vẫn không trống trải, lần nữa gầm lên, tôi nói, ra ngoài. Nghe không hiểu à? Ao ao ao. Học sinh ở ngoài cửa xông vào hết, ngơ ngác nhìn tình hình bên trong. Đi thôi. Lý Thế Nhân kéo Ngụy Thương Kiều ra ngoài. Lý Khinh Hồng cũng chỉ có thể bế Vương Tử Lam ra ngoài. Còn cả Lạc Thanh Hiền, Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình. Ngụy Thương Kiều vô thức liếc nhìn, phát hiện Vương Nhất Vân ngồi ở trong, lập tức lên tiếng, cậu không nghe thấy người ta nói sao? Nơi này phải trống. Vương Nhất uống một ly rượu, cậu ta nói các người ra ngoài, không nói tôi. Ngụy Thương Kiều cảm thấy tức cười, con người cậu rất kỳ lạ, vị đại nhân này nói rõ ràng là tất cả mọi người trong phòng, cậu cũng bao gồm trong đó. Bụp. Thiết Ngưu đấm một quyền vào bức tường trước mặt Ngụy Thương Kiều. Ngay lập tức đấm thủng một lô lớn. Thiết Ngưu lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Thương Kiều, cút. Ngụy Thương Kiều suýt nữa lại bị dọa ngồi bệt ra sàn, vội vàng bò dậy rời đi. Lý Thế Nhân nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng. Người phụ nữ này lại làm ông ta mất mặt. Căn phòng vốn rất lớn, nhưng thoáng cái đi vào nhiều người như vậy, rõ ràng có hơi chật. Thiết Ngưu mặt mày kích động nhìn Vương Nhất, mà các học sinh của anh ta lại chờ đợi với ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ muốn biết huấn luyện viên có lúc nào kích động như này. Bạch Trịnh cũng rất kích động. Anh ta biết lai lịch của Vương Nhất bất phàm, Thiết Ngưu rất có khả năng biết thân phận của Vương Nhất. Cuối cùng, có một học sinh không nhịn được, chỉ vào Vương Nhất hỏi, huấn luyện viên, anh ta là người nói chúng ta là lính mới sao? Anh ta là ai? Chào huấn luyện viên. Thiết Ngưu căn bản không nghe thấy lời của học sinh đó, chạy tới trước mặt Vương Nhất, kích động gọi một tiếng. Trên mặt Vương Nhất lúc này mới nở nụ cười, lâu như vậy không gặp, cậu đã làm huấn luyện viên rồi. Thiết Ngưu cười hiền hậu, vậy mà có hơi ngại ngùng, Vân là huấn luyện viên dạy giỏi, những năm nay cũng không làm mất mặt huấn luyện viên. Oanh! Nghe thấy đối thoại của bọn họ, học sinh của Thiết Ngưu đã sốc, đầu óc ù đi. Một lát sau, bọn họ mới phản ứng lại, nhìn Vương Nhất giống như thấy ma. Bọn họ gọi Thiết Ngưu là huấn luyện viên, mà Thiết Ngưu gọi người thanh niên là huấn luyện viên. Vậy chẳng phải là huấn luyện viên của huấn luyện viên hao sao? Trẻ như vậy sao? Bọn họ đều tới ngu luôn. Trong nhiều người như này, người sốc nhất là Bạch Trịnh. Anh ta trợn to mắt, không dám tin mà nhìn Vương Nhất. Anh ta từng nghi ngờ thân phận của Vương Nhất, nhưng không ngờ lại là huấn luyện viên của huấn luyện viên. Vậy thì nhảy bao nhiêu cấp? Bạch Trịnh chỉ cảm thấy đầu của mình không đủ dùng. Đồng thời toàn thân có hơi tê cứng, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Người của anh ta vào trước đó vậy mà bắt huấn luyện viên của Thiết Ngưu. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh cả người toàn huy chương, hình ảnh của anh lập tức trở nên trang nghiêm nghiêm túc. Anh ta hiểu một quy tắc,
thành viên mới của Ấn Vu đều phải gọi thành viên cũ là huấn luyện viên. Bây giờ Thiết Ngưu là thành viên chính thức của Ấn Vu, vậy chẳng phải là nói anh ta cũng là thành viên chính thức sao? Thành viên chính thức của Ấn Vu. Trong mắt Bạch Trình hiện ra 7 chữ này. Ánh mắt của anh ta nhìn sang Vương Nhất, lập tức tràn ngập sự nghiêm túc và sợ hãi. Ai cũng biết rõ, bây giờ có thể quốc thái dân an, nguyên dân rất lớn là do sự hòa bình của bốn đại biên cảnh. Bốn đại biên cảnh Đông Tây Nam Bắc, biên cảnh phía Bắc nguy hiểm nhất. Nhưng lại là lô cốt khó thể công phá nhất. Tại sao? Bởi vì có ẩn chủ. Cho dù ẩn chủ thoái ẩn, quân hồn vẫn bất diệt. Đội quân thiết huyết này, dùng cơ thể máu thịt của mình đã trấn thủ biên cảnh. Điều này cũng lý giải được tại sao trên người Vương Nhất có nhiều vết thương để lại trên chiến trường như thế. Các thành viên dự bị khác cũng kích động nhìn bọn họ. Bọn họ sùng bái nhất chính là đội viên chính thức của Ẩn Vu. Huấn luyện viên, xin hãy giới thiệu một chút cho các em đi. Các học sinh của Thiết Ngưu mở miệng, cười nói. Thiết Ngưu cũng hiếm khi nở nụ cười, chỉ vào Ẩn Vu, trịnh trọng nói, được, giới thiệu cho mọi người. Vị này chính là huấn luyện viên của tôi. Nói như vậy mọi người có thể không quen thuộc, cho nên tôi nói ra thân phận khác của huấn luyện viên. Ấn chủ. Huấn luyện viên của tôi chính là Ẩn chủ. Sau khi Thiết Ngưu giới thiệu xong Vương Nhất, tất cả mọi người đều sững người. Ngay sau đó, da đầu của bọn họ nổ tung, vẻ mặt hết sức khó tin. Sau sự trầm lặng ngắn ngủi, bọn họ đã trở nên điên cuồng. Ai cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt cuồng nhiệt, giống như fan theo đuổi thần tượng một cách mù quáng. Huấn luyện viên, điều này là thật sao? Anh ta thật sự là ẩn chủ sao? Trời ạ, tôi không nằm mơ đấy chứ. Anh ta chính là ẩn chủ. Các học sinh của Thiết Ngưu ai nấy đều kích động tới đỏ bừng mặt, có lời muốn nói mà nói không rõ được. Bạch Trịnh đứng ở cuối cùng thì trực tiếp ngây dại, thậm chí anh ta nghi ngờ mình đang nằm mơ. Người này là ẩn chủ sao? Sao có thể chứ? Nhưng nghĩ tới huy chương đầy trên người Vương Nhất, lại mặc nhận sự thật này. Bởi vì vết thương trên người Vương Nhất thật sự có quá nhiều. Chỉ có người sông ở trên cùng mới có thể bị thương như thế. Mà ẩn chủ vừa hay là người dẫn dắt cả Ẩn Vu. Thật sự là ẩn chủ sao? Bạch Trịnh ngây ngốc nhìn Vương Nhất, lẩm bẩm một mình. Thiết Ngưu chính miệng nói, vậy cơ bản là thật rồi. Huấn luyện viên, tôi nói ra thân phận thật của anh không trách tôi chứ? Thiết Ngưu nhìn Vương Nhất, cười he he. Cậu lúc đầu là người kém nhất trong số lính tôi dẫn dắt, bây giờ cũng thành huấn luyện viên rồi, vẫn không sửa thói quen trước kia. Vương Nhất cười mắng một câu, nụ cười của Thiết Ngưu càng sâu. Mà các học sinh của Thiết Ngưu lại đều ngây ra. Huấn luyện viên vậy mà là người kém nhất trong số các học sinh do ẩn chủ dạy dỗ. Người kém nhất cũng mạnh như thế, thế những người khác sẽ mạnh cỡ nào? Điều này trực tiếp đẩy Vương Nhất thành thần thánh. Quá khó tin. Huấn luyện viên. Anh và huấn luyện viên ẩn chủ, chênh lệch lớn cỡ nào? Một học sinh tò mò hỏi. Thiết Ngưu trực tiếp vô đầu anh ta, nói kiểu gì đấy? Mong tôi thua có phải không? Mọi người cười ầm lên. Thiết Ngưu và Vương Nhất là quan hệ thầy trò, bọn họ đương nhiên cảm thấy Thiết Ngưu không phải đối thủ của Vương Nhất. Nhưng bọn họ muốn biết chênh lệch lớn cỡ nào? Chủ yếu vẫn là chưa từng thấy ẩn chủ trong truyền thuyết ra tay. Thiết Ngưu trầm mặc một lúc, giống như thật sự bị nói động. Huấn luyện viên, lâu như vậy không gặp, đấu một trận. Mọi người đều biết, đấu một trận mà Thiết Ngưu nói là có ý gì. Ngay lập tức vẻ mặt của mọi người càng thêm kích động. Ngay cả Bạch Trịnh cũng nhìn Vương Nhất như nhìn thần linh. Muốn thấy ẩn chủ ra tay. Trong quân đội luôn lưu truyền một vấn đề không có đáp án. Ẩn chủ mạnh cỡ nào? Bọn họ chỉ biết, một mình ẩn chủ ở trên núi U Hằng một mình giết chết 9 đại chí tôn của thế giới. Hơn nữa người ẩn chủ dẫn dắt, là một nhánh quân vô địch. Có người nói, ẩn chủ mạnh cỡ nào, nhìn ba người thủ hộ của ba biên cảnh còn lại mạnh cỡ nào thì biết. Cũng có người nói, thực lực của ẩn chủ đã đạt tới tuyệt đỉnh, không ai địch lại. Mọi người đồn đại, phiên bản nào cũng có. Bây giờ ẩn chủ thật sự ở trước mặt bọn họ đương nhiên muốn xem thử. Đây cũng là truyền thống của bọn họ. Vương Nhất lại hờ hững uống một ngụm rượu, lắc đầu mỉm cười. Không được, tôi không biết đánh nhau. Nghe vậy, mọi người đều phát ra tiếng cười thân thiện. Ngay cả Thiết Ngưu cũng cười. Huấn luyện viên, đừng quậy nữa, lúc đầu người bị anh ngược ghê nhất là tôi, còn không biết đánh nhau.
mau đứng lên, chúng ta đấu một trận. Thiết Ngưu nói với Vương Nhất. Vương Nhất bất lực nói, tôi thật sự sẽ không đánh nhau, đã rất lâu không ra tay rồi, tụt lùi rồi. Thiết Ngưu mặc kệ cứ kéo Vương Nhất dậy, huấn luyện viên, anh quá khiêm tốn rồi. Học sinh của Thiết Ngưu lũ lượt cố vũ. Phải đó, khiêm tốn quá rồi, huấn luyện viên Thiết Ngưu dạo gần đây trở nên rất mạnh, một cú đấm sắt, đánh khắp nơi không có địch thủ. Cho dù không bằng huấn luyện viên ẩn chủ, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đánh một trận, đánh một trận. Không ít người bắt đầu hô lên. Càng lúc càng có nhiều người gia nhập, tất cả mọi người đều nhiệt tình dâng trào. Thịnh tình khó cưỡng, Vương Nhất chỉ đành đứng dậy. Vậy được, chỉ một trận. Có điều tôi nói trước, dừng đúng lúc, tôi không biết đánh nhau. Vẻ mặt Vương Nhất rất nghiêm túc, nhắc nhở lại. Thiết Ngưu vui mừng. Mấy năm không gặp, kỹ năng ra vẻ của huấn luyện viên ngược lại càng ngày càng cao siêu. Ngoài mặt giống như không nhận ra, gật đầu đồng ý, được. In. Tất cả các học sinh đều điên cuồng, phát ra âm thanh lạ. Động tĩnh rất lớn trong nhã gian cũng truyền ra bên ngoài. Tất cả mọi người đợi ở bên ngoài đều sững người. Trong phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, âm thanh lớn như vậy. Đột nhiên, bên trong truyền tới tiếng kêu kích động của người ông. Đánh anh ta, đánh anh ta. Cho anh ta biết mặt. Trả thù cho chúng tôi. Ôn tiếng hò hét rất mơ hồ, đám người Lý Khinh Hồng chỉ có thể nghe rõ mấy câu như vậy. Ngụy Thương Kiều nghe vậy, bỗng nhiên cười thành tiếng, tôi biết rồi, bọn họ đuổi hết chúng ta ra ngoài, là muốn dạy dỗ chồng của cô, ai kêu cậu ta nói năng vớ vấn. Sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức trở nên khó coi, muốn đi vào lại bị cản lại. Ngụy Thương Kiều mỉm cười, chuyện này phải trách chồng cô có mất não, lời lẽ như thế cũng có thể nói ra, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. Chồng của cô sẽ bị đánh tàn phế. Trong phòng bao, Vương Nhất và Thiết Ngưu đứng đối mặt với nhau. Thiết Ngưu đã bày ra tư thế đứng vững, sẵn sàng chiến đấu. Vương Nhất vẫn tùy ý đứng đó, cả người anh đều là chỗ sở hở. Huấn luyện viên, chuẩn bị xong chưa? Những năm nay, tôi tiến bộ rất lớn. Thiết Ngưu lên tiếng nhắc nhở. Vương Nhất mỉm cười, ý bảo anh ta tới. Vì vậy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cơ thể của Thiết Ngưu lập tức biến mất tại chỗ, lao về đằng sau Vương Nhất, đánh một quyền về phía đầu của Vương Nhất. Am! Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại kình khí rất mạnh. Thiết Ngưu đấm một quyền, các học sinh ở xung quanh vậy mà đều cảm nhận được. Huấn luyện viên Thiết Ngưu quả nhiên là không gọi phí, một quyền này quá mạnh. Huấn luyện viên ẩn chủ có thể đỡ được không? Bọn họ xì xầm bàn luận riêng. Bụp! Tuy nhiên ngay sau đó, Vương Nhất lại dễ dàng đỡ được một quyền đầy bá đạo của Thiết Ngưu. Cùng lúc này, khuỷu tay của tay còn lại đã đập tới. Đầu gối cũng nâng lên. Đồng tử của Thiết Ngưu đột nhiên co rút, cả người lập tức căng cứng. Một quyền này là một kích toàn lực của Thiết Ngưu, lại bị Vương Nhất tùy ý chặn được. Điều này đã khiến Thiết Ngưu sốc. Càng đừng nói tới phản kích của Vương Nhất, khuỷu tay và đầu gối cùng lúc công kích tới, tốc độ nhanh tới mức không nhìn do. Thiết Ngưu muốn tránh né, nhưng sát ý mãnh liệt, vậy mà khiến anh ta không cử động được. Loại sát ý này không phải Vương Nhất tỏa ra, mà là sát khí tỏa ra trong mỗi một chiêu thức. Cường giả làm sao mới được gọi là cường giả, không chỉ trên người bọn họ có sát khí, càng vì mỗi một chiêu thức của bọn họ thì đã thẩm thấu sát khí. Ở dưới loại sát khí này, Thiết Ngưu vậy mà lung lay trong gió, không cử động được. Anh ta chỉ có thể yên lặng đợi khuỷu tay này đánh vào người mình. Dù sao cũng không phải chưa từng bị huấn luyện viên dạy dỗ. Thiết Ngưu nghĩ trong lòng, nhắm chặt hai mắt. Tuy nhiên qua rất lâu, trên người không có truyền tới tiếng đánh trúng. Thậm chí không có tí âm thanh nào. Giống như thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này. Thiết Ngưu không nhịn được mà mở mắt ra. Tuy nhiên khi mở mắt, cả người anh ta toát hết mồ lạnh vì bị dọa sợ. Vương Nhất một tay túm đầu của anh ta, khuỷu tay của tay còn lại dừng ở cách mặt anh ta mấy cm. Mà cái cước lên gối đó cũng suýt nữa đá vào xương sườn của Thiết Ngưu. Cả người Thiết Ngưu cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Bất luận là cái khuỷu này, hay cái lên gối này, một khi đập vào, anh ta không chết cũng trọng thương. Thậm chí dùng lực đạo của huấn luyện viên, cú lên gối này, một nửa xương sườn cũng sắp hết. Học sinh của Thiết Ngưu cũng nhìn đơ luôn. Người nào người nấy trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng. Nếu đây là ở trên chiến trường, cậu bây giờ đã chết hẳn rồi. Vương Nhất buông Thiết Ngưu ra, ngồi lại về chỗ,
hờ hững uống rượu. Lúc này Thiết Ngưu đã bị toát mồ hôi đầy đầu, thậm chí cơ thể cũng hơi run rẩy. Phải, nếu lúc này ở trên chiến trường, bây giờ anh ta đã chết rồi. Lúc này, trong đầu của tất cả mọi người lại hiện ra lời mà Vương Nhất nói trước đó. Tôi không biết đánh nhau. Trong nháy mắt, bọn họ lạnh toát khắp người, trong tim cũng bất giác lạnh toát. Vương Nhất căn bản không nói dối, cũng không có cố ý ra vẻ. Anh thật sự không biết đánh nhau. Tiếp tục đào sâu ý nghĩa của câu này thì có thể hiểu rằng, tôi không biết đánh nhau, tôi chỉ biết giết người. Cảm ơn huấn luyện viên chỉ điểm. Thiết Ngưu nuốt từng ngụm nước, rất nhanh lại kích động. Vương Nhất xua tay, hoàn toàn không để ý. Thủ hạ của Thiết Ngưu cũng dùng loại ánh mắt kính ngưỡng này nhìn Vương Nhất. Đây chính là huấn luyện viên của huấn luyện viên, đây chính là ẩn chủ sao. Quá mạnh rồi. Thiết Ngưu định rời đi, Vương Nhất cười gọi lại, không cùng nhau ăn sao. Thiết Ngưu cười nói, huấn luyện viên, dù sao anh cũng ở Giang Thành, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp, hôm nay còn chưa hoàn toàn huấn luyện. Học sinh dưới trướng lập tức không vui. Huấn luyện viên, không phải nói hôm nay cho chúng tôi nghỉ một ngày hay sao? Im miệng hết cho tôi. Thiết Ngưu tức giận gầm lên, hủy bỏ nghỉ phép, tất cả bọn họ đều đi tập luyện. Vương Nhất mỉm cười, đây là bị kích thích rồi. Bên ngoài sơn trang, mọi người đợi ở bên ngoài rất lâu. Hơn nữa âm thanh trong nhã gian cũng đã biến mất. Ngụy Thương Kiều mỉm cười, đoán chắc là kết thúc rồi, chồng của cô đã không được rồi. Sẽ không, bà đừng nói linh tinh. Lý Khinh Hồng mặt mày tức giận, sắc mặt cũng có hơi tái nhợt. Có phải nói linh tinh hay không, đi vào xem không phải biết rồi sao? Trên mặt Ngụy Thương Kiều nở nụ cười trêu tức, giống như đã nhìn thấy Vương Nhất khắp người đầy thương tích nằm ở trên sàn nhà. Đối chiến với dự bị của ẩn vu, thật sự là tự tìm đường chết. Lý Mộng Đình và Lý Thiên Dương cũng có hơi bất an nhìn Lý Khinh Hồng, Nhất sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ? Không đâu, con không tin. Lý Khinh Hồng ôm Vương Tử Lam xông thẳng vào. Cạch, cửa mở ra, Thiết Ngưu giống như môn thần đứng ở cửa, hung thần ác sát nhìn co. An Lý Khinh Hồng bị dọa giật mình, loạng choạng ngã ra sàn. Nhìn thấy Thiết Ngưu chặn ở cửa, đám người Ngụy Thương Kiều cũng dừng bước, ánh mắt ngỡ ngàng. Sát khí trên mặt Thiết Ngưu khiến tất cả mọi người sững sờ. Lý Mộng Đình đỡ Lý Khinh Hồng dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi, chị, Vương Nhất sẽ không thật sự bị đánh rồi chứ? Ha ha ha, Ngụy Thương Kiều không nhịn được mà cười, một phế vật như cậu ta cho dù biết chút công phu mèo cào, làm sao so được với dự bị của ẩn vu. Chắc chắn bị đánh gục rồi. Lúc này Ngụy Thương Kiều dứt khoát không giả vờ nữa, trực tiếp buông lời mỉa mai. Biểu cảm của Thiết Ngưu đã nói rõ tất cả. Mọi người nhường đường, Thiết Ngưu dân người rời đi. Vương Nhất, cậu nói cậu không phải tự làm tự chịu hay sao? Ha ha ha. Ngụy Thương Kiều trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tuy nhiên cái nhìn thấy lại là Vương Nhất hoàn hảo không tổn hại. Anh bình thản uống rượu, trên mặt nở nụ cười trào phúng, nhìn Ngụy Thương Kiều. Tiếng cười của Ngụy Thương Kiều lập tức im bặt, biểu cảm giống như thấy ma mà nhìn Vương Nhất. Cậu sao không bị làm sao? Bọn họ không phải tới dạy dỗ cậu hay sao? Vương Nhất thản nhiên gật đầu, đúng là dạy dỗ một trận, chỉ có điều, ngược lại với điều bà nghĩ. Sắc mặt của Ngụy Thương Kiều lập tức thay đổi, có ý gì? Vương Nhất cũng không nói chi tiết, để Ngụy Thương Kiều tự mình nghĩ. Ngụy Thương Kiều nghiêm túc suy nghĩ, ngược lại với điều Ngụy Thương Kiều bà nghĩ, vậy chẳng phải là người bị dạy rõ là Thiết Ngưu sao? Cậu giả vờ gì chứ? Ngụy Thương Kiều lập tức cười lạnh nói, cậu sao có thể là đối thủ của bọn họ, tôi thấy cậu quá yếu, bọn họ ngay cả hứng thủ động thủ cũng không có. Lý do này bọn họ có thể chấp nhận một chút. Bọn họ là ai chứ? Dự bị của ẩn vu. Sao lại so đo với người bình thường? Đương nhiên là tha cho Vương Nhất rồi. Mặc kệ nói như nào, Vương Nhất không sao, Lý Khinh Hồng vui nhất. Cô đi tới trước mặt Vương Nhất, nghiêm túc nói với anh, sau này đừng nói những lời như thế, anh đã kết hôn rồi, loại chuyện này còn cần em dạy sao? Trong giọng điệu của Lý Khinh Hồng mang theo sự tức giận nhẹ nhàng, Vương Nhất biết cô quan tâm anh, cũng không giải thích, mỉm cười gật đầu, được. Bởi vì giữa Vương Nhất và Lý Thế Nhân có cuộc đấu sinh tử, bữa cơm cũng không ăn nữa. Bọn họ một trước một sau rời khỏi Sơn Trang Anh Liệt. Sau khi xe của bọn họ rời khỏi Sơn Trang, trên đường lớn một chiếc Mercedes màu đen đỗ ở đó. Trong nhà trừ tài xế, còn có hai người. Hai người đều mặc áo choàng màu đen, nhìn không rõ mặt mũi.
Từ buổi sáng, bọn họ đã quan sát chặt mọi chuyện ở đây. Trở về đi, còn xem nữa cũng không có nghĩa lý gì. Một người đàn ông trong đó hờ hững nói một câu. Đi đâu? Tài xế lạnh nhạt hỏi. Người đàn ông ngồi ở ghế sau suy nghĩ, báo ra một vị trí, khách sạn Thiên Cung Nguyệt Viên. Tài xế lập tức đạp ga, chạy tới khách sạn Thiên Cung Nguyệt Viên. Người đàn ông dựa đầu vào lưng ghế của ghế lái phụ, vẻ mặt đắn đo, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Người đàn ông đằng sau cười hòa hứng, nhìn từ xa người nhà của cậu tụ tập ăn cơm, tâm trạng của cậu như thế nào? Lý Tĩnh Sở. Người đàn ông mặc áo choàng ở ghế lái phụ cởi áo choàng, nghiêm nhiên chính là Lý Tĩnh Sở mất tích đã lâu. Có lẽ bọn họ đã từ bỏ tìm kiếm tôi rồi. Lý Tĩnh Sở cười hờ hững, nhìn phong cảnh lùi lại hai bên, lẩm bẩm. Người đàn ông ở đằng sau có vóc người cao to hơn Lý Tĩnh Sở, khí thế càng mạnh mẽ. Hơn nữa, giọng nói của anh ta cũng rất khàn, giống như băng ghi âm cũ bị xước. Bọn họ không từ bỏ tìm kiếm cậu, mà là bây giờ đang sắp diễn ra đại hội Bắc Cảnh, giá trị của cậu không bằng đại hội Bắc Cảnh. Có biết không, thế giới này chính là một cái cần, giá trị sống của mỗi người đều phải cân lên, người không có giá trị không xứng được sống. Giọng nói của người đàn ông có hơi thương cảm, nhưng oán khí nhiều hơn. Trong mắt Lý Tĩnh Sở vụt qua một tia phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Ý của anh là tôi không có ý nghĩa để sống sao? Người đàn ông cười hờ hững, ý nghĩa sống cần tự mình đi tìm, ngay cả tôi cũng đang tìm ý nghĩa để sống là gì. Lý Tĩnh Sở kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo choàng giống như rơi. Chính là anh ta đã cứu Lý Tĩnh Sở từ trong tay Lãnh Nhan. Khoảng thời gian này luôn đi theo rơi, cũng không có làm gì anh ta, xem ra không phải tới để giết anh ta. Các người không giết tôi, cũng không thả tôi đi. Rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tĩnh Sở cảnh giác nhìn người đàn ông hỏi. Người đàn ông cười lạnh nhạt, đợi tới khách sạn Thiên Cung Nguyệt Viện thì cậu sẽ biết. Chiếc xe lao đi, rất nhanh đã tới khách sạn Thiên Cung Nguyệt Viên. Người đàn ông nói với Lý Tĩnh Sở, cậu đi lên trước, phòng 2801 tầng trên cùng. Vậy anh thì sao? Lý Tĩnh Sở hỏi. Khoác áo choàng màu đen, quả thật không thể thoải mái đi ở trên phố. Lý Tĩnh Sở trực tiếp vào thang máy đi lên tầng trên cùng, ấn chuông cửa của phòng số 2801. Tinh tinh. Rất nhanh, cửa mở ra, một người phụ nữ mặc sườn xám màu tím đứng ở bên trong. Chào cô. Lý Tĩnh Sở vừa muốn chào hỏi, đợi khi nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ, anh ta im bặt vẻ mặt hết sức khó tin. Thúy Như, là em sao? Lý Tĩnh Sở. Diệp Thúy Như cũng có vẻ mặt rất kinh ngạc. Không ngờ người dính dáng vậy mà là Lý Tĩnh Sở. Thúy Như, vậy mà là em, những ngày này tôi luôn nhớ em. Vẻ mặt Lý Tĩnh Sở rất kích động, nói xong thì muốn đi vào. Lý Tĩnh Sở vốn có ý với Diệp Thúy Như, đáng tiếc Diệp Thúy Như đã đính hôn với Vương Lâm của Vương Thị, Lý Tĩnh Sở cũng chỉ có thể chết tâm. Trong khoảng thời gian không thấy ánh mắt trời khi bị người đàn ông rơi bắt đi, người mà anh ta nghĩ tới trong lòng đều là Diệp Thúy Như. Lúc này nhìn thấy Diệp Thúy Như thật sự, anh ta sao có thể không kích động? Anh đứng lại. Diệp Thúy Như lập tức hét lên một tiếng, sau đó quay đầu hỏi, người anh nói chính là anh ta. Lý Tĩnh Sở cũng nhìn vào trong, chỉ thấy người đàn ông rơi không biết từ khi nào đã ngồi ở trên sofa. Có ông trời mới biết anh ta lên đây bằng cách nào. Người đàn ông rơi điềm nhiên gật đầu, căn bản không nhìn ra vui buồn. Diệp Thúy Như hít sâu một hơi, vậy được rồi, anh vào đi. Lý Tĩnh Sở ngồi xuống ở trước mặt Diệp Thúy Như, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Người đàn ông rơi mỉm cười với Diệp Thúy Như, tôi chỉ biết, cô sẽ đồng ý với tôi, bởi vì cô không từ chối được tôi. Ánh mắt Diệp Thúy Như hơi lạnh, bớt nói nhảm, chuyện anh bảo tôi làm tôi đã hoàn thành, chuyện anh đồng ý với tôi cũng không thể nuốt lời, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Giọng điệu của Diệp Thúy Như rất kích động. Người đàn ông rơi lập tức mỉm cười, trước tiên gọi người ra đây đã. Diệp Thúy Như vỗ tay, có thể đi ra rồi. Phòng bên trong mở ra, một người phụ nữ lạnh lùng mặc áo quần da màu đen đi ra. Chính là Lãnh Nhan. Vụt! Lãnh Nhan vừa đi vào, nhiệt độ trong căn phòng lập tức tụt xuống không ít. Sát thủ số một thế giới, không phải hư danh. Đặc biệt là đôi mắt đỏ giống như bị tắm máu của cô ta càng khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Là cô. Nhìn thấy Lãnh Nhan, sắc mặt của Lý Tĩnh Sở lập tức trở nên tái nhợt, lập tức trượt ngã khỏi sofa, suýt nữa thì ngất đi.
không phải anh ta tham sống sợ chết, mà anh ta đã có ám ảnh đối với Lãnh Nhan. Dù sao, anh ta lúc đầu bị Lãnh Nhan truy sát. Nếu không có người đàn ông rơi cứu anh ta đã trở thành vong hồn dưới đao của Lãnh Nhan. Người đàn ông rơi lại kéo anh ta, bình tĩnh, bây giờ cô ta là người bên chúng ta. Hửm. Nghe vậy, Lý Tỉnh sợ sững người, lập tức dừng bước chân, quay đầu sửng sốt nhìn Lãnh Nhan. Chỉ thấy cô ta cũng lạnh nhạt nhìn Lý Tỉnh Sở, cứ dựa vào bức tường, căn bản không có ý ra tay với anh ta. Lý Tỉnh Sở lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn đề phòng mà hỏi, cô ta thật sự là người mình rồi sao? Lãnh Nhan cười mỉa mai, không ngờ đối tượng tôi phải hợp tác là anh, biết sớm thì lúc đó nên nhanh giết anh. Trên mặt Lý Tỉnh Sở lập tức tràn ngập sự tức giận. Có điều, trái tim treo lơ lửng của anh ta vẫn không hạ xuống, Lãnh Nhan của bây giờ quả thật là người mình. Trên mặt Lý Tinh Sở cũng hiện ra tia cười lạnh, nhìn Lãnh Nhan nói, tôi nhớ cô không phải vệ sĩ của Vương Nhất hay sao, sao lại phản bội cậu ta. Thần sắc Lãnh Nhan chợt lạnh đi, nhưng không nói gì. Lãnh Nhan tỏ ra yếu thế, lá gan của Lý Tinh Sở cũng càng ngày càng lớn, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng đậm. Vương Nhất biết cô phản bội cậu ta không? Chắc không biết nhỉ, nếu biết cậu ta có khi nào sẽ rất tức giận không? Trong mắt Lãnh Nhan vụt qua sát ý, ngay sau đó. Cô ta xuất hiện ở trước mặt Lý Tinh Sở. Trong tay cầm một con dao, lưỡi dao sắc bén kề vào cổ của Lý Tinh Sở. Anh nói thêm câu nữa, có tin tôi giết anh không? Giọng điệu của Lãnh Nhan đầy lạnh lùng, căn bản không giống như đang nói đùa. Lý Tinh Sở cũng bị dọa giật mình, nhưng biết Lãnh Nhan không dám giết mình thì nghiến răng, nhìn sang Diệp Thúy Như nói, Thúy Như, cô ta là một gia nô ba họ, hôm nay có thể phản bội Vương Nhất, sau này có thể phản bội em. Em tin cô ta vậy sao? Diệp Thúy Như trầm mặc không nói chuyện, mà nhìn sang người đàn ông rơi. Người đàn ông rơi đâu thể không nhìn ra lòng báo thù của Lý Tinh Sở, có điều cũng không ngăn cản, mà lạnh nhạt nói, cậu muốn như nào? Kế hoạch này Lý Tinh Sở là một khâu rất quan trọng, cho nên không thể xảy ra sai sót. Áp chế Lãnh Nhan đúng lúc cũng là điều nên làm. Lý Tinh Sở mỉm cười, cô ta hở một tí thì muốn giết tôi, khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Người đàn ông rơi trực tiếp ném ra một chiếc vòng bằng sắt, đeo cái này cho cô ta. Đây là cái gì? Ánh mắt của Lãnh Nhan thay đổi, hỏi. Không có gì, chỉ là một đạo cụ khắc chế cô. Người đàn ông rơi hờ hững nói, lời cậu ta nói đúng, để tránh cô phản bội chúng tôi thì trước tiện tạm thời đeo cái này cho cô. Thiết bị điều khiển ở trong tay Lý Tinh Sở, chỉ cần cô ta dám sử dụng võ lực, hoặc cậu cảm thấy cô ta làm sai thì có thể ấn nút này, cái vòng sẽ phóng thích dòng điện. Soạt. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Lãnh Nhan xoay người muốn rời đi, nhưng người đàn ông rơi đã khống chế cô ta. Cô ta căn bản không phải đối thủ của người đàn ông rơi. Cạch. Cổ của Lãnh Nhan được đeo một cái vòng bằng sắt. Buông tôi ra. Trên mặt Lãnh Nhan tràn ngập sự phẫn nộ, cố gắng giật cái vòng ra, nhưng không có hiệu quả. Người đàn ông rơi lạnh nhạt nói, không cần tốn công vô ích, cái vòng này cô không mở được. Chỉ có dùng chìa khóa chuyên dụng mới có thể mở được, nếu có ngoại lực cố phá hỏng thì sẽ lập tức phóng ra dòng điện 1 triệu V, cô sẽ bị giật chết. Lãnh Nhan dừng giãy giụa, sắc mặt tái nhợt ngồi bệt trên sàn. Nguyên lý của cái vòng này rất giống thứ đó. Ha ha ha. Trên mặt Lý Tỉnh Sở nở nụ cười điên cuồng, điều này đối với anh ta mà nói, thật sự là đồ tốt. Anh ta trực tiếp ấn nút đó. Xê xẹt xẹt. Trong cái vòng lập tức bạo phát những luồng điện quang. Dòng điện chạy toàn thân Lãnh Nhan. Lãnh Nhan lập tức giống như co giật, ngã ra sàn. Cả căn phòng đều là tiếng kêu thảm thiết của cô ta. Ha 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 ha. Lý Tỉnh Sở rất kích động, trên mặt là nụ cười điên cuồng. Không biết tại sao, khi nhìn thấy Lãnh Nhan muốn giết mình không có sức chống trả năm ở trước mặt mình, bộ dạng mặc người ta làm thịt đó, trong lòng Lý Tỉnh Sở có một loại cảm giác thỏa mãn vô cùng. Giết tôi đi, cô giết tôi đi. Cô không phải rất muốn giết tôi sao? Lý Tỉnh Sở giống như chờ mình làm chủ nhân, đi tới bên cạnh Lãnh Nhan, đá mạnh vào cơ thể của cô ta. Trong căn phòng không ngừng phát ra tiếng đánh bụp bụp. Bây giờ Lãnh Nhan không có chút sức lực nào, bởi vì điện giật, trán của cô ta toát đầy mồ hôi lạnh. Chống đỡ cơ thể của mình, cô ta bò từng giống về phía ngoài cửa. Cô ta muốn rời khỏi nơi này. Lý Tỉnh Sở giật tóc của Lãnh Nhan, trực tiếp kéo cô ta lại. Còn muốn chạy, cô chạy được sao? Cô nhìn bộ dạng của mình đi, cô là một con sủng vật,
sủng vật của tôi, hiểu chứ? Lý Tỉnh Sở cầm một cái gương tới, để ở trước mặt Lãnh Nhan, để cô ta nhìn bộ dạng của mình. Nhìn bản thân đeo cái vòng ở trong gương, cả người Lãnh Nhan run rẩy, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Diệp Thúy như cố tỏ ra điềm tĩnh ngồi ở một bên, nhìn một màn này. Trong lòng cô ta sớm đã cực kỳ kinh hãi. Cô ta bỗng cảm thấy, qua lại với người nguy hiểm như này, không khác gì đang tự tìm đường chết. Nhưng cô ta đã không thể quay đầu. Người đàn ông rơi nhíu mày, được rồi, áp chế đúng lúc là được, nếu cậu cố tình báo thù, đừng trách tôi thu lại thiết bị điều khiển này. Lý Tỉnh Sở lập tức không dám hành hạ Lãnh Nhan nữa, vẻ mặt tràn ngập nụ cười phủ nhận, sao có thể chứ? Tôi chỉ là khiến cô ta sau này cung kính với tôi hơn mà thôi. Lãnh Nhan vô lực nằm trên sàn, trong mặt chảy ra nước mắt uất hận. Loại cảm giác này giống như quay lại tổ chức lúc còn bé. Sau đó bọn họ bắt đầu thương lượng kế hoạch. Trong mơ hồ, Lãnh Nhan nghe thấy bốn chữ, Đại hội Bắc Cảnh. Đại hội Bắc Cảnh, đối với bọn họ mà nói, là một bàn đạp rất quan trọng. Rất nhanh, người đàn ông rơi đứng dậy. Cô ta tôi còn dùng. Người đàn ông rơi mang Lãnh Nhan tới phòng bên trong. Lúc này Lãnh Nhan đã khôi phục một chút sức lực, cô ta nhận thức rõ được, người đàn ông rơi là cao thủ đã đánh cô ta trọng thương vào lần trước. Vốn có cơ hội có thể giết cô ta nhưng lại nương tay. Anh rốt cuộc là ai? Lãnh Nhan thở dốc hỏi. Người đàn ông rơi cười hờ hững, tôi và cô giống nhau, đều là kẻ đáng thương. Hoặc nói, tôi đáng thương hơn cô. Lãnh Nhan không lên tiếng, cô ta cảm nhận được người đàn ông rơi không có sát ý với cô ta. Anh ta khẽ thở dài, còn có một điểm tôi và cô giống nhau, đó chính là trong đầu của chúng ta đều chôn một quả bom, không cẩn thận thì bùm, quả bom này sẽ nổ tung. Giọng nói của người đàn ông rơi rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại khiến đồng tử của Lãnh Nhan co rút. Anh rốt cuộc biết cái gì? Ánh mắt của Lãnh Nhan nhìn người đàn ông rơi đầy cảnh giác, tim đập thình thịch. Người đàn ông rơi nhìn cô ta với ánh mắt bình thản, chỗ này cách âm rất tốt, vậy nên cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết. Biết tôi lần trước tại sao không giết cô không? Bởi vì chúng ta đồng bệnh tương lân. Người đàn ông rơi ngẩng tay, chỉ vào đầu của mình. Sắc mặt của Lãnh Nhan càng lúc càng tái nhợt, anh cũng. Bị tổ chức ép sao? Người đàn ông rơi cười hờ hững, tất cả người phục vụ cho, võng lượng, đâu có ai. Gì không phải bị ép chứ? Bọn họ xuất phát từ đủ mọi lý do, gia nhập tổ chức, lại mãi mãi không thể trở mình. Có một vài người. Rất nhiều người đều cho rằng anh ta đã chết, có một vài người, luôn có người ngu ngốc đợi bọn họ trở về, cho dù trong lòng biết, bọn họ mãi mãi không thể trở về, tôi ngưỡng mộ loại người này. Trên mặt người đàn ông rơi mang theo sự thương cảm, còn có một chút cảm xúc buồn bã. Vậy nên, anh rốt cuộc là... Đồng tử của Lãnh Nhan u rút, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh. Cô ta cảm thấy mình sắp chạm tới sự thật. Người đàn ông rơi từ từ gỡ mũ áo choàng của mình lộ ra một gương mặt tràn ngập tang thương. Đó chính là một gương mặt đáng sợ, trên mặt trăng chịt sẹo, nhưng thông qua đường nét ngũ quan, Lãnh Nhan vẫn nhận ra anh ta là ai. Là anh. Lãnh Nhan mặt mày rất kinh ngạc, anh chính là Doi. Người đàn ông cười lạnh nhạt, cô cảm thấy phải, vậy thì phải. Cảm xúc của Lãnh Nhan lập tức trở nên kích động, giống như có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng bị người đàn ông đè xuống. Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng cô cần hiểu một chuyện, bây giờ đã không như trước kia, những quan hệ trước kia cũng sẽ vì sự thay đổi của thời gian, trở thành cảnh vật còn người mất. Bây giờ tôi là, rơi, làm việc cho, võng lượng. Ánh mắt của người đàn ông rất bình thản, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Đôi mắt Lãnh Nhan lập tức mất đi màu sắc. Kết quả này cô ta không thể chấp nhận. Hơn nữa, mọi thứ cô ta làm vì thiếu chủ, đều mất đi ý nghĩa. Người đàn ông mỉm cười, nói chuẩn xác, chúng ta coi như là một bọn, dù sao cũng làm việc cho, võng lượng, bây giờ cũng coi như lần nữa liên thủ. Bây giờ cô chắc chắn rất muốn tháo cái thứ trên cổ, có phải không? Người đàn ông nhìn Lãnh Nhan, cười hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Lãnh Nhan gật đầu. Cô tỏ rõ lòng trung thành với chúng tôi là được. Người đàn ông cười rồi nói, cô đồng ý với tôi làm một chuyện thì tôi giúp cô lấy cái vòng điện này xuống. Hơn nữa, nói cho cô cách loại bỏ chip bom trong đầu cô. Ánh mắt của Lãnh Nhan vô thức trở nên hoảng loạn, trong đầu tôi không có bom. Thật sao? Khóe miệng người đàn ông nhếch lên nở nụ cười thích thú, cô tưởng cái danh sát thủ số một toàn cầu của cô trước kia là tự dưng mà có à? Đoán chắc cô tới bây giờ cũng chưa làm rõ, cô
cô có từng bị cải tạo hay chưa nhỉ? Sắc mặt Lãnh Nhan khó coi, lại không nói một lời mà nhìn. Cô ta quả thật không biết. Đừng ngốc nữa. Giọng điệu người đàn ông u tối, nếu cô chưa từng cải tạo thì không thể nhanh như vậy đã leo tới vị trí số một thế giới. Lãnh Nhan vẫn không tin, vậy anh nói, tôi đã phản bội tổ chức, bom trong đầu sao còn chưa nổ. Đó là vì cô là sản phẩm đầu tiên, là không hoàn chỉnh. Người đàn ông hờ hững nói, chip bom đời đầu có rất nhiều nhân tố không chính xác. Người đàn ông khựng lại một chút rồi nói tiếp, cơ hội chỉ có một lần, nếu cô từ chối, qua thôn này thì không còn nhà trọ nữa đâu. Lời của người đàn ông khiến Lãnh Nhan rơi vào trầm mặc. Một lát sau, cô ta nhìn người đàn ông với vẻ đầy phức tạp, chuyện gì? Người đàn ông mỉm cười, ném lại một câu. Giết Vương Nhất. Em từ sau khi rời khỏi Sơn Trang Anh Liệt, Lý Khinh Hồng không về nhà, mà về thẳng công ty. Hình như công ty xảy ra chút vấn đề. Sao thế? Vương Nhất ở một bên hỏi. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng nghiêm trọng nói, thương hội Giang Bình ra tay với chúng ta. Trong mắt Vương Nhất phụt qua một tia lạnh. Tổng phụ trách của thương hội Giang Bình, Nhậm Gia Luân từng hạ tối hậu thư cho tập đoàn Lệ Tỉnh và tập đoàn Cự Phong. Nếu không gia nhập thương hội Giang Bình, trở thành hội viên của thương hội Giang Bình thì là đối đầu với thương hội Giang Bình. Đặc biệt là tập đoàn Cự Phong, càng là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong tim thương hội Giang Bình. Vốn muốn đồng ý gia nhập thương hội Giang Bình rồi, nhưng bị Vương Nhất nửa đường giết ra ngăn cản. Nhậm Gia Luân luôn ghi mối thù này. Vương Nhất mỉm cười, căn bản không để tâm, thương hội Giang Bình làm mất lòng em, vậy thì đổi tổng phụ trách là được. Lý Khinh Hồng coi như Vương Nhất đang rõ cô, anh đừng nói đùa, tổng phụ trách của thương hội sao có thể nói đổi thì đổi chứ. Cũng khó trách Lý Khinh Hồng không tin, dù sao chuyện này nói ra giống như trò đùa vậy. Vương Nhất cũng không giải thích, chỉ hỏi, vậy nên bọn họ đã làm gì? Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói, mảng đó của tập đoàn Cự Phong em không rõ. Nhưng tất cả kênh phân phối của tập đoàn Cự Phong đã bị đình trệ, bây giờ toàn bộ thị trường bị một thương hiệu tên, Mị Ma. Độc chiếm. Đồ trang điểm, Mị Ma. Vương Nhất bị cái tên này chọc cười. Các sản phẩm ra mắt của tập đoàn Lệ Tỉnh, sản phẩm bán chạy nhất tên là Thiên Sứ, bây giờ lại xuất hiện một thương hiệu tên là Mị Ma. Đây không phải là đối đầu rõ ràng hay sao? Vương Nhất gọi điện cho Hồ Hoàng Việt, kết quả nhận được lại là tập đoàn Cự Phong không bị ảnh hưởng. Chỉ là tập đoàn Lệ Tinh bị thị trường phong sát rồi. Phải, Phương Huệ đã gửi tư liệu qua rồi. Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói, đồ trang điểm, Mị Ma này do một tập đoàn tự sản xuất ở nơi khác có tên là tập đoàn Di Hương, giá cả của đồ trang điểm dòng Mị Ma thấp hơn, Thiên Sứ, của chúng ta một chút, hơn nữa hiệu quả tốt hơn nữa ở trên mạng đã có một số trang tin tức liên quan tới sản phẩm của công ty chúng ta. Lý Khinh Hồng mở điện thoại ra, cho Vương Nhất. Vương Nhất nhìn một cái thì ánh mắt đanh lại. Trên mạng có không ít lời mắng chửi đối với sản phẩm dòng Thiên Sứ. Về cơ bản đều là dùng đồ trang điểm Thiên Sứ, dẫn tới mặt phá tướng, mọc mụn. Mộng Đình đã tra rồi, những tin này đều do người tiêu dùng chọn lọc ra, những người này đều có một điểm chung, đều từng mua hai sản phẩm của Thiên Sứ, và Mị Ma, khen Mị Ma lên tận trời, giẫm Thiên Sứ dưới đất. Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói. Đây chính là cuộc chiến dư luận rồi. Biểu cảm của Vương Nhất cũng nghiêm túc hơn không ít. Sản phẩm càng mới sự thay thế sẽ rất nhanh, tuy thị trường có người khống chế, nhưng tóm gọn lại, vẫn là hai chữ, kiếm tiền. Sản phẩm gì hot thì giới thiệu sản phẩm đó, những sản phẩm không so được thì không ai hỏi tới. Thị trường là tàn khốc như vậy đấy, mà sản phẩm hot thì sao? Không phải chính là dư luận xào lên hay sao? Vương Nhất nhìn ra. Thương hội Giang Bình là găng sức giới thiệu sản phẩm, Mị Ma, này, tập đoàn Lệ Tỉnh đã mất đi sức cạnh tranh của thị trường. Trước tiên đừng vội, chúng ta đi mua một lọ Mị Ma gì đó trước đã. Thương trường như chiến trường, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng không phải quá hoảng loạn. Đây là chiêu trò rất hay gặp trên thương trường. Rất nhanh, bọn họ tới một trung tâm thương mại ở quảng trường có số lượng người rất nhiều. Nơi này đâu đâu cũng là quảng cáo của sản phẩm dòng Mị Ma. Cũng phát lên cả màn hình lớn. So ra, quảng cáo căn bản không có sản phẩm dòng, Thiên Sứ của tập đoàn Lệ Tinh. Những vị trí quảng cáo vốn thuộc về chúng ta kia, đều cho sản phẩm Mị Ma rồi. Lý Khinh Hồng nói. Vương Nhất trầm mặc một lúc, nói, nguyên mẫu của sản phẩm Thiên Sứ là con gái của chúng ta, anh không cho phép bị chèn ép như vậy. Lý Khinh Hồng thuận tay mua một bộ sản phẩm chăm sóc da của dòng Mị Ma.
bóc ra bôi lên cánh tay, cảm giác mát lạnh. Lý Khinh Hồng lại thay đổi sắc mặt, đây không phải là sản phẩm chăm sóc da thiên sứ của chúng ta hay sao? Lại nhìn bảng thành phần, trên mặt Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng hiện sự phẫn nộ. Ngay cả thành phần cũng giống nhau. Mắt của Vương Nhất nheo lại, ăn cắp công thức thương nghiệp. Nếu thật sự muốn tinh luyện ra cách điều chế, đây không phải chuyện rất khó. Điều Lý Khinh Hồng tức giận là đối phương ăn cắp công thức sản phẩm của công ty cô, còn chèn ép sản phẩm của nhà cô thảm như vậy. Lý Khinh Hồng trực tiếp đi vào trong store này, tôi muốn gặp sếp của các người, tất cả các sản phẩm của các người đều là ăn cắp công thức của sản phẩm dòng, thiên sứ của tập đoàn Lệ Tinh, điều này đã cấu thành tội. Nhân viên bán hàng của store nhíu mày, cô là ai, dựa vào đâu nói sản phẩm của nhà chúng tôi là ăn cắp công thức của tập đoàn Lệ Tinh? Bởi vì sản phẩm của các người giống hệt với sản phẩm của tập đoàn Lệ Tinh, chỉ là đổi vỏ ngoài mà thôi. Lý Khinh Hồng lạnh mặt quát. Cô nói linh tinh, sản phẩm của nhà chúng tôi là tự chế tạo, tôi thấy hai người là muốn nổi tiếng muốn điên rồi. Cọ nhiệt hả? Nhân viên bán hàng căn bản không để Lý Khinh Hồng vào mắt, khí thế bức người. Tranh chấp đã thu hút chú ý của rất nhiều người trong quán. Thậm chí có rất nhiều người đi mua sắm cũng ngạc nhiên nhìn qua. Thấy đối phương không nói lý như vậy, Lý Khinh Hồng cũng có hơi tức giận, gọi quản lý của các cô ra đây, tôi muốn hỏi rõ nguyên nhân. Nhân viên bán hàng đó trực tiếp mở miệng mắng chửi, cô là ai, quản lý của chúng tôi rất mạnh, đâu có thời gặp cô. Cô có muốn mua không, không mua thì cút. Đồng thời, nhân viên bán hàng đã gọi bảo vệ. Rất nhanh, 7,8 bảo vệ đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng. Mẹ kiếp cô đang gây sự sao? Lý Khinh Hồng không hề sợ hãi. Tôi là Lý Khinh Hồng chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, sản phẩm mà các người bán căn bản là ăn cắp công thức của tập đoàn chúng tôi, nếu còn không dừng lại, tôi có thể kiện các người. Không ai sành pháp luật trên Lý Khinh Hồng. Quả nhiên, câu này của Lý Khinh Hồng nói xong, những bảo vệ đó không dám bước lên. Ngay cả nhân viên bán hàng đó cũng không ngờ người này vậy mà là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, bỗng chốc sắc mặt có hơi chột dạ. Cũng biết người cấp bậc như này không phải là người cô ta có thể ứng phó. Cô đợi chút, tôi đi tìm quản lý. Nói xong thì chạy vào phòng làm việc của quản lý. Quản lý, không hay rồi, bên ngoài có người gây sự, nói là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh. Trong phòng làm việc có một người phụ trên dưới 30 tuổi ngồi đó, đang cắt móng tay. Nghe thấy chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh tới, cô ta suýt nữa cắt vào thịt. Cái gì, chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh tới sao? Người phụ nữ mặt mày đầy kinh sợ, nhưng giống như nghĩ ra cái gì đó. Người phụ nữ lại trở nên ung dung, hàng là tập đoàn Di Hương sản xuất, có liên quan gì tới chúng ta chứ? Cô ta gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa, đi, đi xem thử chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh gì đó nào. Mã Y Lợi là quản lý của store này. Cô ta trực tiếp đi vào trong store, ánh mắt nhìn xung quanh, ai đang gây sự. Lý Khinh Hồng đi tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mã Y Lợi, cô chính là quản lý của cửa hàng này. Ánh mắt của Mã Y Lợi nhìn thẳng vào mắt của Lý Khinh Hồng thì trong lòng cô ta sửng sốt. Ánh mắt thật sắc bén. Cô ta lúc này mới biết, đây là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh. Bất luận là khí chất, hay thủ đoạn, đều không phải là cái mà cô ta có thể so bì. Nhưng cô ta vẫn không hề sợ, dù sao trong cạnh tranh thương nghiệp, thường xuyên xuất hiện sản phẩm bắt chước. Cơ quan liên quan có thể quản không? Không quản được. Là tôi, sao thế? Mã Y Lợi chấn định trả lời, cô có chuyện gì sao? Vương Nhất kéo Lý Khinh Hồng ra đằng sau, cười nói, chúng tôi là người của tập đoàn Lệ Tinh, sản phẩm dòng, mỹ ma mà cửa hàng các cô bán, ăn cắp công thức của sản phẩm, thiên sứ, của tập đoàn chúng tôi cảm thấy các cô tốt nhất dừng bán, tránh cho sự việc làm to. Khí thế của Lý Khinh Hồng quá lớn, quản lý này chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần dùng cách như này. Cái gì? Mã Y Lợi lại cố tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó chỉ vào Vương Nhất mà mắng, anh nói sản phẩm của cửa hàng chúng tôi ăn cắp công thức của các anh có bằng chứng gì không? Lý Khinh Hồng nhướng mày, tức giận nói, cách điều chế của các cô giống hệt với chúng tôi, điều này còn cần chứng cứ sao? Mã Y Lợi nghe vậy thì lại cười lạnh một tiếng, cái này có thể làm chứng cứ sao? Trên đường các sản phẩm tương tự nhau nhiều như thế, lẽ nào cô có thể nói đều là ăn cắp công thức của nhà các cô chắc? Lời này vừa dứt. Sắc mặt Lý Khinh Hồng thay đổi. Đây là muốn chết không chịu nhận lỗi. Dòng thiên sứ chưa xin giấy phép bản quyền, điều này khiến đối phương chiếm lợi thế. Thấy hai người Lý Khinh Hồng không lên tiếng, Mã Y Lợi càng nói hăng.
tôi thấy hai người là kiếm chuyện, Genty sản phẩm, mỹ ma, của chúng tôi bán đắt hàng hơn các người, cho nên tới phá cửa hàng của chúng tôi, cô cũng quá ác độc rồi. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng bỗng thay đổi, biểu cảm hơi trở nên phẫn nộ. Rốt cuộc là có ăn cắp công thức hay không, chuyện này rất khó có định nghĩa. Mã Y Lợi tóm vào điểm này, chết cũng không chịu thừa nhận. Được, cô nói chúng tôi ăn cắp công thức của các cô lấy bằng chứng ra. Không có bằng chứng, chúng tôi có thể kiện cô tội phỉ báng. Sự trầm mặc của Lý Khinh Hồng đã giúp cho khí sĩ của Mã Y Lợi lên cao. Cô ta cũng không định bỏ qua cho êm chuyện, ngược lại muốn làm lớn chuyện này, bởi vì cô ta biết, quậy tiếp thì bên tổn thất là tập đoàn Lệ Tinh. Chúng tôi rốt cuộc có ăn cắp công thức từ sản phẩm của các người hay không, để người tiêu dùng quyết. Mã Y Lợi nhìn sang những người tiêu dùng vây xem ở xung quanh, mọi người đánh giá đi, sản phẩm dòng mỹ ma có ăn cắp công thức của bọn họ hay không. Người tiêu dùng xung quanh nhìn nhau, bọn họ đâu biểu những cái này. Ăn cắp công thức hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết bộ chăm sóc da của mỹ ma rẻ hơn sản phẩm dòng thiên sứ, tôi rất lâu cũng không dùng sản phẩm chăm sóc da của thiên sứ. Tôi cũng vậy, rẻ, phù hợp. Tôi ủng hộ mỹ ma. Tôi cũng như vậy. Người tiêu dùng bắt đầu phụ họa. Sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Người tiêu dùng không để ý có phải ăn cắp công thức hay không, bọn họ chỉ để tâm tới giá cả và chất lượng. Bên nào sản phẩm đẹp giá rẻ thì bọn họ đứng về bên đó. Không cần nghi ngờ gì nữa, bên phía mị ma có được lòng dân. Nghe thấy những lời phụ họa này, trên mặt Mã Y Lợi tràn ngập nụ cười đắc ý. Cô ta nói với Lý Khinh Hồng, cô là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh. Lòng dạ lại xấu như thế, hắt nước bẩn cho chúng tôi, chuyện này chưa kết thúc đâu, tôi phải đi kiện các cô. Lời này vừa dứt, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Người qua đường đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Khinh Hồng đang cuồn cuộn sóng dữ trong tim và Mã Y Lợi. Dòng Mỹ Ma là sản phẩm do tập đoàn Di Hương sản xuất, mà dòng Thiên Sứ là sản phẩm do tập đoàn Lệ Tinh sản xuất. Hai nhà muốn kiện ra tòa sao? Ánh mắt Lý Khinh Hồng cực kỳ tối tăm. Nhìn chằm chằm Mã Y Lợi. Nụ cười trên mặt Vương Nhất cũng thu lại từng chút. Vốn bọn họ chỉ muốn Mã Y Lợi cắt sản phẩm dòng Mỹ Ma thì sẽ đánh chống thu quân. Nhưng bây giờ xem ra, không nhanh như vậy. Có điều làm lớn đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt, không bằng chúng ta mỗi người lùi một bước thì sao? Mã Y Lợi lại chuyển giọng, nói với Lý Khinh Hồng. Tôi cũng biết, trên thị trường đồ mỹ phẩm, các người bị dòng Mỹ Ma vượt qua chắc chắn rất không cam tâm. Nhưng cũng không thể vu oan cho chúng tôi chứ. Như này đi, cô tài trợ cho cửa hàng của chúng tôi 150 tỷ, chuyện này coi như kết thúc, coi như quả báo đáp, trong cửa hàng của chúng tôi cũng sẽ cho sản phẩm của dòng thiên sứ của các cô lên kệ, bán chạy hay không thì không phải điều tôi có thể quyết định. Mã Y Lợi đợi Lý Khinh Hồng trả lời. Gương mặt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng u ám. Hiếp người quá đáng. Rõ ràng là bọn họ ăn cắp công thức sản phẩm của cô, còn quay ngược cắn cô một cái. Không chỉ như vậy, còn bắt chẹt uy hiếp co. Lúc này, Vương Nhất mỉm cười đi tới trước mặt Mã Y Lợi, chúng tôi chỉ là muốn cô cắt sản phẩm dòng mỹ ma, nhưng cô lại không biết điều như vậy, thế thì đừng trách tôi. Ánh mắt của Mã Y Lợi lập tức trở nên cảnh giác, anh muốn làm gì? Không biết tại sao, nhìn nụ cười của Vương Nhất, trong lòng cô ta có một loại cảm giác rất bất an. Lý Khinh Hồng cũng tò mò nhìn Vương Nhất. Nếu đổi thành cô xử lý chuyện này, tuyệt đối là kiện tới cùng. Nhưng Vương Nhất rõ ràng có cách khác có hiệu quả hơn. Vương Nhất trực tiếp gọi điện cho Hạ Lãm, bảo ông ta đi điều tra chân tướng sự việc của người sử dụng sản phẩm chăm sóc da của tập đoàn Lệ Tinh dẫn tới bị hủy dung. Nhà họ Hạ tra chuyện này thật sự rất dễ, rất nhanh thì đã có hồi âm. Thấy thông tin Hạ Lãm gửi tới, Vương Nhất mỉm cười, nói với Mã Y Lợi, tôi đã nắm được tình báo đủ để cửa hàng của cô đóng cửa, cô chắc chắn muốn đối đầu tới cùng với chúng tôi không? Trán Mã Y Lợi xuất hiện ít mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cảm thấy Vương Nhất đang phô trương thanh thế, cười lạnh nói, anh đừng, lừa tôi, bất luận như thế nào, tôi sẽ không cắt hàng của dòng Mỹ Ma. Cắt hàng của Mỹ Ma, cô ta phát tài kiểu gì? Vậy thì hết cách rồi. Vương Nhất mỉm cười, sự thành công của sản phẩm dòng Mỹ Ma là kết quả do đoàn đội sau lưng vận hành và gây ép, nhưng nếu tôi có thể chứng minh chất lượng của sản phẩm dòng Mỹ Ma không tốt, nếu người tiêu dùng sử dụng sẽ gây ra phần mặt bị phá tướng. Lời này vừa dứt, không chỉ có sắc mặt của Mã Y Lợi thay đổi, người tiêu dùng ở bên cạnh cũng có vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
anh đừng ngậm máu phun người. Chất lượng của sản phẩm dòng mỹ ma chúng tôi rất tốt, sản phẩm dùng xong thì phần mặt bị phá tướng rõ ràng là sản phẩm của dòng thiên sứ các người. Người tiêu dùng cũng nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Quả thật, trong tin tức dẫn ra thì sản phẩm làm cho phá tướng chính là sản phẩm dòng thiên sứ của tập đoàn Lệ Tinh. Mọi người tin tức như này là thật sao? Ánh mắt của Vương Nhất liếc qua mọi người, giọng điệu bình thản, bây giờ tin tức giả có nhiều như vậy, người nhẹ dạ cả tin nhất chính là người tiêu dùng các người. Nói xong, anh mở một đoạn video vừa nhận được. Sản phẩm dùng vào thì gây ra phần mặt bị phá tướng, không phải là sản phẩm chăm sóc da thiên sứ, mà là sản phẩm bảo vệ da dòng mỹ ma, là người của tập đoàn Di Hương uy hiếp tôi. Một cô gái phần mặt quấn băng khóc lóc rồi nói. Soạt. Cô gái trong video vừa nói xong, lập tức toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Còn về thân phận của cô gái có khuôn mặt được làm mờ này, ai cũng biết đây là người tiêu dùng của dòng mỹ ma. Lời khai mà cô ta nói bây giờ hoàn toàn khác với lời khai mà cô ta nói trong bản tin lần trước. Lý Khinh Hồng cũng trợn to mắt, chuyện này rốt cuộc là sao? Vương Nhất không có trả lời ngay, mà mỉm cười, chúng ta xem tiếp. Video tiếp tục. Đây là người tiêu dùng thứ hai. Trước đây tôi dùng sản phẩm của thương hiệu Thiên Sứ, nhưng nửa tháng trước tình cờ thấy sản phẩm chăm sóc da của dòng mỹ ma giảm giá 70%, lại có đợt sale lớn mua thử, kết quả ngày hôm nay thì mặt thành như này. Camera còn quay cận gương mặt của cô gái. Mọi người vừa nhìn thì hít một ngụm khí lạnh. Mụn, mụn chỉ chít. Không ít người mắc chứng ám sợ lỗ thậm chí còn dùng mình. Tôi muốn khiếu nại thương hiệu mỹ ma. Nhưng tối hôm đó người của tập đoàn Di Hương đã đến tìm tôi, nói có thể chịu trách nhiệm khiến mặt của tôi hồi phục như cũ, nhưng có một yêu cầu, đó chính là công bố sự việc cho công chúng, nhưng phải nói thành sản phẩm thiên sứ của tập đoàn Lệ Tinh, tôi hết cách, chỉ có thể làm theo. Sau đó là người tiêu dùng thứ ba, người tiêu dùng thứ tư. Những người này đều là người bị hại trước đó đã chịu sự độc hại từ sản phẩm dòng thiên sứ của tập đoàn Lệ Tinh. Bây giờ luận điệu đã đảo ngược. Hơn nữa lời mọi người nói đều giống nhau, cũng là dùng sản phẩm chăm sóc da mỹ ma, mặt phá tướng, lại được tập đoàn Di Hương uy hiếp, hắt nước bẩn lên đầu của tập đoàn Lệ Tinh. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng trở nên vô cùng khó coi. Cô cuối cùng cũng hiểu, sản phẩm mỹ ma chiếm cứ thị trường, căn bản không phải là ngẫu nhiên, mà là một âm mưu nhằm vào cô. Người tiêu dùng xung quanh đều xem hết đoạn video này, trực tiếp ném sản phẩm mỹ ma vừa mua xuống đất, yêu cầu hoàn tiền. Cảnh tượng rất hỗn loạn, mà sắc mặt của Mã Y Lợi thì trắng bệch, không ngờ loại chuyện này cũng có thể bị Vương Nhất làm được. Vương Nhất cất điện thoại đi, mỉm cười nhìn cô ta, cô còn có gì muốn nói. Mã Y Lợi không ngừng lùi lại, sắc mặt cực kỳ khó bản quyền oi. Không, video này là giả. Đúng, video này không thể là thật. Câu nói này đã nhắc nhở Mã Y Lợi, trên mặt cô ta lại nở nụ cười. Có điều nụ cười đó rất điên cuồng. Giống như phát điên hơn. Những người vây xem xung quanh đó cũng không dám xin mà nhìn sang Vương Nhất. Người tiêu dùng dê bị lừa gạt nhất, thật thật giả giả thật thật, bọn họ căn bản rất khó tiếp xúc sự thật. Đối với bọn họ mà nói, hai bên đều có khả năng là sự thật. Lý Khinh Hồng cũng nhìn sang Vương Nhất, video này ai gửi cho anh? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, cũng có khả năng là video giả. Vương Nhất khẽ mỉm cười. Phản ứng rất bình thản. Là thật hay giả, trong lòng em chắc đã có kết luận. Vương Nhất mím môi, nhìn sang Mã Y Lợi, hờ hững nói. Video này là Hạ Lãm gửi cho anh, sẽ không giả được. Còn nội dung trong video, lại là Hạ Lãm phái người đi tìm những người bị hại đó, bảo bọn họ nói ra chân tướng của sự việc. Chúng ta đi thôi, tới tập đoàn Di Hương. Vương Nhất dẫn Lý Khinh Hồng định rời đi. Mã Y Lợi còn tưởng Vương Nhất và Lý Khinh Hồng chột dạ sợ hãi, vậy nên chặn bọn họ lại. Đứng lại cho tôi, video này là giả, các người còn muốn trốn sao? Phụt phụt phụt. Vào lúc này, những chiếc xe chạy về phía này. Một người trung niên uy nghiêm dân một đám người xuống xe. Hạ gia chủ. Mã Y Lợi bông sững người. Hạ Lãm là người nổi tiếng ở Giang Thành, mọi người đều biết ông ta. Hạ Lãm hờ hững liếc nhìn cô ta. Cô nói video của ai là giả? Là anh ta. Mã Y Lợi đang muốn chỉ Vương Nhất, đột nhiên đầu nổ oành, giống như bị người ta đập mạnh. Ánh mắt của cô ta lập tức trở nên kinh sợ, không dám xin mà nhìn Vương Nhất và Hạ Lãm. Video này là...
Hạ Lãm hờ hững nói, là tôi gửi cho cậu Vương, cũng là tôi đang điều tra. Chuyện liên quan tới Vương Nhất, ông ta đích thân làm. Mã Y Lợi lại bị dọa sợ, bụp một tiếng ngã ra sàn, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất vô cùng kinh sợ. Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay cả Hạ gia chủ cũng chạy tới chạy vặt cho anh. Video Hạ Lãm đích thân gửi cho Vương Nhất, chắc chắn không sai được. Tất cả người tiêu dùng lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Thật không ngờ còn có nội tình như này. Người tiêu dùng luôn là quần thể thế yếu. Hoàn tiền. Tất cả khách sạn mua ở cửa hàng đều nổi giận. Thật sự coi bọn họ là khỉ để diễn trò mà. Hạ Lãm nhìn sang Vương Nhất, cậu Vương, cậu định xử lý như nào? Vương Nhất liếc nhìn cửa hàng, hờ hững nói, đóng cửa đi. Trên mặt Mã Y Lợi vô cùng kinh sợ, cô ta còn trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Vừa muốn cầu xin, Vương Nhất bỏ lại một câu càng khiến cô ta suýt nữa ngất đi. Phong sát toàn bộ cửa hàng có sản phẩm dòng Mỹ Ma, tôi muốn cả Giang Thành, không nhìn thấy một cửa hàng nào bán sản phẩm dòng Mỹ Ma nữa. Ánh mắt của Vương Nhất lạnh lẽo, dửng dưng nói. Hạ Lãm lập tức xử lý. Phong sát tất cả thị trường, cái này nghe thì rất điên cuồng, trong tình huống bình thường là không thể làm được. Nhưng bây giờ trong tay có video, chỉ cần truyền sự việc ra, người bên trên chắc chắn sẽ hạ lệnh tiến hành phong sát. Hết cách, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vậy nên Lý Khinh Hồng luôn trung thực trong kinh doanh. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền xuống. Đây là một dự án lớn, không phải có thể hoàn thành trong một ngày hai ngày được. Nhưng đợi khi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng tới tòa nhà Di Hương thì đã có một tin tức được tung ra, đã có mười mấy cửa hàng bán sản phẩm dòng Mỹ Ma đã đóng cửa. Điều này đối với tập đoàn Di Hương mà nói, đã kích chí mạng. Lý Khinh Hồng đưa Vương Nhất tới dưới tòa nhà tập đoàn Di Hương thì lái xe rời đi. Lý Khinh Hồng muốn đi theo, nhưng bị Vương Nhất từ chối. Lý do là em là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, tập đoàn Di Hương là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, người ta sẽ không cho em đi vào. Vương Nhất trực tiếp đi vào tập đoàn Di Hương. Lễ Tân ở cửa cản anh lại, xin lỗi, hôm nay chủ tịch hạ lệnh, không tiếp bất cứ ai. Vương Nhất mỉm cười, là nội bộ tập đoàn Di Hương loạn thành một bát cháo rồi sao? Lễ Tân kinh ngạc trợn to mắt, anh sao lại biết? Cô ta nói xong thì bịt miệng lại. Vương Nhất không có nói chuyện, thoáng cái bị đóng mười mấy cửa hàng, có thể không loạn sao? Thật sự có thể dùng từ lột da rút gân để hình dung. Cô nói với chủ tịch của các cô, tôi là đến để giải quyết chuyện này. Vương Nhất mỉm cười nói với Lễ Tân. Thật sao, vậy thì giúp việc lớn rồi. Lễ Tân lập tức nở nụ cười đón tiếp, dẫn Vương Nhất tới phòng chờ, cô ta đi thông báo. Rất nhanh thì dẫn một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ coi như xinh đẹp quyến rũ đi ra. Vương Nhất giới thiệu, vị này là chủ tịch của tập đoàn Di Hương chúng tôi, Hứa Diễm, Hứa Tổng, có phương án gì có thể nói với Hứa Tổng. Hứa Diễm đánh giá Vương Nhất vài lần, do dự một lát, vẫn đưa tay về phía Vương Nhất. Chào anh, tôi tên Hứa Diễm, nếu tiện đi tới văn phòng của tôi nói chuyện. Được. Vương Nhất trực tiếp đứng dậy đi về phía trong. Thấy Vương Nhất tự tin như vậy, Hứa Diễm cũng buông bỏ sự cảnh giác trong lòng. Anh nhất định là nhìn trúng thương hiệu của công ty cô ta, muốn hợp tác. Chỉ là thị trường bên ngoài lao đao, rất nhiều cửa hàng dưới trướng tập đoàn Di Hương đều bị đóng cửa. Đi vào phòng làm việc, chỉ có Vương Nhất và Hứa Diễm. Hứa Diễm đi thẳng vào vấn đề nói ra ưu thế của thương hiệu của cô ta. Hiện nay sản phẩm dòng, Mỹ Ma, dưới trướng công ty chúng tôi là sản phẩm chăm sóc da bán chặt nhất ở thị trường của cả thị trường Giang Chiết. Chắc đi đầu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của chúng tôi, cho nên chọn chúng tôi là chính XDM. Vương Nhất mỉm cười, vậy ư? Nhưng sao tôi nghe nói, một tiếng trước, mười mấy cửa hàng dưới trướng tập đoàn của các cô đã bị đóng cửa cùng lúc. Biểu cảm trên mặt Hứa Diễm cứng đờ, sau đó mỉm cười tự nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, không tính là gì. Khựng lại một chút, Hứa Diễm lại nói, tôi nghe Lễ Tân nói, anh tới để giải quyết chuyện của chúng tôi, mạo muội hỏi một câu, anh định giải quyết như nào? Khóe miệng của Vương Nhất cong lên, mỉm cười chào phúng, nói ra suy nghĩ của mình. Rất đơn giản, tập đoàn Di Hương các cô dừng sản xuất sản phẩm dòng, Mỹ Ma, hơn nữa công khai xin lỗi tập đoàn Lệ Tinh. Thừa nhận là các cô ăn cắp công thức của sản phẩm dòng, thiên sứ của tập đoàn Lệ Tỉnh, quấy nhiều thị trường và tổn hại nghiêm trọng tới quyền lợi của người tiêu dùng, chuyện này cứ giải quyết vậy đi. Soạt. Lời này vừa dứt, biểu cảm trên mặt Hứa Diễm trực tiếp thay đổi. Cô ta nheo mắt,
đánh giá Vương Nhất, anh nói gì? Anh không phải tới giải quyết phiền phức cho chúng tôi sao? Vương Nhất cười rạng rỡ, đúng vậy, không sai, tôi tới giải quyết phiền phức cho các cô, làm theo những gì tôi nói, chuỗi cửa hàng dưới trướng tập đoàn của các cô sẽ không bị cưỡng chế đóng cửa, cách này rất trực tiếp giải quyết phiền phức của cô một cách hiệu quả, không phải sao? Ở trong một khoảng thời gian rất dài khi Vương Nhất nói xong, biểu cảm trên mặt Hứa Diễm đều duy trì trạng thái sững sờ. Một lát sau cô ta mới hoàn hồn lại, vô thức lùi lại một bước, nhìn Vương Nhất hỏi, anh rốt cuộc là ai? Vương Nhất cười hờ hững, quên mất tự giới thiệu, tôi tên Vương Nhất, vợ của tôi là Lý Khinh Hồng, cô ấy là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh. Vừa nghe một chữ tập đoàn Lệ Tinh, Hứa Diễm lập tức hiểu được mục đích Vương Nhất tới đây. Vương Nhất quả thật là tới giải quyết vấn đề khó của tập đoàn Di Hương, anh không nói dối. Chỉ là cách giải quyết đi ngược lại với con đường Hứa Diễm nghĩ trong lòng. Cô ta sẽ tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa bị vạn người chửi rủa. Vương Nhất. Sắc mặt Hứa Diễm lúc trắng lúc đỏ, sau đó hỏi, mười mấy cửa hàng trong tay tôi bị đóng cửa, cũng là do anh dở trò. Vương Nhất mím môi, lạnh nhạt nói, coi như là có chút liên quan. Anh. Hứa Diễm trợn to mắt, hận không thể tát Vương Nhất hai cái. Thì ra lôi thôi nửa ngày thì ra tên đầu sổ ở ngay trước mắt. Anh làm như vậy quá đáng quá rồi. Mọi người đều là quan hệ cạnh tranh, cần gì âm hiểm như thế. Hứa Diễm tức giận nói. Vương Nhất mỉm cười, các cô ăn cắp sản phẩm của tập đoàn Lệ Tinh tôi, đổi lại một lớp bao bì, đổi tên khác, tôi đánh sập mấy chuôi cửa hàng của cô, không quá đáng nhỉ. Hứa Diễm nghe vậy thì tức sôi máu, anh có bằng chứng gì nói chúng tôi ăn cắp? Bất luận là Mã Y Lợi. Hay Hứa Diễm, đối với chuyện ăn cắp công thức, chỉ có bốn chữ, chết không nhận tội. Không cho chứng cứ là không được. Vương Nhất mỉm cười, trước khi cô ăn cắp sản phẩm của công ty chúng tôi, có từng nghĩ tới một điểm, tôi đã xin giấy phép quyền sáng chế không? Quyền sáng chế. Lời của Vương Nhất khiến Hứa Diễm sững người. Trên mặt cô ta có sự hoảng loạn trong nháy mắt, rõ ràng bị lời của Vương Nhất dọa rồi. Ở thời đại vi phạm bản quyền diễn ra thường xuyên. Hình như càng cần quyền lợi bảo vệ như quyền sáng chế. Bất cứ sản phẩm gì cũng có thể xin quyền sáng chế, bao gồm cả hàng hóa bán ra thị trường. Mỗi khi nghiên cứu ra một sản phẩm mới, các công ty tập đoàn đều sẽ tới cơ quan chức năng xin cấp quyền sáng chế. Chỉ có một nhà của bọn họ, nếu không là xâm phạm bản quyền. Không cần nghi ngờ gì nữa, sản phẩm dòng mỹ ma dưới trướng tập đoàn Di Dương của cô ta đã ăn cắp sản phẩm dòng thiên sứ của tập đoàn Lệ Tinh. Nhưng lúc đó cô ta không biết sản phẩm dòng thiên sứ đã xin cấp quyền sáng chế. Nếu sự việc làm lớn cô ta rất có khả năng đối mặt với trách nhiệm pháp luật. Nghĩ tới đây, biểu cảm của Hứa Diễm trở nên rất khó coi. Nhưng rất nhanh, cô ta vẫn không muốn tin sự thật của chuyện này. Không thể nào, theo tôi biết, Lý Khinh Hồng vẫn chưa kịp tới cơ quan chức năng xin cấp quyền sáng chế. Chúng tôi đã nghiên cứu ra sản phẩm dòng, mị ma rồi, anh là vu cáo. Hứa Diễm chết không thừa nhận, thậm chí lạnh lùng nhìn Vương Nhất, nói, mị ma không có ăn cắp công thức của thiên sứ, mà là chúng tôi tự nghiên cứu ra, trừ phi anh có thể lấy ra giấy phép về quyền sáng chế đối với sản phẩm dòng thiên sứ ra, nếu không tôi sẽ không thỏa hiệp. Lời này nới cực kỳ tự tin, bởi vì cô ta rất chắc chắn, Lý Khinh Hồng căn bản chưa kịp đi xin cấp quyền, cô ta đã nghiên cứu rồi. Vì chuyện này, trước đó cô ta còn âm thầm phái người đi nghe ngóng. Cho nên đầu óc của cô ta có sỏi. Vậy u. Vương Nhất lại cười hờ hững, vợ tôi khoảng thời gian đó luôn bận việc khác, cho nên mãi không có thời gian đi xin cấp quyền, nhưng không đại biểu tôi không nghĩ tới tầng quan hệ này. Lời này vừa dứt, ánh mắt của Hứa Diễm lập tức trở nên ngỡ ngàng, anh có ý gì? Vương Nhất mỉm cười, ý của tôi là giấy chứng nhận quyền sáng chế vốn ở trong tập đoàn Lệ Tinh của chúng tôi, nếu cô muốn xem, tôi có thể gọi người đi lấy. Hứa Diễm sững người, thì ra bây giờ anh không lấy ra được. Vì vậy, trên mặt cô ta lại nở nụ cười, tôi tưởng là chuyện gì. Sói tới tay không, ai không biết, trọng điểm là anh có thể lấy ra chứng minh không. Vương Nhất bỗng bật cười, cô không tin. Hứa Diễm cười lạnh hai tiếng, đương nhiên sẽ không tin. Vương Nhất lắc đầu, vậy được, còn một cách trực tiếp hơn. Vương Nhất rút điện thoại ra, ấn số điện thoại liên lạc với cơ quan chuyển cấp quyền sáng chế, nếu cô không tin. Bây giờ tôi có thể gọi điện cho bên cơ quan, bảo nhân viên nội bộ kiểm tra quyền sáng chế của sản phẩm thiên sứ của tập đoàn Lệ Tỉnh. Có điều, nếu dính tới cơ quan nhà nước, tôi không thể nhàm chán đi xác nhận như vậy.
Vương Nhất đổi sáng vấn đề khác, cười nhìn Hứa Diễm, tôi sẽ đưa chuyện các người ăn cắp sản phẩm của tập đoàn Lệ Tỉnh cho cơ quan chức năng. Thấy Vương Nhất nở nụ cười hờ hững, Hứa Diễm không dám hó hé, thậm chí nuốt từng ngụm máu. Cô ta thậm chí nhìn thấy Vương Nhất đã ấn số điện thoại của cơ quan chuyên xử lý giấy tờ về quyền sáng chế. Tự tin như này, lẽ nào thật sự có giấy sáng chế thật sự? Không đúng, anh ta đang dọa mình. Hứa Diễm từng học một chút tâm lý học, tình huống lúc này hai bên đều không có bằng chứng, nhưng đã đi vào giai đoạn cần tâm tư tỉ mỉ. Ai sợ hãi trước thì người đó sẽ thua. Nếu đã như vậy, vậy anh gọi đi. Hứa Diễm cố tỏ ra điềm tĩnh, cô ta muốn nhìn xem, Vương Nhất sốt cuộc có dám gọi cuộc điện thoại này không? Vốn tưởng áp lực đã quay lại bên phía Vương Nhất, không ngờ Vương Nhất mỉm cười, trực tiếp gọi cho số điện thoại này. Ngay lập tức, Hứa Diễm hoảng thần, muốn đi giật điện thoại của Vương Nhất. Đưa điện thoại cho tôi. Vương Nhất né ra, Hứa Diễm vồ hụt, suýt nữa ngã. Sắc mặt của cô ta cực kỳ khó coi. Nếu Vương Nhất thật sự nháo sự việc tới cơ quan chức trách, vậy thì bất luận có quyền sáng chế hay không, cơ quan đều sẽ điều tra triệt để chuyện này. Sản phẩm dòng mỹ ma của cô ta là ăn cắp lại sản phẩm dòng thiên sứ. Điểm này là không cần nghi ngờ. Sao thế, biết sợ rồi sao? Vương Nhất nheo mắt đánh giá Hứa Diễm, cười lạnh không thôi. Chỉ là phản ứng này, Vương Nhất về cơ bản có thể chắc chắn, Hứa Diễm là ăn cắp. Lúc này, trên mặt Hứa Diễm tràn ngập sự phẫn nộ, đừng tưởng rằng tôi sợ anh, tôi chỉ là không muốn khiến tập đoàn của tôi tổn thất nghiêm trọng mà thôi. Bây giờ vẫn không đủ nghiêm trọng sao? Vương Nhất cười, chuỗi cửa hàng dưới trướng của cô cũng có mười mấy quán đóng cửa, doanh thu tháng sau đoán chắc sẽ giảm mạnh, trừ phi cô có thể tàn nhẫn, đóng thị trường ở khu Giang Chiết, đi tới thành phố phía Bắc để phát triển. Anh! Hứa Diễm tức điên, cô ta sao có thể đi tới thành phố phía Bắc phát triển chứ? Đúng rồi. Vương Nhất lại nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt càng sâu, chất lượng sản phẩm dòng mỹ ma của cô có vấn đề rất lớn nhỉ. Rất nhiều người tiêu dùng sau khi dùng xong thì phần mặt xảy ra trạng thái hủy dung, nếu tôi gọi điện tới cơ quan an toàn chất lượng sản phẩm, cô thật sự xong đời si roi. Vương Nhất nhanh chóng lục tìm số điện thoại của Châu Khải trong danh bạ. Bây giờ ông ta thăng thức rồi, các ngành đều dính một tí. Tin rằng ông ta sẽ rất vui lòng tiếp quản chuyện này. Sắc mặt của Hứa Diễm cực kỳ khó coi. Bất luận là cơ quan chuyên về bằng sáng chế, hay là cơ quan an toàn chất lượng, bất luận bên nào cũng phải chết. Không cần nghi ngờ gì nữa, Vương Nhất đã ép Hứa Diễm vào đường cùng, cách vách đá chỉ có một bước chân. Rầm. Vào lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, bí thư vội vàng chạy vào. Hứa Tổng, không hay rồi, chuỗi cửa hàng bị niêm phong dưới trướng tập đoàn của chúng ta đã vượt qua 20 cửa hàng rồi. Hiện nay tập đoàn đã rơi vào trạng thái tổn hại nặng nề. Bông chốc, sắc mặt Hứa Diễm trở nên tái nhợt, giống như rút hết sức lực toàn thân, cô ta thật sự ngồi phịch ra ghế bà chủ. Vương Nhất châm một điếu thuốc, hờ hững nói, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi, có cắt hàng hay không? Nếu không, không chỉ tập đoàn Di Hương của tôi sẽ phá sản, cô cũng phải ngồi tù. Nói tới cuối cùng, mắt của Vương Nhất đã hơi nheo lại, trong mắt phụt qua một tia sắc lạnh. Hứa Diễm mặt xám như cho. Đã tới nước này, cô ta không thỏa hiệp cũng không được. Hạ lệnh đi, chúng ta không làm sản phẩm dòng mỹ ma nữa, hơn nữa tới tập đoàn Lệ Tinh đích thân xin lỗi. Sa 2N sắc mặt của thư ký thay đổi, nhưng bên phía đại cổ đông phải ăn nói làm sao? Ba chữ, đại cổ đông vừa dứt, lập tức vẻ mặt Hứa Diễm hoảng sợ, thư ký cũng ý thức được mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng của mình. Vương Nhất nheo mắt đầy nguy hiểm, đại cổ đông gì? Không có gì. Hứa Diễm cật lực che đậy, tôi đã hạ lệnh tập đoàn không sản xuất sản phẩm dòng, mỹ ma nữa, anh mau khiến chuỗi cửa hàng của tôi đừng đóng cửa. Vương Nhất móc điện thoại ra, gọi điện cho Hạ Lãm. Thông báo sự việc cho cơ quan chuyên về quyền sáng chế và cơ quan an toàn chất lượng cho tôi muốn tất cả chuỗi cửa hàng của bọn họ đóng cửa. Mắt của Vương Nhất u ám, sắc mặt xanh mét. Trên người càng tỏa ra sát khí như có như không. Vốn cho rằng chuyện ăn cắp công thức đến tập đoàn Di Hương là kết thúc, không ngờ lại còn kẻ đứng sau. Một câu đại cổ đông của thư ký khiến Vương Nhất ý thức được đằng sau cả chuyện này còn có người khác đang thao túng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, đây không phải phong cách của Vương Nhất. Vậy nên Hứa Diễm rõ ràng đã chọn thỏa hiệp, nhưng Vương Nhất phần tàn nhãn đánh sập tập đoàn Di Hương. Đừng! Sắc mặt của Hứa Diễm thay đổi, hét lên một tiếng,
chuẩn bị đi giật lại điện thoại của Vương Nhất lần nữa. Bụp, lần này Vương Nhất tùy tiện đá một cước. Đã rất thu lực, nhưng Hứa Diễm Vân kêu thảm một tiếng, bị đạp ngã ra sàn. Thư ký ở một bên bị dọa ngu, không dám cử động, chỉ nhìn Vương Nhất với ánh mắt kinh sợ. Cô ta rõ ràng vì sự nhất thời kích động của mình, nói sai lời mới gây ra cục diện này. Hứa Diễm lại bò tới trước mặt Vương Nhất, ngước nhìn anh, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tôi đã nghe lời của anh, không sản xuất sản phẩm, mị ma, nữa, anh không thể đuổi cùng giết tận với tôi. Vậy cô nói cho tôi biết, đại cổ đông là ai? Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi thư ký nhắc tới đại cổ đông, Vương Nhất cũng dần dần phát hiện sự không đúng của cả sự việc. Bởi vì tốc độ quật khởi của sản phẩm dòng mị ma thật sự quá nhanh, sản phẩm dòng thiên sứ, được mọi người chấp nhận là kết quả khi Lý Khinh Hồng kinh doanh từng bước, nhưng, mị ma, này lại giống như nuốt chửng đồ ăn, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Đọc truyện hay tại Chu Nguyên, Việt Nam. Chỉ dựa vào một tập đoàn Hy Dương, còn lâu mới đủ. Tập đoàn Di Hương, chỉ là công ty ở vẻ bề ngoài, sau lưng còn có thế lực đang thao túng. Hứa Diễm mặt như cho tàn, không ngừng lắc đầu. Tôi không thể nói ra tôi sẽ chết. Vương Nhất hờ hững nói, yên tâm, cô nói, tôi bảo đảm cô không chết. Anh biết cái gì chứ? Hứa Diễm lại kích động hét lên một tiếng, bọn họ không phải muốn giết tôi, mà là ép tôi tới đường cùng, cuối cùng cái chết mới là giải thoát. Thư ký đứng ở một bên cũng run rẩy, dáng vẻ hình như rất sợ hãi. Vương Nhất nheo mắt lại, xem ra, đại cổ đông sau lưng các cô, là nhân vật lớn có quyền có thế ở Giang Thành, đúng không? Hứa Diễm và thư ký không lên tiếng, chỉ mặc nhận. Phạm vi ít đi rất nhiều, trong đầu Vương Nhất có một vài người. Nhưng anh vẫn muốn từ trong miệng Hứa Diễm biết được người đó là ai. Cô không có lựa chọn. Vương Nhất hờ hững nói với tôi đối phương là ai, tôi sẽ tìm người đó gây phiền phức. Nếu cô không nói, cô phải thay kẻ đó gánh tội, không chỉ công ty của cô sẽ xong đời, cô còn phải vào tù, cô tự mình chọn đi. Nói xong, anh cũng mặc kệ Hứa Diễm lựa chọn, một mình rút thuốc. Sắc mặt Hứa Diễm khó coi, giống như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Thư ký cũng như vậy, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tôi nói. Cuối cùng, thư ký không chịu được trước, sắc mặt tái nhợt nhìn Vương Nhất, tôi nói cho anh người đó là ai. Sắc mặt Hứa Diễm thay đổi, muốn ngăn thư ký lại. Thư ký lại hất tay của Hứa Diễm ra, Hứa Tống, tôi còn trẻ, không thể bị phong sát. Thấy thư ký kích động như vậy, Hứa Diễm đanh mắt hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài. Được rồi, tôi nói cho anh, nhưng anh phải đồng ý với tôi, sau khi tôi nói cho anh phải dùng việc phong sát các chuỗi cửa hàng dưới trướng tập đoàn Di Hương. Được, Vương Nhất đồng ý. Hứa Diễm hít sâu một hơi, từ từ nói ra một cái tên, ông ta tên Vương Hạn Kiệt, đến từ Vương Thị Yên Đô, đồng thời ông ta còn là cổ đông lớn nhất của Thương hội Giang Bình. Vương Hạn Kiệt. Hai mắt Vương Nhất hơi nheo lại. Về tình về lý, anh đều nên ghi nhớ cái tên này. Bởi vì ông ta không chỉ là cổ đông lớn nhất của Thương hội Giang Bình, còn tới từ Vương Thị Yên Đô. Mục đích ông ta làm như vậy là gì? Vương Nhất hỏi. Hứa Diễm lắc đầu, tôi không biết, tôi chỉ biết, tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình, hội trưởng Nhậm Gia Luân tới tìm tôi, nói ông ta có cách khiến tập đoàn của tôi một phát chiếm lĩnh thị trường. Trước đó tập đoàn Di Hương của tôi chỉ là một công ty nhỏ không có tiếng tắm, cũng sản xuất đồ mỹ phẩm, nhưng không thể so với tập đoàn Lệ Tinh, điều kiện của ông ta tôi không thể từ chối, nên gia nhập vào trong Thương hội Giang Bình. Bọn họ bảo tôi ăn cắp sản phẩm dòng thiên sứ của tập đoàn Lệ Tinh các anh, bởi vì bọn họ định áp chế tập đoàn Lệ Tinh ở trên thị trường, phải có một sản phẩm mới xuất hiện, thay thế vị trí của dòng thiên sứ, vì vậy sản phẩm chăm sóc da dòng, mị ma ra đời. Bọn họ cũng thật sự làm đúng như lời hứa với tôi, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đè sản phẩm, thiên sứ, của tập đoàn Lệ Tỉnh xuống. Ông ta nói với tôi chỉ cần không ngừng sản xuất sản phẩm, mị ma. Bảo đảm kênh cung ứng, quảng cáo còn ra kênh bán, bọn họ sẽ giúp tôi giải quyết, sau đó thì có cục diện như ngày hôm nay. Vương Nhất gật đầu, thì ra sau lưng có bóng dáng của Thương hội Giang Bình. Thương hội Giang Bình là một trong 8 đại thương hội cả nước. Khống chế thị trường đồ trang điểm của Giang Thành, thật sự dễ như trở bàn tay. Tin tức quảng cáo bôi đen tập đoàn Lệ Tinh, cũng là Thương hội Giang Bình bảo tập đoàn Di Hương làm. Tôi đã nói hết những gì mình biết cho anh rồi, anh có thể tha cho tôi rồi chứ? Hứa Diễm run rẩy nói. Được. Vương Nhất hứa,
lập tức gọi điện cho Hạ Lãm, bảo ông ta dừng ra tay với tập đoàn Di Hương. Nếu đã tìm được hung thủ đứng sau, tập đoàn Di Hương cũng không cần đuổi cùng giết tận, trừng phạt là được. Rất nhanh, bên phía Hứa Diễm nhận được tin, chuỗi cửa hàng dưới trướng còn lại 8 cửa hàng may mắn. 48 cửa hàng này cũng là sắp bị phong sát. Chỉ vì một câu của Vương Nhất. Bỗng chốc, ánh mắt Hứa Diễm nhìn Vương Nhất tràn ngập kinh hãi. Cô ta coi như đã hiểu, người thanh niên trước mắt anh có sức ảnh hưởng không yếu hơn Vương Hạn Kiệt. Cô ta lập tức gọi điện cho quản lý của 8 cửa hàng đó, lập tức bỏ hết tất cả sản phẩm dòng Mỹ Ma khỏi kệ. Vương Nhất lại cho Hứa Diễm một tấm danh thiếp, các cô là buôn bán tại cửa hàng, mà tập đoàn Lệ Tinh của chúng tôi chủ yếu là kinh doanh ở các shop trên mạng, hai cái kết hợp, hiệu quả chắc sẽ không tồi. Cô cầm tấm danh thiếp này đi tìm một người tên Lý Mộng Đình, cô ấy sẽ phụ trách quy trình liên quan tới sản phẩm dòng thiên sứ, khi lên khi ở các chuôi cửa hàng của các cô. Hứa Diễm ngây ngốc nhìn Vương Nhất, do dự một chút, cô ta vẫn nhận lấy tấm danh thiếp này. Đây coi như là một chút bồi thường của Vương Nhất cho sự thức thời của cô ta. Đi ra khỏi tập đoàn Di Hương thì Lý Khinh Hồng gọi điện cho anh, hỏi sự việc giải quyết xong chưa. Giải quyết xong rồi, nhưng anh có chút việc phải đi làm. Vương Nhất mỉm cười, sau đó lái xe tới địa điểm của Thương hội Giang Bình. Vốn anh niệm tình Thương hội Giang Bình cũng là thương hội đứng dưới tên anh, tất cả đều do Thương Si quản lý, không truy cứu hành vi của Nhậm Gia Luân. Nhưng bây giờ anh không thể không gõ đầu rồi. Thế giới Trị Nhấn, trung tâm thành phố Giang Thành. Do hai tòa nhà ghép thành, điểm giao nhau ở giữa cực kỳ giống một con mắt nhìn về bầu trời. Thế giới Trị Nhấn từ đó mà thành tên. Đồng thời, nơi này còn là một nơi các thế lực có sức ảnh hưởng lớn ở. Thương hội Giang Bình. Nó là một trong 8 đại thương hội. Cũng là trung tâm thương nghiệp của thành phố G. Người có thể ra vào nơi này, về cơ bản đều là nhân vật có tiếng tăm trong thương giới thương thành. Tuy cả thương hội Giang Bình cũng là của anh, nhưng anh vẫn bị bảo vệ ngăn lại. Giống với trụ sở chính của thương hội Hồng Ưng, thương hội Giang Bình sẽ có khả năng canh phòng rất gắt. Yo, đây không phải là chồng cũ phế vật của Diệp Thúy Như hay sao? Đột nhiên, đằng sau truyền tới một tiếng chào chúng của phụ nữ. Hửm, Vương Nhất nhíu mày, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cô gái chói mắt như công chúa, bước xuống từ trong chiếc thương vụ Lincoln phiên bản giàu, đi đôi giày cao gót, cao ngạo đi về phía anh. Khi nhìn Vương Nhất, cô ta cao ngạo hất cằm lên, ánh mắt nhìn Vương Nhất tràn ngập sự khinh thường và tức giận. Chính là Diệp Ân Thi của Vương tộc Diệp Thị. Đằng sau cô ta còn có hai vệ sĩ có thực lực mạnh mẽ. Vương Nhất liếc cái thì nhìn ra, tuy chưa luyện ra nội kình, nhưng cách biệt đã không còn xa. Cường giả như này, cho dù là ở hiệp hội võ đạo, cũng cực kỳ hiếm có, nhưng lại bị Diệp Ân Thị coi thành vệ sĩ bảo vệ, thật sự có chút phí của trời. Có điều cũng có thể nhìn ra, địa vị của Diệp Ân Thị ở Diệp Thị cao quý hơn, so với Diệp Thúy Như còn hơn. Tuy nhiên Vương Nhất chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, hoàn toàn đi mất hứng thú. Diệp Ân Thi có cao quý hơn nữa, xinh đẹp hơn nữa, ở trong mắt anh cũng như một cây cỏ dại bên đường. Vương Nhất trực tiếp đi qua trước mặt cô ta một cách đường hoàng, mắt không thèm nhìn. Ngay lập tức, một ngọn lửa giận không tên bạo phát từ đáy lòng của Diệp Ân Thi. Cô ta trực tiếp gầm lên một tiếng, Vương Nhất, anh đứng lại cho tôi. Vương Nhất quay đầu, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, còn có chuyện gì sao? Diệp Ân Thi tức tối xông về phía Vương Nhất, hằn học trừng mắt với anh. Anh trước đó vậy mà dám đối với tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Trên mặt Diệp Ân Thi tràn ngập sự phẫn nộ, Vương Nhất nhíu mày, tôi làm gì cô chứ? Lời này vừa dứt, Diệp Ân Thi trực tiếp sững người. Ngay sau đó, cô ta nhìn trông càng túm chặt hơn. Hận không thể tát Vương Nhất một cái, anh vậy mà quên chuyện gì rồi? Vương Nhất nghe vậy thì cũng mỉm cười, xin lỗi, con người tôi trí nhớ không tốt, không coi trọng chuyện không quan trọng. Cô hay là nhắc nhở tôi một chút. Anh, lời này vừa dứt, Diệp Ân Thi trực tiếp nổi giận, cô ta tức tới run người. Được, tôi nhắc nhở anh vậy mà dám đạp tôi xuống tầng. Diệp Ân Thi mặt mày tức giận chừng Vương Nhất. Vừa nhắc tới, Vương Nhất đã nhớ ra. Thì ra là vì chuyện này. Trước đó khi Diệp Thúy Như tổ chức cho Vương Thị, Lạc Thị liên hợp với Diệp Thị cùng nhau săn giết Tần Thị, nửa đường giết ra một Diệp Ân Thi. Không chỉ tát Diệp Thúy Như một cái, còn muốn ra tay với Lý Khinh Hồng. Vương Nhất có thể bất động trước cái đánh của Diệp Thúy Như, nhưng không thể chấp nhận Lý Khinh Hồng bị đánh. Vì vậy,
dưới sự can thiệp của Hồng Giác Lâm cao thủ đứng thứ hai ở Hiệp hội Võ Đạo, trực tiếp đạp Diệp Ân Thi một cước xuống cầu thang. Điều này đối với Vương Nhất mà nói thật sự còn nhỏ hơn con kiến, nhưng đối với Diệp Ân Thi cơ thể vàng ngọc mà thôi, lại là sỉ nhục không thể chấp nhận. Lần trước, có Diệp Thúy Như và Lý Khinh Hồng bảo vệ anh, lần này anh một mình bị tôi tóm được, coi như anh xui xẻo. Diệp Ân Thi lạnh lùng nhìn Vương Nhất, nói. Diệp Ân Thi cản ở trước mặt Vương Nhất, vẻ mặt mang theo sự kiêu ngạo, nói cái gì cũng không cho Vương Nhất đi vào. Ánh mắt của Vương Nhất lạnh đi, bây giờ tôi có việc gấp phải đi tìm tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình, không rảnh dây dưa với cô. Diệp Ân Thi nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Không ngờ anh cũng muốn đi tìm tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình, có mục đích giống như cô ta. Nhưng rất nhanh, Diệp Ân Thi lại cười lạnh, trên mặt thậm chí còn treo hàn ý. Anh cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì, hội trưởng Nhậm cũng là người anh có thể gặp sao. Với lại, ân oán giữa tôi và anh còn chưa tính xong, anh cảm thấy anh đi vào được tòa nhà này sao? Vương Nhất nghe vậy thì bồng mỉm cười, nếu Kim Đồng Ngọc Nữ, xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Diệp Thị chỉ có chút sự nhận thức và trình độ như này, thứ cho tôi nói thẳng, cái danh Ngọc Nữ, này của cô có thể nhường cho Diệp Thúy Như rồi, cô không xứng. Lời này vừa dứt, Diệp Ân Thi trực tiếp trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng khó tin mà nhìn Vương Nhất. Đừng nói cô ta sốc, ngay cả mấy vệ sĩ võ đạo của cô ta cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt ngây ngốc. Diệp Ân Thi kinh ngạc khi Vương Nhất biết cô ta là Ngọc Nữ của Diệp Thị, càng kinh ngạc hơn khi anh lại dám sỉ nhục cô như thế. Anh nói cái gì, một kẻ ở rể Lý Thị không có địa vị như anh lại dám nói tôi không xứng. Hoàn hồn, Diệp Ân Thi tức tới run người, tôi không xứng. Lẽ nào Diệp Thúy Như xứng sao? Vương Nhất gật đầu, theo tôi thấy, cô ta quả thật thích hợp thay thế cô hơn. Câu nói này triệt để chọc cho Diệp Ân Thi bùng lên sát khí ở trong lòng. Biểu cảm trên mặt cô ta lập tức trở nên âm trầm. Trong đầu chỉ còn lại một câu. Thay thế cô! Thay thế cô! Toàn thân Diệp Ân Thi run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn ngập sự tối tăm, thậm chí hiện ra sát ý. Không sai! Câu nói này của Vương Nhất triệt để đâm trúng chuyện Diệp Ân Thi sợ hãi nhất ở trong lòng. Luận tướng mạo, Diệp Thúy Như không kém cô ta, luận âm mưu quỷ kế, Diệp Thúy Như càng là tổ tông. Diệp Ân Thi có ưu thế duy nhất hơn Diệp Thúy Như, chính là sức ảnh hưởng của gia tộc. Tất cả mọi người đều hướng về cô ta, tất cả mọi người đều dựa vào cô ta. Nhưng cô ta biết rõ, một khi để Diệp Thúy Như đứng vững chân ở Diệp Thị, chút ưu thú này của cô ta cũng không còn. Vậy nên cô ta mới nóng lòng muốn đuổi Diệp Thúy Như ra ngoài. Cô ta thật sự sợ Diệp Thúy Như sẽ thay thế mình. Anh cho rằng mình rất hiểu tôi sao? Diệp Ân Thi nhìn chăm chăm Vương Nhất, ánh mắt lạnh lùng. Vương Nhất lắc đầu, tôi không có hứng thú tìm hiểu cô, hy vọng cô đừng tự làm mất mặt. Nói xong, anh lại đi về phía tòa nhà. Đứng lại! Diệp Ân Thi cực kỳ tức giận chạy đuổi theo Vương Nhất, cô ta vô cùng phẫn nộ. Trong mắt Vương Nhất xẹt qua hàn quang, người phụ nữ này quấy nhiễu như này đã khơi gợi sát ý của anh. Mấu chốt Diệp Ân Thi vẫn không biết nguy hiểm đã tới, cô ta chỉ huy mấy vệ sĩ võ đạo của cô ta, dạy dỗ anh ta một trận cho tôi, không cần nương tay, cái đạp lần trước, tôi muốn trả lại gần nhiều lần. Cô ta không hề lo lắng năm vệ sĩ của mình sẽ thua, trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Vì vậy, năm vệ sĩ võ đạo chặn đường đi của Vương Nhất. Vương Nhất nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo, cho các anh 5 giây, rời khỏi trước mắt tôi. 5 người không tránh ra, ngược lại trên mang theo vẻ trào phùng, dám sỉ nhục cô chủ của nhà chúng tôi, không ai cứu được anh hết. Ngay sau đó, khí thế của 5 người đồng loạt tăng lên, 5 cỗ khí thế mạnh mẽ phóng thích ra, mạnh tới cực điểm. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất. Ở trong mắt bọn họ, Vương Nhất đã là một người chết. Bảo vệ của tòa nhà cũng biết 5 người này không phải là người bọn họ có thể chọc vào, lúc này cũng không ngăn cản. Vậy sao? Tuy nhiên, khóe miệng Vương Nhất nhếch lên, nở nụ cười tàn nhẫn. Nếu cô chủ nhà anh kêu các anh ra tay với tôi, vậy thì đừng trách tôi phế đi tay của các anh. Sau khi dứt lời, khí thế của Vương Nhất bỗng bạo phát, đâm mạnh một quyền. Nhanh quá! 5 người đó ngay lập tức bị dọa giật mình, theo phản xạ có điều kiện ngăn cản nó. Tốc độ của bọn họ đã đủ nhanh, nhưng vẫn chậm. Bụp! 5 người ngã ra đất giống như xiếc chồng người, đồng đống lên sắp cao hơn Vương Nhất rồi. Một màn này đâm sâu vào trong tim của nhóm người xung quanh.
bọn họ sớm đã nhìn thấy sự xung đột của Vương Nhất và Diệp Ân Thi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy Vương Nhất xong đời rồi, tuy nhiên sự thật lại đối lập hoàn toàn. Là Diệp Ân Thi đánh giá tôi quá thấp, hay là quá tự tin đối với các anh? Giọng nói của Vương Nhất lạnh lùng, đi thẳng tới trước mặt của năm tên vệ sĩ đó, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Cuối cùng, ánh mắt của năm người này trở nên kinh sợ. Bọn họ không ngờ Vương Nhất ở trong mắt bọn họ có thể thuận tay giết chết, thực lực lại đáng sợ như thế. Dừng tay. Nhìn ra động tác chuẩn bị phế người của Vương Nhất, bảo vệ của tòa nhà cuối cùng cũng ngồi được nữa, xông ra. Đây là vệ sĩ của Diệp Ân Thi, nếu bị người ta phế, anh ta cũng phải chịu trách nhiệm. Anh gì ơi, nơi này là thế giới chi nhãn, khu vực tài chính trọng yếu, không thể xảy ra loại chuyện không có tố chất như này. Anh ta rất nghiêm túc mà nói với Vương Nhất. Vương Nhất bỗng bật cười, xung đột kéo dài lâu như vậy, giờ anh mới đi ra, có hơi thất trách quá rồi. Bảo vệ đương nhiên nghiêng về phía Diệp Ân Thi, không thể dương mắt nhìn Vương Nhất ra tay. Anh mau rời đi, tôi sẽ không cho anh vào tòa nhà đâu. Bảo vệ mặt mày nghiêm nghị. Nụ cười trên mặt càng sâu, xin lỗi, người tôi muốn phế, tòa nhà tôi cũng muốn vào. Vừa dứt lời, anh nhấc chân, giẫm nhẹ một cước vào vai của năm người. Răng rắc, âm thanh vang lên, nhưng lại tiếng xương nứt khiến người ta rợn tóc gáy. 7 năm cả đại sảnh tầng 1. Đều là tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan của năm tên vệ sĩ kia. Tên bảo vệ đó ngây đơ luôn, trên trán toát đầy mồ hôi. Anh vậy mà dám ở trước mặt mọi người làm người khác bị thương. Vương Nhất mỉm cười, anh có thể đi trích xuất camera, xem thử ai ra tay trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nói xong thì anh móc điện thoại ra, gọi điện thoại, La Chí Viễn, tới chỗ tôi một chuyến. 10 phút sau. Một chiếc Lincoln dáng dài rõ ở bên dưới thế giới chi nhấn. Mấy người trung niên mặc vest đi ra từ trong xe. Chính là La Chí Viễn. Ông ta nhìn thoáng cái thì nhìn ra cục diện trước mắt, lạnh nhạt liếc qua tên bảo vệ đó. Tôi là người phụ trách của Thương hội Hồng Ưng, La Chí Viễn, bây giờ có chuyện muốn thương lượng với hội trưởng Nhậm, có thể đi vào chứ? Tên bảo vệ đó trợn to mắt, đã bị dọa ngu. Vậy mà là tổng phụ trách của thương hội khác, địa vị ngang bằng với hội trưởng Nhậm. Người này anh ta sao dám cản? Chỉ có thể chê mặt nhìn Vương Nhất và La Chí Viễn nghênh ngang đi vào trong tòa nhà. Ở một bên khác, tầng cao nhất của thế giới chỉ nhấn, Nhậm Gia Luân đang bàn luận cái gì đó với Diệp Ân Thi. Nhắc tới Vương Nhất cũng muốn gặp mình, Nhậm Gia Luân bỗng nhiên cười. Yên tâm đi, cậu ta không lên được đâu. Rầm. Tiếng cười của Nhậm Gia Luân chưa dứt, cửa phòng làm việc đã bị người khác đạp từ bên ngoài. Vương Nhất dân đám hội viên cấp cao của Thương hội Hồng Ưng như La Chí Viễn, mặt mày không cảm xúc đi vào. A, dám xông vào phòng làm việc của tôi. Phòng làm việc không chỉ bị người khác xông vào, còn dùng cách thô bạo như đạp cửa, Nhậm Gia Luân lập tức mặt mày tức giận đứng lên gầm lên. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Nhất và đám người La Chí Viễn, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Vương Nhất, là anh. Diệp Ân Thi cũng có vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Không dám tin mà thốt lên. Anh không phải nên bị vệ sĩ của tôi dạy rõ rồi hay sao? Sao lại lên đây? Diệp Ân Thi buột miệng nói ra. Giống như nhớ ra cái gì đó, cô ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, các vệ sĩ của tôi đâu? Vương Nhất khẽ mỉm cười, vệ sĩ của cô như thế nào, tới bên cửa sổ nhìn không phải là biết sao? Sắc mặt Diệp Ân Thi cực kỳ khó coi, sắc mặt thay đổi, nhưng Vân đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ sát sàn, nhìn xuống bên dưới. Thật ra, sau khi nhìn thấy Vương Nhất hoàn hảo không tổn thương đi vào, trong lòng cô ta đã có suy đoán đại khái. Chỉ là cô ta không muốn tin sự thật này. Tuy tầng này rất cao, nhưng từ trên nhìn xuống, vẫn là có thể thu chọn cảnh tượng bên dưới vào trong mắt. Cô ta nhìn thoáng cái thì nhìn thấy 5 người năm ngay ngắn, không phải là 5 vệ sĩ võ đạo của cô ta thì là a. Xung quanh còn có không ít người vây quanh, đều đang chỉ trỏ trỏ, xì xầm nói chuyện riêng. Thậm chí còn có tiếng xe cấp cứu. Chuyện này sao có thể chứ? Đôi mắt tuyệt đẹp của Diệp Ân Thi trợn to, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đây là cao thủ võ đạo cô ta tỏ số tiền lớn tuyển về, so với vệ sĩ bình thường, thậm chí là lính giải ngũ cũng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Vốn cho rằng có thể dạy dỗ Vương Nhất, không ngờ người ngã xuống lại là bọn họ. Hơn nữa, tính thời gian, bọn họ nhìn trông đã nằm rất lâu rồi. Chứng tỏ Vương Nhất không tốn sức lực thì đã giải quyết được 5 người này.
khiến người ta bàng hoàng. Vương Nhất, anh dám ra tay với người của tôi, hống hách quá rồi đấy. Diệp Ân Thi quay đầu, chấn vấn kèm theo sự đè nén sự phẫn nộ. Vương Nhất mỉm cười, tôi còn tưởng cô Diệp sẽ nói chuyện này với hội trưởng Nhậm, để khơi dậy tác dụng của việc phô trương sức mạnh để cảnh báo, nhưng nhìn trông cô Diệp không có nói chuyện này ra. Lời này vừa dứt, sắc mặt Diệp Ân Thị lập tức vô cùng khó coi. Cô ta đã kể chuyện này cho Nhậm Gia Luân, chẳng qua chỉ là phiên bản Vương Nhất bị dạy dỗ, không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Điều này khiến cô ta có hơi mất mặt. Có điều ấy à, tôi đã phế một cánh tay của năm vệ sĩ đó của cô, giữa chúng ta hòa. Vương Nhất nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến Diệp Ân Thị tức gần chết. Hai người đang bàn chuyện sao? Vương Nhất nhìn Diệp Ân Thị và Nhậm Gia Luân, hỏi. Nhậm Gia Luân không lên tiếng, cóp qua cóp lại, trở lại trang chính TR. Vương Nhất coi như mặc nhận rồi, trực tiếp nói với Diệp Ân Thi, mặc kệ cô có chuyện gì, tạm gác qua một bên trước, cô có thể đi trước, tôi có việc tìm hội trưởng Nhậm bàn bạc. Vương Nhất nói hai chữ, bàn bạc, đầy thâm ý, khóe miệng còn nở nụ cười đầy thâm ý. Ánh mắt của Nhậm Gia Luân lập tức lạnh đi, cảnh giác nhìn Vương Nhất. Dựa vào đâu ta phải ra ngoài? Diệp Ân Thi mặt mày phẫn nộ đứng dậy, Vương Nhất lại lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Ngay lập tức, Diệp Ân Thi như rơi vào hầm băng, cả người rùng mình. Cô ta đã không có sự bảo vệ của năm vệ sĩ, nếu Vương Nhất thật sự muốn làm gì cô ta, Diệp Ân Thi căn bản không thể chống trả. Loại tình huống này, cô ta chỉ có thể tạm thời rút lui. Cô ta lập tức đứng dậy, nói với Nhậm Gia Luân, hội trưởng Nhậm, hôm khác tôi lại tới. Lúc đi qua bên cạnh Vương Nhất, Diệp Ân Thi còn không quên hăn học trừng mắt với anh. Được rồi, chúng ta bàn chuyện chính đi. Vương Nhất mỉm cười ngồi xuống ở trước mặt Nhậm Gia Luân, nụ cười trên mặt lại khiến Nhậm Gia Luân cảm thấy cực kỳ áp lực. Loại áp lực này từ nhiều mặt, bất luận là ép Diệp Ân Thi rời đi, hay đằng sau có tọa trấn của La Chí Viễn, tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng, đều khiến ông ta gia tăng áp lực. Cậu muốn bàn bạc cái gì? Nhậm Gia Luân lạnh mặt, giả bộ trấn định hỏi. Thật ra chuyện Vương Nhất còn sống, nằm ngoài dữ liệu của Nhậm Gia Luân. Bởi vì trước lúc này, ấn tượng của ông ta về Vương Nhất vẫn dừng ở giai đoạn tỷ võ trong Hiệp hội Võ đạo ở Giang Thành vào lần đó. Thiên La Quân đó chết rồi, đầu chọc bị đưa tới Hiệp hội Võ đạo Giang Thành. Tổng hội trưởng Hồng Giác Hải trong cơn phần nộ phái cao thủ La Văn đứng thứ 9 trong Hiệp hội Võ đạo đi giết Vương Nhất. Ông ta căn bản không cảm thấy Vương Nhất có thể sống được, kết quả lại là Vương Nhất không những còn sống, còn đánh bại chiến thần La Văn. Tôi muốn bàn bạc cái gì, hội trưởng Nhậm không biết sao. Trong mắt Vương Nhất phụt qua một tia sắc lạnh, nói như ám chỉ. Sắc mặt của Nhậm Gia Luân bỗng có hơi hoảng hốt, bởi vì ông ta từ trong mắt Vương Nhất nhìn thấy sát ý cuồn cuộn. Ông ta lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, tôi sao có thể biết chứ. Còn nữa, cậu bàn chuyện thì bàn chuyện, người của Thương hội Hồng Ưng tới làm gì? Tuy giữa tám đại thương hội đều thuộc dưới trướng của thương sĩ, nhưng giữa mỗi thương hội đều sẽ vì tài nguyên mà không ngừng đấu đá lẫn nhau. Thương hội Hồng Ưng và Thương hội Giang Bình cũng như vậy. Nhậm Gia Luân rất không muốn thấy La Chí Viễn. La Chí Viễn đứng ở đằng sau Vương Nhất, cười lạnh nhạt, hội trưởng Nhậm đừng kích động, hôm nay tôi tới không phải để gây phiền phức, đơn thuần chỉ là quá lâu không gặp hội trưởng Nhậm, cho nên cùng tới gặp rồi. Hai người nói chuyện của hai người, coi như chúng tôi không tồn tại là được. Giọng nói thản nhiên đó của La Chí Viễn lại trong vô hình gia tăng áp lực cho Nhậm Gia Luân. Quá lâu không gặp nên tới gặp. Lừa quỷ à? Là tới trợ trận cho Vương Nhất. Hơn nữa sao có thể coi như không tồn tại chứ? Nhậm Gia Luân lại nhìn sang Vương Nhất, tôi thật sự không biết cậu tới làm gì, cho chút gợi ý. Vương Nhất gật đầu, được, tôi cho ông chút gợi ý. Vương Nhất khựng lại một chút rồi nói, tập đoàn Di Hương. Nhậm Gia Luân nghỉ hoặc nói, tập đoàn Di Hương là tập đoàn dưới trướng Thương hội Giang Bình tôi, sao thế? Vương Nhất vẫn không tức giận, chỉ mỉm cười, ông lướt tin tức xem thử. Do dự một lát, Nhậm Gia Luân vẫn mở điện thoại ra lướt tin tức. Nhưng rất nhanh thì ông ta bị một tin tức làm cho sửng sốt. Tập đoàn Di Hương tuyên bố sẽ không sản xuất sản phẩm chăm sóc da dòng, mị ma, nữa, hơn nữa công khai xin lỗi tập đoàn Lệ Tinh, là họ sao chép sản nghiệp dòng Thiên Sứ. Hơn nữa tập đoàn Di Hương tuyên bố đã hợp tác với tập đoàn Lệ Tinh, cố gắng phát triển cửa hàng trải nghiệm trực tiếp, bán sản phẩm dòng Thiên Sứ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vẻ mặt Nhậm Gia Luân hết sức khó tin,
sâu trong đôi mắt còn ánh lên một tia tức giận. Vương Nhất cười mím môi, tập đoàn Di Hương Quang Minh chính đại ăn cắp sản phẩm của xí nghiệp khác, thương hội Giang Bình lại không quản, lẽ nào ông thật ra là biết chuyện này, nhưng ngầm cho phép. Nói xong, anh nhìn Nhậm Gia Luân với ánh mắt sắc bén. Sắc mặt Nhậm Gia Luân càng lúc càng khó coi, sao có thể chứ? Tôi không biết chuyện này. Vương Nhất mỉm cười, được, không cần rảo biện, tôi đã nghe nói từ chỗ Hứa Diễm rồi, ý tứ chính là cổ đông lớn nhất của thương hội Giang Bình các ông, Vương Hàn Kiệt, bây giờ ông ta đang ở đâu? Nhắc tới ba chữ Vương Hàn Kiệt, sắc mặt Nhậm Gia Luân có nét khó coi trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, ông ta lại khôi phục bình thường, nói với Vương Nhất, cậu từ đầu nghe nói cái tên này. Tôi đối với thương hội Giang Bình có quyền quản lý tuyệt đối, tôi chính là cổ đông lớn nhất. Vương Nhất nheo mắt, trong mắt phụt qua một tia sắc lạnh, xem ra hội trưởng Nhậm là muốn bao che cho Vương Hàn Kiệt. Bị ánh mắt của Vương Nhất nhìn, Nhậm Gia Luân lập tức lạnh toát cả người, có loại cảm giác bị dã thú nhìn. La Chí Viễn ở đằng sau lạnh nhạt nói, hội trưởng Nhậm tốt nhất đừng vì một chút lợi ích nhỏ mà đắc tội với nhân vật lớn không tưởng tượng được. Nếu nói lời của Vương Nhất chỉ khiến Nhậm Gia Luân có áp lực, vậy lời của La Chí Viễn khiến trong lòng ông ta không có tự tin. Theo lý mà nói, tuy Vương Nhất là chồng của Lý Khinh Hồng, là con rể của Lý Thị, nhưng đó là kẻ Lý Thị không thừa nhận, Nhậm Gia Luân không cần xiết sợ anh. Nhưng đừng quên, La Chí Viễn cũng là tồn tại cùng cấp với Nhậm Gia Luân. La Chí Viễn lại có cung kính với Vương Nhất như thế, thậm chí là thần phục. Điều này thì có chút ý vị sâu xa. Nhậm Gia Luân không ngốc, nhìn La Chí Viễn chằm chằm, ý của ông là nói, kêu tôi đừng đắc tội với Vương Nhất. La Chí Viễn không lên tiếng, chỉ mỉm cười hờ hững, dừng đúng lúc. Vương Nhất tùy tiện ngồi xuống sofa, như vậy đi, tôi cho ông 10 phút suy nghĩ, rốt cuộc có nói Vương Hàn Kiệt ở đâu hay không, nói hay không nói, đều sẽ có kết quả khác nhau. Nói xong thì anh trực tiếp uống một ly trà nóng, nhấp một ngụm. Sóng nước trong ly trà lan ra, giống như nội tâm bất an của Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân mặt ngoài trấn định, thực chất cực kỳ hoảng loạn. Cổ đông lớn nhất của thương hội Giang Bình là Vương Hàn Kiệt, Vương Nhất nói ra câu này thì đủ để Nhậm Gia Luân kinh ngạc. Khả năng quan sát của Vương Nhất khiến người ta sốc. Cuộc chiến thị trường của sản phẩm dòng, Mỹ Ma, và sản phẩm dòng, Thiên Sứ, người bình thường đều sẽ cảm thấy sự cạnh tranh khốc liệt của hai tập đoàn lớn, nhưng Vương Nhất lại từng bước tra tới đầu Vương Hàn Kiệt. Nhưng Nhậm Gia Luân vân không định nói thật. Vương Hàn Kiệt mà cậu nói, chỉ là một hội viên cấp cao của thương hội tôi, chỉ có một ít cổ phần, không phải cổ đông lớn nhất. La Chí Viễn đứng dậy, Vương Nhất lại mỉm cười xua tay, ngăn ông ta lại. Tay anh vẫn cầm ly nóng, mọi chuyện, đợi 10 phút rồi nói. La Chí Viễn biết, ông chủ lớn muốn sử dụng quyền của phía trên. Nhậm Gia Luân không nói, chỉ là cảm thấy giá trị của Vương Nhất không bằng Vương Hàn Kiệt. Nhưng ông ta biết thân phận thật sự của ông chủ lớn, sợ rằng sẽ hối hận. Rất nhanh, 10 phút đã hết. Nhậm Gia Luân vẫn không có gì để nói. Vương Nhất cũng vừa hay uống hết ly trà nóng này. Được, ông từ chối tôi, chức tổng phụ trách của thương hội Giang Bình này của ông, không cần làm nữa. Vương Nhất nói với Nhậm Gia Luân. Lời này vừa rồi, bất luận là Nhậm Gia Luân hay La Chí Viễn đều có vẻ mặt cực kỳ sửng sốt. Đều bị câu nói này dọa rồi. Ông chủ lớn muốn cách chức Nhậm Gia Luân sao? Cách chức tổng phụ trách của một thương hội, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Quá điên cuồng. Một lúc lâu sau, Nhậm Gia Luân mới hoàn hồn, cười ha hả. Cậu nói cái gì, cậu muốn cách chức một tổng phụ trách như tôi? Cậu có biết mình đang nói gì không? Trên mặt Nhậm Gia Luân căn bản không sợ hãi, ngược lại anh cảm thấy rất buồn cười. Giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Đương nhiên biết rõ, vị trí tổng phụ trách của thương hội Giang Bình của ông, giao cho La Chí Viễn làm. Vương Nhất nói với vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Cả nước tổng cộng có 8 đại thương hội, sinh tử tồn vong của bọn họ đều chỉ trong một ý nghĩ của Vương Nhất, càng đừng nói một tổng phụ trách của một thương hội còn con. Trên thực tế, Vương Nhất còn từng suy nghĩ số lượng thương hội quá nhiều, có lẽ có thể hợp lại chỉ còn vài cái. Những điều này đều nằm trong sự quản lý của Vương Nhất. Chỉ đáng tiếc, Nhậm Gia Luân căn bản sẽ không nghĩ tới tầng quan hệ này. Đừng nói ông ta, ngay cả La Chí Viễn cũng không đoán được tầng quan hệ này. Ông ta chỉ biết thân phận của ông chủ lớn tôn quý, quen biết với ngài thương sĩ, không biết Vương Nhất có loại quyền hạn này. Ha ha ha! Nhậm Gia Luân bông cười cười to,
biểu cảm trào phúng lại coi thường mà nhìn Vương Nhất, cậu có phải sau khi lấy cô Lý, cảm thấy cả thế giới đều là của cậu hay không? Thường hay có người giàu bạo sau một đêm thì sẽ vênh váo tự đắc, lại không hay biết, bản thân vẫn sống ở tầng thấp nhất của xã hội. Bây giờ ở trong mắt Nhậm Gia Luân, Vương Nhất là người như vậy, lấy trưởng công chúa của Lý Thị thì không biết mình họ gì rồi. Tỉnh lại đi, tuy cô Lý của Lý Thị là vợ cậu, nhưng cậu căn bản chưa từng được gia chủ của Lý Thị thừa nhận, cái gì cũng không phải, còn nói năng cuồng vọng muốn cách chức tôi. Vẻ mặt Nhậm Gia Luân đầy sự khinh thường, theo ông ta thấy, Vương Nhất là một thằng hề. Ngay cả La Chí Viên cũng không nhịn được mà đi tới, ghé vào tai Vương Nhất nói nhỏ, ông chủ lớn, chèn ép đúng lúc thương hội Giang Bình là được, đổi tổng phụ trách, chuyện này căn bản là không thế. Nói xong, ông ta lại kiên nhẫn giới thiệu với Vương Nhất. Tổng phụ trách của mỗi thương hội đều là do ngài thương sĩ đích thân hạ lệnh, chỉ có đại nhân thương sĩ mới có tư cách quyết định sự biến động nhân viên cấp bậc này, trừ phi thân phận của ông chủ lớn lớn hơn ngài thương sĩ. Ngay cả La Chí Viễn cũng hiểu nhiều hơn cậu. Nhậm Gia Luân cười, đi tới trước mặt Vương Nhất, căn bản không hề sợ hãi, trừ phi cậu có thể mời ngài thương sĩ tới, để ngài ấy đích thân cách chức tôi, nếu không cậu không làm được. Ông ta về căn bản đã ăn chắc Vương Nhất không làm gì được ông ta. Như vậy, ông ta cũng không cần nói ra Vương Hạn Kiệt đang ở đâu. Lúc này, Vương Nhất lại mỉm cười rút điện thoại ra, nếu là như vậy, vậy thì càng đơn giản, tôi gọi điện cho thương sĩ không phải là được rồi hay sao? Cái gì, gọi điện cho thương sĩ? Lời nói gây sốc tận óc. Nói xong câu này, tất cả mọi người đều ngây dại. Một lát sau, Nhậm Gia Luân mới phản ứng lại, mở miệng mắng. Cậu là cái thứ gì, cũng xứng gọi điện cho ngài thương si. Cậu có số điện thoại của ngài thương S sao? Nhậm Gia Luân tức quá hóa cười, mở miệng mắng chửi Vương Nhất. Sắc mặt của La Chí Viên cũng khó coi. Số điện thoại của ngài thương sĩ bọn họ cũng có, nhưng không dám chủ động gọi. Bình thường đều là có chuyện gì thông báo, ngài thương sĩ mới gọi tới. Bây giờ Vương Nhất nói gọi điện cho ngài thương sĩ, ai sẽ tin chứ? Vương Nhất mỉm cười. Không nói chuyện. Anh tùy tiện ấn một dãy số, cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối. Tôi đã cách chức tổng phụ trách của Nhậm Gia Luân ở Thương hội Giang Bình rồi, đổi thành La Chí Viễn nhận chức. Nói xong thì cúp máy. Hiện trường chết lặng, Nhậm Gia Luân và La Chí Viễn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Anh gọi điện thoại cho ai thế? Đột nhiên, Nhậm Gia Luân cười lạnh một tiếng, giả bộ khá giống đấy. Ông ta còn muốn nói gì đó, đột nhiên. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại đầy chói tai vang lên, Nhậm Gia Luân bỗng sững người. Nhìn số hiển thị thì ông ta bị dọa tái mặt, ngay cả điện thoại cũng làm rơi xuống sàn. Điện thoại của ông rơi xuống sàn rồi. Vương Nhất nhắc nhở đầy trêu tức. Tiếng chuông điện thoại vẫn đang tiếp tục. Nhưng Nhậm Gia Luân ngay cả can đảm nghe máy cũng không có. La Chí Viễn cúi đầu nhìn, vừa thấy số gọi tới kia, ông ta cũng bị dọa giật mình. Chỉ thấy trên màn hình ghi ba chữ. Ngài thương sĩ. Vậy mà thật sự là ngài thương sĩ. Trái tim của La Chí Viên rung lên, không nhịn được mà quay đầu, liếc nhìn Vương. Nhất, ông chủ lớn vậy mà thật sự gọi điện cho thương sĩ. Tôi khuyên ông mau nghe đi, thương sĩ rất có quan niệm thời gian, tất cả mọi việc chỉ nói một lần, lần đầu tiên không nghe, quá hạn thì phế. Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất lại truyền tới, Nhậm Gia Luân lúc này mới phản ứng lại. Nhưng vẻ mặt lại càng thêm kinh sợ. Thương sĩ cho thể trở thành thương sĩ, không chỉ do khả năng của ông ta hơn người, càng là vì ông ta có thể lợi dụng thời gian mỗi giây mỗi phút một cách có hiệu quả. Bí mật này chỉ có cao tầng của thương hội biết, không ngờ Vương Nhất cũng biết. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trên mặt Nhậm Gia Luân miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó cầm điện thoại lên, run rẩy ấn nghe. Ngài thương S, có chuyện gì không? Bây giờ ông đang ở đâu? Trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Chỉ nghe giọng nói, Nhậm Gia Luân đã cảm thấy áp lực. Đây là giọng của thương sĩ. Tôi ở trụ sở chính của Thương hội Giang Bình. Nhậm Gia Luân cố khiến mình trấn định, cố gắng khiến giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh. Ở trụ sở chính thì tốt, ông lập tức công bố một mục biến động nhân viên. Thương sĩ lạnh nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, ông rời khỏi vị trí tổng phụ trách, chức vị sẽ do La Chí Viên lên thay. Lời này vừa dứt, đồng tử của Nhậm Gia Luân co rút, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông ta quay đầu lại, nhìn Vương Nhất đầy khó tin. Vương Nhất đang mỉm cười với ông ta.
Lúc này, tim của Nhậm Gia Luân đập thình thịch, sợ hãi giống như cỏ dại mọc quanh người. Ngài thương sĩ, thật sự cách chức ông ta. La Chí Viễn cũng rất sững sờ, ông ta chỉ biết ông chủ lớn và ngài thương sĩ quen nhau, nhưng không ngờ ngài thương sĩ lại nghe lời của ông chủ lớn như thế. Trái tim của Nhậm Gia Luân run rẩy, nói với thương sĩ ở trong điện thoại, ngài thương sĩ, tôi không làm sai gì cả. Không làm sai gì sao? Thương sĩ cười lạnh, tự mình nghĩ xem có đắc tội với ai không nên đắc tội hay không. Giọng nói của thương sĩ trầm thấp, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Ông chủ lớn, đây là chuyện gì? La Chí Viên sửng sốt nói. Vương Nhất mỉm cười, trước đây chưa từng nhắc tới ông sao? Thương sĩ nợ tôi ân tình. Ân tình. Nghe vậy, La Chí Viễn và Nhậm Gia Luân đều sốc. Chẳng trách ngài thương sĩ lại không chút do dự mà nghe lời của ông chủ lớn, thì ra là ngài thương xin nợ anh ân tình. Nhậm Gia Luân mặt như cho tàn, ngồi phịch xuống sofa. Đi công bố đi, tôi còn có việc, cúp máy trước. Giọng điệu của thương sĩ rất lạnh. Đợi chút, ngài thương sĩ. Nhậm Gia Luân trực tiếp gào lên. Cuộc điện thoại này không thể cúp, một khi cúp máy, vị trí tổng phụ trách của ông ta thật sự sẽ bị bãi bỏ. Đột nhiên, ông ta giống như nhớ ra cái gì đó, trực tiếp đi tới trước mặt Vương Nhất. Biểu cảm đó kích động giống như túm được cọng rơm cứu mạng, tôi nói cho cậu Vương Hàn Kiệt ở đâu, cậu bảo ngài thương sĩ đừng cách chức tôi. Vương Nhất cười lạnh nhạt, cái này xem biểu hiện của ông rồi. Nhậm Gia Luân lập tức không thèm nghĩ mà trả lời, cậu ta ở dưới tầng, cả sự việc là cậu ta lên kế hoạch, tôi chỉ là người tham gia. Nghe vậy, trong mắt Vương Nhất phụt qua một hàn quang, lập tức đi xuống dưới tầng. Tuy nhiên, vừa mở cửa phòng làm việc ra, Vương Nhất nhìn thấy một người thanh niên vóc người cao lớn đứng ở cửa. Anh ta đeo kính gọng vàng, nhìn trông khá nho nhã lịch thiệp, nhưng cái kính không ngừng phản quang đó khiến Vương Nhất cảm nhận được một chút địch ý. Cậu Vương! Nhìn thấy người thanh niên đó, sắc mặt của Nhậm Gia Luân lập tức hơi thay đổi, vô thức gọi thành tiếng. Vương Nhất và La Chí Viên cũng thay đổi sắc mặt. Cậu Vương này đương nhiên không phải đang gọi anh, mà là đang gọi người thanh niên này. Sâu chui cả quá trình, cậu Vương, chỉ có một người. Đó chính là Vương Hàn Kiệt. Anh chính là Vương Hàn Kiệt. Vương Nhất hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Vương Hàn Kiệt cười lạnh nhạt, không đáp lại, mà ánh mắt lướt qua Vương Nhất và La Chí Viên, dừng trên người của Nhậm Gia Luân. Hội trưởng Nhậm, ông cuối cùng vẫn làm trái với ước định giữa chúng ta, nói ra tên của tôi. Sắc mặt Nhậm Gia Luân tái nhợt, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Ông ta chỉ có thể xin lỗi, cậu Vương, xin lỗi, nếu tôi không nói, vị trí không giữ được, hy vọng cậu hiểu cho. Nếu tôi không hiểu thì sao? Đôi mặt Vương Hàn Kiệt hơi nheo lại, lạnh nhạt nói với Nhậm Gia Luân. Vụt! Trong nhát mắt, bất luận là La Chí Viên hay Nhậm Gia Luân, đều cảm nhận được một cô áp lực tâm lý rất lớn. Ít hầu của bọn họ giống như bị một bàn tay vô hình kìm kẹp, thậm chí không thể hô hấp. Duy chỉ có một mình Vương Nhất, lại đi vào phòng làm việc, đánh giá người này. Anh ta chính là Vương Hàn Kiệt. Tên đầu sỏ giúp đỡ tập đoàn Di Hương chèn ép tập đoàn Lệ Tinh. Trong mắt Vương Nhất phụt qua sát ý. Vì tiền đồ của mình, Nhậm Gia Luân chỉ có thể kiên trì nói, xin lỗi, cậu Vương. Tôi từ ngàn dặm xa xôi từ Yên Kinh chạy tới Giang Thành hỗ trợ ông. Ông lại báo đáp tôi như vậy sao? Phải biết, một câu của tôi có thể khiến thương hội Giang Bình ông xuất hiện dao động. Vương Hàn Kiệt tùy tiện ngồi ở trên sofa, thần sắc trên mặt không có sự tức giận, ngược lại, rất bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một loại khí tức đặc biệt nguy hiểm. Vương Nhất gửi một tin nhắn cho thương sĩ, Nhậm Gia Luân có tiếp tục đảm nhiệm chức tổng phụ trách của thương hội Giang Bình hay không, trước tiên chờ quyết định đã. Thương sĩ lúc này cúp máy, lúc này Nhậm Gia Luân mới thở phào một hơi. Bất luận sau này phát triển như nào, ông ta vẫn là tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình, mọi thứ đều chưa tới lúc tệ nhất. Cậu Vương, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tôi không cần vì cậu mà từ bỏ vị trí hiện có của mình. Nhậm Gia Luân nói với giọng điệu trầm thấp. Ông nói cái gì? Vương Hàn Kiệt càng nheo mắt lại, giọng điệu lạnh đi. Ngay lập tức, áp lực trên người La Chí Viên và Nhậm Gia Luân càng lớn. Chuyện của anh và ông ta, gác sang một bên trước đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Vương Nhất lại không quan tâm mà đi tới trước mặt Vương Hàn Kiệt, lạnh nhạt nói, anh giúp tập đoàn Di Hương ăn cắp bôi nhỏ tập đoàn Lệ Tinh của vợ tôi, mục đích là gì?
Trong mắt Vương Nhất mang theo một chút hàn ý, bây giờ sự việc đã được giải quyết, anh chỉ muốn biết mục đích Vương Hạn Kiệt làm như này. Vợ anh. Vương Hạn Kiệt kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất, sau đó mỉm cười, thì ra anh là kẻ ở rể của Lý Thị. Vương Nhất không nói, ánh mắt âm trầm nhìn anh ta. Vương Hạn Kiệt hờ hững nói, không có gì, chỉ là báo thù cho em họ của tôi mà thôi, thuận tiện gặp tộc nhân bên ngoài như anh. Em họ của anh? Vương Nhất hỏi. Vương Hạn Kiệt bình tĩnh nói ra một cái tên. Vương Lâm. Vương Nhất nghe vậy thì cũng mỉm cười, chỉ có điều, nụ cười đó không chứa độ ấm. Thì ra là anh ta. Đồng thời Vương Nhất cũng nhớ ra. Lần trước người đại diện cho Vương Thị tới Giang Thành, người dân đội là Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm chỉ là một kẻ treo tên, trên thực tế xương sống lại là Vương Hạn Kiệt này. Vương Nhất chỉ Vương Hạn Kiệt, quay đầu nhìn sang Nhậm Gia Luân, anh ta trừ tới từ Vương Thị ra, còn có lai lịch gì? Nhậm Gia Luân đang muốn mở miệng, Vương Hạn Kiệt khẽ mỉm cười. Điều ông ta biết không nhiều, vẫn là để tôi nói cho ông biết, trong tay anh có huy hiệu thân phận của Vương Thị tôi, có tư cách biết thân phận. Vương Hạn Kiệt nhìn Vương Nhất, dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói. Ánh mắt Vương Nhất lạnh đi, nhưng không nói gì chỉ thấy Vương Hạn Kiệt lạnh nhạt nói, tôi chính là Vương Hạn Kiệt anh muốn tìm, ngoài tới từ Vương Thị, tôi còn là thành viên của thương hiệu Cửu Vương ở Yên Kinh. Thương hội Cửu Vương. Bốn chữ này vừa dứt, đầu óc La Chí Viên giống như nổ tung, vẻ mặt hết sức sửng sốt. Trong mắt Nhậm Gia Luân cũng mang theo sự kiêng kỵ. Vương Nhất nheo mắt lại, liếc sâu vào Vương Hạn Kiệt. Không ngờ Vương Hạn Kiệt này lại tới từ thương hội Cửu Vương của Yên Kinh. Giống với thương hội Hồng Ưng, thương hội Giang Bình, thương hội Cửu Vương cũng là một trong tám đại thương hội của cả nước, tuy là nói thế, nhưng địa vị của tám đại thương hội lại khác nhau. Thương hội Cửu Vương nằm ở thành cổ của Yên Kinh, là thương hội có địa vị cao nhất trong tám đại thương hội. Thương Si cũng thường xuyên tới thương hội Cửu Vương kiểm tra tình hình. Còn thành viên bên trong, đa số đều là thành viên của chín đại vương tộc Yên Đô. Vậy nên lấy tên Cửu Vương. Vương Nhất nheo mắt đánh giá Vương Hạn Kiệt, chẳng trách anh ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của thương hội Giang Bình, thì ra là người của thương hội Cửu Vương. Tôi mặc kệ anh tới từ đâu, có bối cảnh gì, ra tay với công ty của vợ tôi thì tôi không cho phép. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Vương Hạn Kiệt nói. Vương Hạn Kiệt khẽ mỉm cười, tôi thừa nhận, nể mặt của trưởng công chúa, tôi sẽ cho anh nút mặt mũi, nhưng anh vẫn không có tư cách nói chuyện với tôi. Trong giọng nói, anh ta toát ra sự ngạo mạn, căn bản không đặt Vương Nhất vào trong mắt. Vương Nhất cũng khẽ mỉm cười, nói như vậy, anh không định xin lỗi sao? Giúp đỡ tập đoàn Di Hương bôi nhỏ tập đoàn Lệ Tinh. Vốn Vương Nhất chỉ cần một câu xin lỗi của đối phương, chuyện này bỏ qua. Nhưng bây giờ xem ra Vương Hạn Kiệt hình như không phối hợp. Xin lỗi. Nụ cười trên mặt Vương Hạn Kiệt càng sâu, tôi vốn là trả thù cho Vương Lâm, sao phải xin lỗi? Vương Nhất gật đầu, nếu đã vậy, vậy tôi cũng trả thù cho vợ tôi, đáp lại lẽ. Ánh mắt của Vương Hạn Kiệt đột nhiên trở nên sắc bén, anh lấy cái gì trả thù? Tôi là thành viên của Thương hội Cửu Vương, đừng nói là Thương hội Hồng Ưng và Thương hội Giang Bình của các người, dù hai thương hội cộng lại cũng không dám ra tay với tôi. Bất luận là La Chí Viễn, hay Nhậm Gia Luân, đều không lên tiếng. Ở trước mặt Thương hội Cửu Vương, Hồng Ưng và Giang Nguyên đều không tính là gì. Vương Nhất lại mỉm cười, anh tự tin vậy sao? Đương nhiên. Trên mặt Vương Hạn Kiệt tràn ngập sự tự tin, anh có huy hiệu thân phận của Vương Thị, cách làm tốt nhất nên là chào đón tôi, chứ không phải đối đầu với tôi. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng sâu, tôi phải chào đón anh. Không sai. Vương Hạn Kiệt nói, tôi chỉ là cho vợ anh một chút xíu cảnh cáo, chẳng qua chỉ là đấu giá được huy hiệu thân bố thí của Vương Thị chúng tôi mà thôi, không thể cứ ối lên đầu tông tộc chúng tôi được. Bất luận là Nhậm Gia Luân, hay La Chí Viễn thì đều cảm nhận được một loại cảm giác yêu vượt bắt nguồn từ trong xương tủy. Bụp. Tuy nhiên ngay sau đó, Vương Nhất lại từ từ đứng dậy, đi về phía Vương Hạn Kiệt. La Chí Viễn lập tức kéo Vương Nhất lại, ông chủ lớn, tuyệt đối không được, cậu ta là người của Vương Thị, còn là người của Thương hội Cửu Vương, đánh cậu ta sẽ xảy ra chuyện đấy. Nghe thấy lời của La Chí Viễn, Vương Hạn Kiệt không những không sợ, ngược lại giống như nghe được chuyện cười gì đó. Cười nói, anh muốn đánh tôi sao? Tôi cho anh cơ hội này. Đánh anh ta, vậy thì hời quá anh ta rồi. Nụ cười của Vương Nhất rất rạng rỡ, nhưng nụ cười đó lại vô cùng lạnh lẽo. Lời của Vương Nhất khiến Vương Hạn Kiệt có hơi bất an, không biết Vương Nhất đang muốn làm gì.
nhưng vẫn không có quá hoảng hốt, dù sao thân phận bày ở đó. Chỉ thấy Vương Nhất đi tới trước mặt Vương Nhất, tay thò vào túi áo trước ngực anh ta. Nắm lấy một chiếc huy hiệu đại diện cho thân phận, vàng lấp lánh. Đây chính là huy hiệu thân phận của Vương Thị sao? Vương Nhất giống như lần đầu tiên nhìn thấy huy hiệu thân phận của Vương Thị, cầm lấy chơi, trên mặt còn nở nụ cười trào phúng. Vương Thị và tám đại vương tộc còn lại khác nhau. Mỗi một thành viên của vương tộc Vương Thị đều sẽ đeo huy hiệu thân phận, chính là cái huy hiệu Vương Nhất đấu giá được ở buổi đấu giá. Vương Hàn Kiệt tuyệt đối không ngờ Vương Nhất lại gỡ huy hiệu của anh ta xuống. Anh không phải có sao? Ánh mắt của Vương Hàn Kiệt lạnh đi, nhìn Vương Nhất hỏi. Vương Nhất mỉm cười gật đầu, tôi có, nhưng thích của người khác hơn. Nghe vậy, biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên kỳ lạ. Vương Nhất lấy huy hiệu thân phận của Vương Hàn Kiệt, rốt cuộc muốn làm gì? Tuy nhiên ngay sau đó, Vương Nhất làm ra hành vi khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Anh nghịch huy hiệu thân phận trong tay một chút, sau đó thuận tay ném một cái, ném ra ngoài cửa sổ. Oanh! Nhìn một màn này, Nhậm Gia Luân và La Chí Viễn không dám xin mà trợn to mắt, cả hai đều bị dọa chết rồi. Huy hiệu của tôi! Hai mắt Vương Hàn Kiệt như nứt ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía bên ngoài cửa sổ, tuy nhiên, đã muộn rồi. Huy hiệu ở dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng màu vàng rực, biến mất ở trong tâm mặt. Vương Hàn Kiệt nhìn hồi lâu, vẫn không thể tin huy hiệu của mình mất rồi. Đây là vật tượng trưng cho thân phận, nếu làm mất sẽ bị người của gia tộc Vương Thị trách mắng. Vương Nhất! Vương Hàn Kiệt nghiến răng, quay đầu hằn học nhìn Vương Nhất. Anh ném ném huy hiệu của tôi. Nhậm Gia Luân và La Chí Viễn cũng đều ngu luôn, Vương Nhất không những cướp đi huy hiệu thân phận của Vương Hàn Kiệt, còn ném đi. Vương Nhất mỉm cười, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mỗi người của vương tộc Yên Đô mà tôi gặp đều có loại tự tin thái quá. Sự tự tin thái quá của anh tới từ huy hiệu thân phận của anh, bây giờ tôi ném rồi, anh còn tự tin giống trước đó không? Nói tới đây, Vương Nhất nhìn Vương Hàn Kiệt đầy trào phúng. Anh tìm chết. Lúc này, Vương Hàn Kiệt cuối cùng cũng không thể duy trì bình thản được nữa, gương mặt vặn vẹo, hận không thể đẩy Vương Nhất từ đây xuống. Nếu anh đã ném huy hiệu của tôi, vậy tôi chỉ có thể cướp của anh. Vương Hàn Kiệt nhìn Vương Nhất, lạnh lùng nói. Tuy Vương Nhất đang cười, nhưng nụ cười đó đã rất lạnh. Anh cảm thấy anh có cơ hội sao? Vương Nhất lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, anh đã đưa một tay ra, túm chặt tóc của Vương Hàn Kiệt. Sau đó dùng sức đập. Bụp. Một âm thanh trầm thấp, mặt của Vương Hàn Kiệt đập mạnh vào bàn trà. Đột nhiên, máu tươi chảy xuống. Ai dạy anh, đã làm sai mà còn nói chuyện như đúng lý hợp tình như vậy. Ánh mắt của Vương Nhất lạnh lùng, trong mặt hiện lên một tia lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói. Cảnh tượng này khiến trái tim của Nhậm Gia Luân và La Chí Viên chấn động. Toàn bộ hiện trường im lặng như tờ, chỉ có tiếng kim dây chuyển động tích tắc. Bọn họ không thể tin được. Vương Hàn Kiệt không chỉ là cậu chủ của Vương Thị Yên Đô mà còn là thành viên của Thương hội Cửu Vương ở Yên Kinh. Mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ không có tầm ảnh hưởng mấy nhưng cũng đủ để Tống phụ trách Thương hội đối xử nhã nhặn với anh ta. Không ngờ anh ta lại bị Vương Nhất dạy dỗ cho một bài học hung tàn như vậy. Lần này, Vương Nhất dùng thêm chút sức lực. Sau sự yên tĩnh, toàn bộ phòng làm việc đều là tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Vương Hàn Kiệt. Bịch, bịch, bịch. Anh ta mất thăng bằng, lùi về sau mấy bước. Tầm mắt của Nhậm Gia Luân và La Chí Viên dừng trên khuôn mặt dữ tợn và đáng sợ của Vương Hàn Kiệt. Chỉ thấy gương mặt đó bê bết máu, sống mũi cũng bị gãy, máu tươi không ngừng trào ra từ hai lỗ mũi. Ai 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 ai! Anh ta không ngừng che mặt hét lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thịch! Càng khiến người khác không thể tin được là Vương Hàn Kiệt nhìn thấy hai tay dính đầy máu của mình lại sợ đến mức ngã quỵ trên mặt đất. Trông anh ta vô cùng chật vật. La Chí Viễn nghi ngờ, chẳng phải chỉ là mặt chảy máu vì bị đánh thôi à, sao lại sợ hãi đến vậy? Nhưng Nhậm Gia Luân dường như nhớ ra điều gì đó, hô lớn, mau gọi người đưa anh Vương đi rửa mặt, anh ta có chứng sợ máu. Chứng sợ máu? Nghe vậy, sắc mặt của La Chí Viễn cũng thay đổi rõ rệt. Vương Nhất cũng kinh ngạc liếc nhìn Vương Hàn Kiệt, người này lại có chứng sợ máu. Chứng sợ máu đúng như tên gọi, rất sợ nhìn thấy máu tươi. Máu của người khác thì không sao nhưng nếu là máu của mình thì sẽ sợ đến mức mất trí. Khi Vương Nhất còn đang bàng hoàng thì Nhậm Gia Luân đã bước đến đỡ Vương Hàn Kiệt. Anh Vương, anh thế nào rồi? Cùng lúc đó,
nhân viên y tế của tòa nhà đã được gọi đến để đưa anh ta đi rửa vết thương trên mặt. Hiện trường trở nên hỗn loạn, lúc này La Chí Viên cũng kịp phản ứng, nhanh chóng bước đến trước mặt Vương Nhất, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngài Vương, việc này không nên chậm trễ, ngài mau rời khỏi nơi này đi. Vương Hạn Kiệt là người của Vương Thị Yên Đô, còn là thành viên của Thương hội Cửu Vương, không thể nào không mang theo vệ sĩ. Cho dù trước đó ông ta từng thấy Vương Nhất kinh động ngài thương sĩ, nhưng ông ta không nghĩ rằng Vương Nhất có thể chống lại Thương hội Cửu Vương ở Yên Kinh. Dù sao Thương hội Cửu Vương cũng là thương hội lớn nhất trong 8 thương hội lớn của cả nước, thậm chí còn là thương hội có lưu lượng vốn nhiều nhất. Nhưng Vương Nhất lại làm như không có chuyện gì, vẫn ngồi trở lại trên ghế sofa với vẻ mặt bình thản như cũ. Rời đi, tại sao tôi phải rời đi? Anh ta định ra tay với công ty của vợ tôi. Lần này, chẳng phải anh ta nên chịu sao? Giọng điệu của Vương Nhất lãnh đạm, vốn dĩ không để trong lòng. Thậm chí, anh còn lấy một chiếc khăn tay trắng ra, nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên tay, trông cực kỳ ung dung. Nghe vậy, La Chí Viên cảm thấy khẩn trương. Ông ta quy hết mọi chuyện lên người Vương Nhất, nếu như kinh động người của Thương hội Cửu Vương thì ông ta cũng không có biện pháp. Ngài Vương, ngài không biết đấy thôi, mặc dù 8 thương hội lớn của chúng tôi dưới trướng của ngài thương sĩ, nhưng gần đây ngài thương sĩ đã gửi một tin tức đến cho tổng phụ trách của 8 thương hội lớn. Tin tức nói rằng ngài ấy không còn là người nắm giữ toàn bộ cổ phần của 8 thương hội lớn nữa mà đã được một nhân vật lớn không thể tưởng tượng được quản lý. Bây giờ việc quản lý 8 thương hội lớn gần như đã xong xuôi hết rồi, ngài thương sĩ cũng có ý định từ chức. Ngài ấy dự định giao quyền quản lý 8 thương hội lớn cho người khác, mà người này rất có thể là một người nào đó trong Thương hội Cửu Vương. Dưới tình thế cấp bách, La Chí Viên đành phải tiết lộ những bí mật của cấp cao nhất trong thương hội, đủ để thấy La Chí Viễn xem trọng Vương Nhất như thế nào. Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhất cũng hơi kinh ngạc. Ô tên nhóc thương sĩ kia tính phủi tay không làm chủ sao? Giọng điệu của Vương Nhất đầy bất mãn. Đương nhiên anh biết thương sĩ muốn giao lại quyền quản lý 8 thương hội lớn cho thương hội. Nhất định là muốn trâu về hợp phố, vật về nguyên chủ. Chẳng qua anh nào có thời gian để quản chuyện của 8 thương hội lớn. Không được, muốn phủi tay không làm chủ sao, không thể nào. Thái độ của Vương Nhất rất cứng rắn. La Chí Viễn trực tiếp trợn tròn mắt. Ông chủ lớn không những gọi ngài thương sĩ là thằng nhóc mà còn đang ra lệnh cho ngài thương sĩ. Sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt của La Chí Viễn càng thêm lo lắng.